Quan tim thứ hai nha. Ngày hôm kia chúng ta đã học cái bài siêu âm tim của hẹp van hai lá, thì hôm nay chúng ta học thêm một cái sang thương khác nữa của cũng có van hai lá, tức là hở van hai lá. Và bệnh lý mà cái nguyên nhân hậu thấp mà của cái hẹp van hai lá đó thì nó cũng có thể gây ra cái tổn thương hở, thành ra có khi có những bệnh nhân mà chúng ta vừa gặp hẹp và hở hai lá. Một số những cái mạch cắt cơ bản trong cái bài hẹp van hai lá thì ở cái siêu âm tim của hở van hai lá thì những cái mạch cắt cơ bản đó cũng tương tự như vậy, chỉ khác là chúng ta khảo sát thêm những cái sang thương để đánh giá về cái hở van hai lá thôi. Cái phần trình bày của tôi hôm nay chúng ta cũng đi qua một số những cái mục phần đại cương, một số nguyên nhân hở van hai lá, ôn lại một ít về cái sinh lý bệnh của hở hai lá để chẩn đoán hở van hai lá. Và cái phần quan trọng của mục tiêu của chúng ta hôm nay là về cái siêu âm tim của hở van hai lá, mục tiêu cái tiến trình làm siêu âm. Thì như chúng ta biết cái hở van hai lá thì chúng ta biết rằng van nó giống như cửa vậy đó, vậy khi nó hở nghĩa là đóng không kín, thì giống như chúng ta nói hẹp van hai lá nghĩa là van mở không lớn. Thì trong cái hẹp van hai lá thì cái rối loạn xảy ra vào thời kỳ tâm trương, van hai lá mở ra, nhưng mà trong cái hở van hai lá thì do đóng không kín, nghĩa là cái rối loạn xảy ra vào thời kỳ tâm thu. Như vậy chúng ta biết rằng những cái triệu chứng nghe tim mà chúng ta đánh giá được trong cái bệnh lý hở hai lá, tức là những cái âm thổi vào thời kỳ tâm thu. Hở nghĩa là đóng không kín, nghĩa là van hai lá không đóng kín thì tâm thu, thì hậu quả sẽ có một dòng máu chảy ngược dòng từ thất trái lên nhĩ trái. Và đây là cái hình ảnh minh họa để cho chúng thấy rằng trong thời kỳ tâm thu thì cái van động mạch chủ mở lớn ra để cho máu chảy một cách sinh lý là từ thất trái đi ra ngoại biên, đi ra động mạch chủ. Nếu đóng không kín van hai lá, chúng ta có hở van hai lá, chúng ta sẽ thấy có một dòng máu phụt ngược lên về trong nhĩ trái. Như vậy có rối loạn xảy ra vào thời tâm thu tại van hai lá, thì khi có dòng máu phụt ngược bất thường từ một cái buồng lớn thất trái lên một cái buồng khác thứ hai là nhĩ trái, thì máu sẽ xoáy ngay cái lỗ nhỏ này, thì chúng ta sẽ nghe cái âm thổi. Thì đây là cái âm thổi chính của cái bệnh lý hở hai lá mà khi chúng ta khám chúng ta cần phải nghe. Dĩ nhiên sẽ có một số những âm thổi và tiếng tim khác một khi là cái bệnh hở hai lá này nó đã có một số biến chứng. Để chúng ta thấy rằng cái buồng chịu ảnh hưởng của nó là buồng nhĩ trái, lâu dài sẽ là cái buồng thất trái, và có thể tiếp tục nữa thì nó ngược dòng lên trên. Thì khi nó đã ngược dòng lên tĩnh mạch phổi, mâm mạch phổi, thì những cái rối loạn sẽ tương tự như khi chúng ta học trong cái bài hẹp van hai lá. Một cái điều chúng ta lưu ý trong cái bệnh lý hở hai lá thì chúng ta chú ý tới vấn đề của cái nguyên cái phức hợp của cái van hai lá, thì nó ảnh hưởng nhiều vào trong cái bệnh lý hở. Người ta thấy rằng nguyên những cái thành phần trong một cái phức hợp của van hai lá thì khi có bất thường một trong những cái thành phần này là có thể làm cho van hai lá đóng không kín. Thì chúng ta biết rằng là một cái phức hợp của van hai lá hay gọi là một cái hệ thống van hai lá là chúng ta có lá van, vòng van, dây chằng, trụ cơ và cơ tâm thất và tâm nhĩ lân cận. Như vậy thì cái trong cái hở van hai lá đó thì về cái nguyên nhân của hở hai lá thì người ta có thể chia ra hở hai lá mạn hoặc hở hai lá cấp. Trên lâm sàng thì cái hở hai lá cấp chúng ta ít gặp hơn, mà phần lớn thì chúng ta gặp là hở hai lá mạn. Vậy thì những nguyên nhân của hở hai lá mạn thì cũng có những nguyên nhân tương tự như trong hẹp hai lá chúng ta đã nói. Một cái thấp tim lúc nào cũng phải được đặt ra, thì thường thấp tim nó là chiếm 1/3 các trường hợp hở hai lá. Nếu mà hở hai lá đơn thuần hoặc là chiếm ưu thế do thấp á, thì người ta lại thấy rằng nam nhiều hơn, còn hẹp hai lá hậu thấp thì là nữ nhiều hơn. Thành ra cái tỷ lệ mà ưu thế về phái nó cũng là một cái yếu tố để giúp chúng ta hướng tới một cái nguyên nhân nào đó. Một cái người trẻ hở hai lá nam giới thì cái nguyên nhân hở hai lá mà hậu thấp trẻ thì thường đó, nam giới nhiều hơn, thì đó chúng ta gặp một cái tần suất. Một cái người nữ mà nghi có bệnh van hậu thấp thì chúng ta hay chú ý tìm coi có hẹp hai lá hay không. Cái nhóm nguyên nhân thứ hai cũng là bẩm sinh, là một số những bẩm sinh ở đây chúng ta kể cũng có cái van hai lá hình nhảy dù, parachute van hai lá, parachute mitral valve. Thì chúng ta thấy là cái van hai lá nhảy dù này nó vừa hẹp và nó vừa hở. Ngoài ra nó còn có cái bệnh cảnh xơ chung nội mạc, khiếm khuyết có nội mạc vân vân. Cái bệnh chúng ta có thể gặp là nhồi máu cơ tim, tại vì nhồi máu cơ tim này nó liên quan tới cơ tim ở cái vùng cơ nhú, ở đáy cơ nhú đó. Thì cái nhồi máu cơ tim mà đã điều trị lành rồi thì cái cơ nhú có thể bị xơ hóa, hoặc là nó có thể bị biến chứng phình vách thất, mà phình vách thất ở ngay cái vùng đáy cơ nhú, thì cái này nó sẽ ảnh hưởng vào cái hoạt động của cơ nhú, sẽ làm cho cái
van sẽ đóng không kín được do cái cơ nhú nó không hoạt động tốt, nó không có giữ chặt được van hay lá ở ngay mặt phẳng bằng van. Như vậy liên quan cái vấn đề cơ nhú đái của cơ nhú liên quan tới cái tâm thất, cơ tâm thất trong cái bệnh lý nhỏ cơ tim này, thì chúng ta cũng còn một cái bệnh nữa là thiếu máu cơ tim. Thiếu máu cơ tim thì nếu mà nó chỉ ngắn thôi, tạm thời thôi, thì cái dấu hiệu mà cái âm thổi hở hai lá thì có thể đó là tạm thời đó. Ví dụ trong cái cơn thiếu máu thì có thể rối loạn hoạt động cơ nhú ngắn, chúng ta nghe một cái âm thổi thông thường của thiếu máu, nhưng nếu vài ngày sau nếu điều trị nó ổn định lại rồi có thể hoạt động cơ nhú tốt thì chúng ta sẽ mất. Thành ra một cái âm thổi thông thu mà nó xuất hiện ngắn, tạm thời, và chúng ta loại những nguyên nhân khác mà thường đó người hơi lớn tuổi có một số yếu tố bệnh cơ tim thiếu máu cục bộ thì người ta dễ nghĩ nghi ngờ nhiều tới cái vấn đề của bệnh tim thiếu máu cục bộ. Còn nếu như thiếu máu lâu ngày rồi cái vùng cơ đó nó cũng không có hồi phục được thì dĩ nhiên chúng ta sẽ có một cái hở hai lá mạnh. Chúng ta có thêm một cái gọi là một cái bệnh là bệnh cơ tim phì đại, thì chúng ta biết rằng cái này nó gây hẹp dưới van động mạch chủ. Thì chúng ta sẽ trở lại cái bệnh cơ tim phì đại này trong cái bài van kế tiếp á, là chúng ta học khi chúng ta nói về hẹp van động mạch chủ thì chúng ta sẽ có bàn qua về cái bệnh cơ tim phì đại. Cái bệnh lý chính của nó là ở cái dưới van động mạch chủ, nó gây ra hẹp dưới van chủ, nhưng mà nó có gây hậu quả thêm nữa là gây hở hai lá đi kèm. Chúng ta có những cái bệnh quen thuộc khác, ví dụ viêm nội tâm mạch nhiễm trùng, nó có thể gây một cái sùi cản trở cái van hai lá khi đóng lại. Nó có thể sùi là hậu quả là nó gây ra một cái hậu quả biến chứng là thủng van. Chúng ta có sa van hai lá. Sa van hai lá nguyên nhân có thể là bẩm sinh hoặc có thể là mắc phải. Mắc phải thí dụ như chúng ta có hậu thấp, chúng ta có thoái hóa, có thiếu máu van, có thiếu máu cơ tim, cũng có thể là cái thoái hóa gây sa van. Chúng ta có một cái nguyên nhân thoái hóa gây ra vôi hóa của vòng van hai lá, vôi hóa của lá van. Một số bệnh nội khoa cũng giống như trong hẹp hai lá, chúng ta có gặp tới là lupus, viêm đa khớp dạng thấp, viêm cứng cột sống, hoặc là rối loạn di truyền mô liên kết, hội chứng mặt phân. Thuốc ức chế sự ngon miệng, thì ức chế thuốc ức chế sự ngon miệng thì bây giờ này cái nguyên nhân này thì nó vô lịch sử rồi, bây giờ người ta biết rồi, người ta không có dùng thuốc này nữa. Nguyên nhân là dù cho có một cái nguyên nhân bệnh lý gì đi nữa mà nó làm lớn thấp trái thì lúc này nó sẽ gây ra hở van hai lá cơ năng và giảm vòng van. Như vậy tóm lại về nguyên nhân, chúng ta cũng nhớ rằng nếu quá nhiều so với lại bên hẹp hai lá hậu thấp, hẹp hai lá thì chúng ta nhớ thấp tim là chính, chứ còn là một số nguyên nhân khác thôi. Thì đối với là hở hai lá chúng ta sẽ thấy nhiều nguyên nhân, nhất là mạng tính. Nhưng mà để cho dễ nhớ chúng ta cứ nhớ: một, thấp tim; hai, bẩm sinh; ba, thoái hóa. Ba cái nguyên nhân này nó chiếm là nguyên nhân trong tất cả các bệnh lý van. Còn lại có tùy theo mỗi một cái bệnh lý của cái van, hẹp hở van nào đó mà có thể thêm một số nguyên nhân riêng của nó. Nhưng nếu có quên gì thì chúng ta cứ nhớ thấp tim, bẩm sinh và thoái hóa. Đó là ba cái nguyên nhân chung mà nó có thể gây sang thương ở các van hết. Còn đối với lại hở hai lá như chúng ta đã nói, nó có liên quan tới cơ nhú, liên quan tới cái cơ tâm thất ở cái vùng đái cơ nhú đó, thì chúng ta nhớ thêm cái người lớn tuổi nhồi máu cơ tim, có thể là đang trong giai đoạn cấp hoặc có thể là đã lành rồi, nó bị những cái hậu quả di chứng gây sơ hóa hoặc phình mạch thấp, hay là bệnh thiếu máu cơ tim, một số những cái bệnh lý liên quan biến chứng của một cái bệnh van rồi viêm nội tâm mạc và nó gây sùi, nó có thể làm hậu quả một cái hở mới xuất hiện hoặc là một cái hở sẽ càng ngày càng nặng hơn, vân vân. Rồi về các nguyên nhân vấn đề hở hai lá cấp, hở hai lá cấp thì chúng ta có một số nguyên nhân thôi, thường nó có trong một cái bệnh cảnh dễ gợi ý cho chúng ta. Bệnh nhân trong một cái bệnh lý viêm nội tâm mạc thì nó có thể gây cái hậu quả nó là đứt dây thần kinh, cũng có thể chấn thương làm đứt dây thần kinh hoặc là một cái vô căn không rõ nguyên nhân gì hết, nhưng mà khi siêu âm rồi thì chúng ta phát hiện là bệnh nhân này có một số dây chằng bị đứt, hoặc là có thể là người ta biết rằng bệnh nhân này có thoái hóa cái dây chằng, thoái hóa kiểu u nhầy, kiểu mixoma. Bệnh nhân trong bệnh lý nhồi máu cơ tim, một ngày nào đó trong quá trình khám chúng ta phát hiện có một âm thổi ở mỏng tim mới xuất hiện, âm thổi tâm thu lớn, vút cao, tức là âm thổi thực thể đó, thì hãy coi chừng liên quan tới có cơ nhú có bị đứt hay không. Thì trong trường hợp dĩ nhiên cái bệnh lý nó sẽ nặng hơn, cái tình trạng tim, suy tim của bệnh nhân có thể tiến triển, thì lúc đó mình sẽ nhanh chóng mình gợi ý là mình để chúng ta làm siêu âm để chúng ta phát hiện. Một cái chấn thương cũng vậy, chấn thương nặng ở vùng ngực,
Chấn thương thì nó có thể làm những cái sang thương đứt ở cái vùng tim, thì không chỉ là cơ nhú cần dây thần kinh như chúng ta đề cập ở trên, rối loạn hoạt động cơ nhú, thiếu máu cơ tim như tôi nói, có thể nó trong một cái cấp tính thôi, ngắn thôi, và nó có thể hồi phục ở cái vùng thiếu máu chỗ cái cơ nhú đó. Thành ra cái âm thổi nó hở hai lá xuất hiện ngắn tạm thời rồi vài ngày sau nó hết. Thành ra người ta cứ nói âm thổi xuất hiện, nghĩ là hở hai lá nhưng mà vài ngày nó lại hết, thì coi chừng đó chính là một cái gì cấp tính tạm thời. Thì nếu mà là thoái hóa thì không thể nào tạm thời được, nó có là nó có rồi, nó có hoài và càng ngày càng nhiều chứ không thể nào nó hết đâu. Hoặc làm cái bẩm sinh thì cũng vậy, hay là hậu thấp thì nó cũng rồi, nhưng mà chỉ có cái thiếu máu cơ tim thì có thể hồi phục. Một cái viêm nội tâm mạc ngoài cái biến chứng là cấp tính là đứt dây thần kinh thì cũng có thể thủng van. Còn cái biến chứng mạng là cái sùi đó, sùi nó có thể gây ra một cái cản trở và nó cứ còn hoài nếu chúng ta không có giải quyết được cái sùi đó. Hoặc là một cái giải phẫu tim, giải phẫu một cái tim có thể ảnh hưởng trên cái van hai lá, có thể làm cho cái van hai lá bị hở ra. Nhưng mà dù cho có là nguyên nhân gì đi nữa thì chúng ta cũng nhớ rằng đã hở hai lá càng ngày càng hở, vì khi mà có hở hai lá rồi thì hậu quả chúng ta biết là nhĩ trái lớn, thất trái lớn. Thì khi nhĩ thất trái lớn như vậy thì nó sẽ gây ra cái vòng van giãn, vì chúng ta có hở hai lá cơ năng đi kèm. Rồi nhĩ trái lớn nó cũng ảnh hưởng vì có một phần của cơ nhĩ nó có thể gần với lại cái lá sao. Thành ra nếu nhĩ trái giãn to thì nó sẽ kéo lá sao ra, xa ra khỏi cái lá trước, làm cho cái vòng nó rộng ra. Thì như vậy chúng ta cũng có hở hai lá. Thành ra ta nói rằng giống như là đã hở thì càng ngày sẽ càng hở hơn nếu cái nguyên nhân chúng ta không giải quyết được. Như vậy chúng ta đã đi qua về cái phần sinh lý bệnh. Chúng ta tách ra các màng để cho chúng ta nhớ, nhưng mà cũng sẽ có một số nguyên nhân. Có khi nó là cấp nhưng cũng có khi lâu dài nó sẽ trở thành mạng luôn. Giống như viêm nội tâm mạc chúng ta cũng biết, hay là một cái nhồi máu cơ tim cũng vậy. Có thể là những biến chứng cấp của nhồi máu cơ tim, đứt cơ nhú trong giai đoạn đó, hoặc là biến chứng mạng nó gây là một cái phình vách thấp ở đáy cơ nhú, hoặc là một cái sơ hóa ở cái vùng đáy cơ nhú, hoặc là một cái nhồi máu cơ tim mà nó lâu ngày nó hoại tử quá nhiều, nó làm suy giảm chức năng của cơ thất trái, thì nó làm cho nó giãn buồng thất trái càng ngày càng nhiều. Thì lúc đó bây giờ ban đầu có thể là một cái hở hai lá thực thể, nhưng lâu dài thì nó có thể phối hợp thêm hở hai lá cơ năng. Thì sau khi đã nắm đánh giá lại một số nguyên nhân rồi, chúng ta nhìn lại một ít về cái sinh lý bệnh của hở hai lá, để từ đó khi chúng ta làm một cái siêu âm tim hở hai lá, chúng ta sẽ biết rằng mục tiêu chúng ta cần tìm cái gì. Ngoài cái vấn đề xác định có hở hai lá ra, chúng ta cần phải khảo sát thêm cái gì nữa để cho nó hoàn chỉnh một cái chẩn đoán siêu âm về hở hai lá. Như vậy chúng ta có thật sự nếu mà nói cái quá trình bệnh của một cái hở hai lá thì người ta nói là ba giai đoạn. Giai đoạn đầu có thể hở hai lá cấp, sau đó là hở hai lá mạn nhưng mà còn bù, tức là chưa biểu hiện suy tim, và giai đoạn sau là mất bù, hở hai lá mạn mất bù. Thì như đã nói, có những trường hợp hở hai lá cấp mà nó nặng, nó nghiêm trọng rõ rệt, cái luồng máu rất là mạnh lớn, thì nó sẽ gây rõ rệt một cái rối loạn của bệnh nhân. Còn có những trường hợp hở hai lá nhưng mà nó nhẹ nhẹ, nó từ từ, thì chúng ta không phát hiện được cái giai đoạn cấp của nó đâu, bệnh nhân cũng không biết là mình bệnh. Và rất nhiều trường hợp lâm sàng chúng ta thấy, chúng ta khám bệnh nhân chúng ta nghe âm thổi nhỏ nhỏ thôi, dĩ nhiên nhỏ nhỏ là có thể thấy được có một cái hở van vừa vừa, nhưng mà bệnh nhân chưa có triệu chứng gì hết, thì cái đó là một cái gì nó hở nhỏ nhẹ từ từ, nó tiến triển dần dần mà nó là một cái nguyên nhân nó mạn. Thí dụ đó là do một cái người đó già lớn tuổi thoái hóa van, van nó bắt đầu nó dày, lá van vòng van nó từ 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 như vậy, cái tiến triển dần dần, thành ra tình cờ bác sĩ khám phát hiện. Còn có khi bệnh nhân không biết tới khi nào nó gây ra những cái hậu quả nhiều, nó biến chứng rồi, nó ứ động nhiều rồi, bệnh nhân mệt khó thở, thì lúc đó họ mới phát hiện, họ đi khám với mình. Như vậy chúng ta nhìn lại một cái sơ đồ để cho thấy, nếu mà hở hai lá cấp, hở hai lá cấp thì cái ảnh hưởng trên nhĩ trái thì nó dội ngược lên, thì cái ảnh hưởng nó quá tải, dung tích quá tải áp lực. Như vậy hở hai lá cấp nó sẽ xấu nhiều ít, thì tùy theo cái hở nặng hay hở nhẹ liền ngay trong giai đoạn đó, và nó có thể tăng áp lực nhĩ trái liền, mà lúc đó cái buồng nhĩ trái chưa có thời gian để mà giãn nở ra. Như vậy nó sẽ với cái tình trạng đó như vậy đó, khi nó có dòng máu ngược dòng từ thất trái lên nhĩ trái cho một hệ lá cấp tính, từ thí dụ chúng ta có một cái đứt dây chằng đột ngột do một cái nhồi máu cơ tim cấp, hay là do một cái chấn thương với một cái luồng máu lớn đột ngột dò ngược về nhĩ trái,
những cái không có thời gian thích nghi để giãn ra được đột ngột thì như vậy ngược dòng lên trên tĩnh mạch phổi, mao mạch phổi. Thì như vậy khi mà có ứ máu ngược dòng lên những cái nhiều như vậy, nó sẽ ức chế cái dòng máu dẫn lưu từ phổi trở về tĩnh mạch, phổi trở về những cái như vậy, rõ ràng nó sẽ ứ đọng máu ở mao mạch và chúng ta sẽ có bệnh cảnh phù phổi cấp. Bây giờ ở thất trái thì lúc đó sẽ là tăng gánh dung tích hay tăng gánh lưu lượng, nó sẽ là tăng cái stroke volume toàn bộ, tăng stroke volume. Thì giai đoạn sau thì bắt đầu cái stroke volume nó, khi mà nó tăng stroke volume toàn bộ thì nó giai đoạn đầu thì nó còn lưu lượng, nó còn đảm bảo được cái bơm máu đi ra ngoài trong cơ thể, nhưng giai đoạn sau thì bắt đầu từ từ nó sẽ là cái stroke volume sẽ giảm dần giảm dần. Bây giờ một cái hở hai lá mạng mà mất bù, bây giờ chúng ta nói một cái bệnh lý toàn thể, bệnh cảnh toàn thể của người hở hai lá mạng với những cái hậu quả đầy đủ. Thì nếu mà mạng mà mất bù rồi thì chúng ta thấy nhĩ trái ở đây giống như hồi nãy chúng ta đã nói, nhĩ trái này nó sẽ quá tải dung tích, nhưng mà dần dần vậy thì nhĩ trái sẽ giãn dần, tăng áp lực nhĩ trái, tăng áp lực nhĩ trái thì cái cơ thể cái nhĩ trái giãn lớn từ từ nó thích nghi, do đó cái sự ứ động ngược dòng để cản trở dòng máu từ ở phổi đổ về nhĩ trái nó sẽ dần dần. Như vậy cái triệu chứng mà gây ra một cái phù phổi cấp đột ngột cho nó tăng áp lực mao mạch ở phổi thì nó ít xảy ra, mà nó từ từ tới giai đoạn khi nào nó suy nhiều tim rã trái rồi thì lúc đó nó mới gây ra một cái xung huyết nhiều. Và xung huyết phổi thì lúc đó bệnh nhân sẽ có biểu hiện khó thở, và chúng ta biết rằng nó cản trở sự trao đổi khí ở màng phế nang, mao quản. Và ngược dòng lên thì chúng ta thấy cái diễn biến của cái sinh lý bệnh này nó từ tở này nó giống giống như hẹp hai lá rồi, vậy nó cũng sẽ tăng áp lực mao mạch phổi và ngược dòng suy tim phải. Còn đối với lại bên đây có những cái triệu chứng như đối với lại bên tim phải thì chúng ta biết rằng suy tim phải, gan to, ứ huyết hả. Bây giờ nếu mà thất trái thì sao? Thì khi do cái dòng máu ngược lên nhĩ trái xong rồi đổ ngược trở xuống thất trái, như vậy cái dung tích tâm thu và cuối tâm trường của thất trái dần dần sẽ tăng lên, thì tăng cái kháng áp lực stress ở cái thành của thất trái, rồi ứ động nhiều lâu ngày thì thất trái giãn thì sẽ giãn vòng van, thì sẽ ngược dòng tiếp tục giãn vòng van, thì nó ngược dòng ứ động lên trên nhĩ trái thì tiếp tục là giãn nhĩ trái nữa. Rồi nếu có một tình trạng mà giãn thất trái lâu ngày thì sẽ cơ nó sẽ bị giãn ra, thì cái chức năng co bóp càng ngày càng yếu đi, thì chúng ta có rối loạn chức năng của thất trái, thì stroke volume thất trái sẽ giảm, thì giảm ra bơm máu ra phía ngoài ngoại biên, thì sau cùng chúng ta sẽ có EF giảm, tức là tần suất tăng máu sẽ giảm. Thì như vậy chúng ta thấy một cái hở hai lá mà mạn và nó tiến triển từ 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 từ, thành ra bệnh nhân mà bắt đầu khó thở là nó sẽ qua một thời gian là lúc đó nó đã có những cái thay đổi trên tim rồi. Vậy thì đây là hai cái hình ảnh đó cho chúng thấy, đây là một cái hở hai lá cấp, đây kích thước thất trái còn bình thường, kích thước nhĩ trái còn bình thường, chỉ có một cái thất trái do một cái hở cấp tính đột ngột, ở đây giống như là một cái sa van có thể do một cái đứt dây chằng và nó dòng máu phục ngược lớn về gây ra một, chúng ta thấy có thể nó sẽ ứ động ngược dòng lên trên mao mạch phổi và bệnh nhân có thể khó thở cấp, đây có thể cộng trừ có thể dẫn tới phù phổi cấp nếu có lượng máu này lớn quá, và chúng ta siêu âm chúng ta thấy sẽ có tăng động của thất trái. Cái hình ảnh bên phải này chúng ta thấy đây là một cái hở hai lá mạn, một cái sang thương cũng có thể là gây ra một cái sa van, gây ra một cái sa van, nhưng mà nó từ từ chúng ta thấy buồng nhĩ trái giãn rất là to, thất trái cũng giãn to, rồi ảnh hưởng ngược dòng qua bên phải thì chúng ta cũng sẽ có thất phải cũng giãn lớn. Thì thất trái có thể là giai đoạn đầu thì coi như là chuyển động nó còn bình thường, nhưng mà về sau nó sẽ bắt đầu giảm động và chúng ta sẽ có suy tim ở giai đoạn sau ép giảm. Giai đoạn đầu của hở hai lá thì ef nó có thể tăng cao, thành ra nhiều khi người ta nói một cái người hở hai lá mạng mất bù rồi buồng tim giãn rồi thì nhiều khi cái ef của nó không có giảm quá nhiều, giống như một cái bệnh gây ra một cái phân suất tăng máu giảm trong cái suy tim trái do nguyên nhân khác, bởi vì cái giai đoạn đầu của hai lá cái EF nó tăng. Chúng ta sau khi đánh giá về nguyên nhân, chúng ta đánh giá về sinh lý bệnh, thì như vậy để khám bệnh nhân thì ngoài cái triệu chứng cơ năng mà bệnh nhân có thể đến với mình một khi nó đã mất bù rồi, bệnh nhân than phiền là khó thở, thì như vậy khi chúng ta khám lâm sàng thì cái dấu hiệu để chúng ta đánh giá một bệnh van là chúng ta nghe âm thổi và tiếng tim bệnh lý. Thì như chúng ta đã nói ra trong cái phần sinh lý bệnh là cái rối loạn chính của nó
chính là do cái đóng van không kín trong thời kỳ tăng thu, dòng máu phục ngược xoáy máu ngay cái lỗ van hai lá bị hở đó sẽ gây ra một âm thổi. Vậy chúng ta có âm thổi tâm thu. Điển hình của âm thổi tâm thu hai lá, thời gian của nó thì thường nó là toàn tâm thu. Cũng có thể có một số nguyên nhân nó gây ra âm thổi cuối tâm thu hoặc là đầu tâm thu. Thí dụ người ta nói một âm thổi cuối tâm thu nghe được khoảng giữa và cuối tâm thu đó, thì hở hai lá thường là nhẹ, thì có thể gặp trong bệnh xa hai lá hay là có bệnh động mạch vành, thiếu máu cơ tim cục bộ đó, với rối loạn chức năng cơ nhú. Về hướng lan thì chúng ta biết rằng âm thổi hở hai lá thì rõ ngay ở mõm và thường lan ở nách trái và sau lưng. Thì khi mà nghe lan ra nách trái sau lưng là đa số chúng ta hay gặp, thì thường nó là do ảnh hưởng lá trước. Nhưng mà cũng có một số ít bệnh nhân nó có thể lan vào trong xương ức và động mạch chủ, lên vào động mạch chủ, thì thường cái đó là do ảnh hưởng lá bên sau. Muốn nghe rõ âm thổi này thì chúng ta cho bệnh nhân nằm nghiêng trái. Âm thổi này chúng ta sẽ thấy là thì nàng nó lại lan nhiều ra nách nhiều hơn mà khi chúng ta nằm nghiêng trái. Và đặc biệt là dĩ nhiên chúng ta chú ý nếu trong những trường hợp âm thổi nó nhỏ, chỉ có nghe khoảng chừng 2 phần 6 mà trong cái phòng bệnh thì đông quá, tiếng ồn nhiều quá, thì chúng ta phải áp dụng những kỹ thuật để chúng ta phát hiện âm thổi rõ hơn cho bệnh nhân nghiêng trái, và chúng ta chú ý nghe là thời kỳ thở ra. Chúng ta biết rằng những âm thổi bên van bên tim phải, van tim bên phải thì chúng ta nghe rõ hơn trong thời kỳ hít vô, thì chúng ta biết tạo áp lực âm ở lồng ngực đó. Còn âm thổi mà ở bên tim trái thì chúng ta nghe thời kỳ thở ra, bởi vì thời kỳ thở ra máu về tim trái nhiều hơn. Một số những tiếng tim và âm thổi khác có thể chúng ta nghe được là do một cái âm thổi tâm thu hở hai lá nó kéo dài toàn tâm thu. Thì chúng ta thấy rằng đầu thì cái tâm thu thì tao van hai lá phải đóng lại rồi, thì bây giờ nó đã hở, do đó đã có dòng máu phục ngược liền lên. Như vậy thì nó nghe luôn là điển hình là toàn tâm thu luôn, do đó không có nghe được rõ T1, vì T1 nó bị lấp trong cái âm thổi đó. Chúng ta để nghe, chúng ta chỉ nghe một cái âm phục 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 thôi. À, nếu có tăng áp phổi rồi thì nó sẽ có một số những cái tiếng tim bệnh lý nữa. Thí dụ như tăng áp phổi chúng ta có click phun máu động mạch phổi. À, tiếng T2 thì sẽ phân đôi. Phân đôi gì? Bắt đầu áp lực động mạch phổi tăng rồi thì chúng ta biết đóng chậm hơn thì chúng ta có phân đôi. Phân đôi thông thường là bình thường rồi. Nhưng mà đối với hở hai lá nặng thì hai phân đôi sẽ rộng hơn. Vì sao? Thì chúng ta biết hở hai lá thì máu từ thất trái bơm ra ngoài nó sẽ có hai đường ra. Một cái đường là đi ra động mạch chủ thông thường, và bây giờ thường nó chỉ ra một động mạch chủ, nhưng nếu hở hai lá như vậy rồi bây giờ nó hai đường ra rồi. Vậy thì ngoài cái động mạch chủ thông thường ra, chúng ta còn có thể ngược dòng lên vị trái. Như vậy cái thời gian bơm máu của nó ra nhanh hơn. Như vậy chúng ta sẽ có đóng cái động mạch chủ sớm. Mà chúng ta biết T2 phân đôi. À, trong cái tăng áp phổi thì do phổi đóng chặt, mà nếu chủ đóng sớm thì lại càng rộng hơn nữa. Do đó người ta nói rằng nếu hở hai lá nặng thì T2 phân đôi sẽ rộng hơn. Bây giờ ảnh hưởng trên thất trái thì chúng ta biết rằng khi mà thất trái mà nó giãn lớn nhiều rồi, đặc biệt trong hở hai lá nặng chúng ta nghe được T3, nên là nghe chứng tỏ là nếu nhịp nhanh thì chúng ta có valo T3, thì chúng ta biết là đây là một cái suy tim rồi, có suy tim bên trái. À, chúng ta cũng có thể nghe một cái âm mà đôi lúc lầm tưởng cần phải chẩn đoán phân biệt đây có hạt hai lá đi kèm hay không. Nếu mà bệnh nhân đây tương đối là trẻ hoặc là người già, cả hai cái nhóm này đều có thể có một nguyên nhân, đều có thể gây ra một cái hẹp hai lá luôn. Thí dụ chúng ta có hậu thất là người trẻ thì có thể vừa tổn thương đa tổn thương trên một van, thì một cái việc hở hai lá đi kèm hẹp hai lá cũng là chuyện thường. Một người già lớn tuổi thoái hóa thì có thể vừa hẹp vừa hở cũng được. Và chúng ta sẽ nghe được một cái rung tâm trương. Rung tâm trương này là do gì? Không có hẹp hai lá đi kèm mà đây gọi là hẹp hai lá tương đối. Thành ra trong trường hợp này chúng ta chú ý cái gì? Chúng ta tìm coi có T1 đanh hay không, có các mỏ van hay không, và cái rung tâm trương này có dài hay không. Tại vì nếu nó có hẹp hai lá thật sự thì rung tâm trương sẽ kéo dài suốt thời kỳ tâm trương, thậm chí chúng ta có thể nghe được một cái nhấn mạnh tiền tâm thu. Thành ra cái này người ta chỉ nói là rung tâm trương ngắn. Như vậy nó sẽ như thế nào? Nó sau T3, tại vì thường hở nặng cái dòng máu phục về nhĩ trái nhiều thì nó mới gây ra lưu lượng lớn đi ngang qua van hai lá và thời kỳ tâm trương kế tiếp, thì nó mới gây ra hẹp hai lá tương đối. Thành ra hở nặng chúng ta mới nghe được cái rung tâm trương ở mõm tim. Còn nếu hở nhẹ thì chúng ta chỉ nghe được cái âm thổi chính của hở hai lá là tâm thu thôi. Còn bây giờ nếu trong trường hợp bệnh nhân hở nặng cấp tính mà bệnh nhân có nhịp xoang, có thể chúng ta nghe thêm được có cái T4 ở mõm. Rồi, như vậy thì về cái biến chứng thì chúng ta đã hiểu rằng nó gây ra một cái rối loạn ảnh hưởng ứ máu ở nhĩ trái đổ ngược trở lại thất trái. Thì như vậy chúng ta thấy là sẽ ảnh hưởng nguyên cả buồng tim trái, cả nhĩ và thất trái.
Trong khi hẹp hai lá, chúng ta nhớ rằng chỉ có những cái rối loạn ảnh hưởng bắt đầu từ nhĩ trái trở lên. Còn đối với lại hở hai lá thì cả hai nhĩ và thất trái đều có thể bị ảnh hưởng hết. Thì một cái nhĩ trái lớn thì cũng tăng áp lực ở nhĩ trái, giãn buồng nhĩ trái, tăng áp lực nhĩ trái vân vân. Thì những cái ảnh hưởng trên nhĩ tương tự như trong hẹp hai lá, tức là bệnh nhân cũng có rối loạn nhịp nhĩ. Khởi đầu có thể là ngoại tâm thu nhĩ, về sau chúng ta có thể có cuồng nhĩ và giai đoạn nặng nữa nữa. Rối loạn sau này khi bệnh nhân ở giai đoạn mạn, chúng ta sẽ có rung nhĩ tương tự vậy. Mà khi nếu giãn nhĩ trái thì chúng ta cũng nhớ là vẫn có thể có cái huyết khối ha, thì vấn đề nghẽn mạch não vẫn có thể có. Tuy nhiên về cái tần suất trên lâm sàng thì cái nghẽn mạch não bệnh hẹp hai lá chúng ta gặp nhiều hơn, còn hở hai lá thì ít. Về cái biến chứng lâu dài nó có thể ảnh hưởng trên cái buồng thất trái, thì chúng ta có suy tim trái trước, sau đó chúng ta có suy tim phải và cuối cùng là suy toàn bộ. Trong một cái giai đoạn nào đó, có thể trong bệnh cảnh đó chỉ là hở hai lá cấp tính mà hở hai lá nặng, hoặc là một cái bệnh lý hở hai lá mạn nhưng mà ở cái giai đoạn nó suy tim nhiều rồi, lúc nào đó có thể có một biến chứng thêm là phù phổi cấp. Bệnh nhân trẻ vẫn có thể có thất tim tiến triển, và một cái biến chứng mà chúng ta cũng hay đề cập tới khi có bệnh lý hở van hai lá thì là viêm nội tâm mạc. Chúng ta thấy rằng cái biến chứng viêm nội tâm mạc trong cái hẹp hai lá người ta không đề cập nhiều, tại vì cái cơ chế về rối loạn huyết động trong hẹp hai lá nó sẽ không thuận lợi nhiều cho cái bệnh lý viêm nội tâm mạc. Ít có, không có xảy ra nhiều thì cái đó là một cái may mắn cho bệnh nhân hẹp hai lá. Còn đối với lại bệnh lý hở hai lá hay là một cái bệnh lý về van chủ nói chung thì cái biến chứng viêm nội tâm mạc cũng lúc nào cũng phải được nghĩ tới. Nếu bệnh nhân có một cái ổ nhiễm nào đó ở trong cơ thể, một cái cơ quan nào đó bị nhiễm trùng, chúng ta phải lưu ý xem là bệnh nhân có bị viêm nội tâm mạc hay không, chứ không phải đợi tới lúc bệnh nhân có triệu chứng rồi chúng ta mới tìm. Mà chúng ta hãy cảnh giác khi một bệnh nhân sốt vô và có một cái âm thổi hở hai lá hoặc là bệnh lý của hẹp hở van chủ, thì chúng ta biết rằng cái sinh lý bệnh, cái rối loạn huyết động của một cái van để nó gây ra một cái biến chứng viêm nội tâm mạc dễ xảy ra là khi có một cái chân áp lớn rõ qua cái sang thương đó. Thì chúng ta biết rằng trong cái hẹp chủ hở chủ thì dù hẹp chủ hay là dù hở chủ thì có một cái chân áp lớn giữa hai cái buồng qua cái van. Còn trong cái hở hai lá cũng vậy, trong thời kỳ tâm thu áp lực thất trái lúc nào cũng cao hơn áp lực nhị trái, thành ra có một cái chân áp lớn như vậy nó gây ra dễ gây ra thuận lợi cho một cái sang thương để nó gây ra dễ gây ra viêm nội tâm mạc. Thành ra chúng ta phải cảnh giác và chúng ta phải đi tìm những dấu chứng viêm nội tâm mạc trên lâm sàng, và lúc đó khi làm siêu âm, nếu chúng ta làm siêu âm mà bệnh nhân được chẩn đoán hở hai lá rồi nhưng mà tình cờ chúng ta gặp sờ thì bệnh nhân sơ sốt, có thể trên cái người lâm sàng gửi cái giấy đi làm siêu âm người ta chưa đề cập tới cái đó, nhưng mà mình làm siêu âm mình tự nhiên mình phải nghĩ liền, chú ý nhìn kỹ có những cái sang thương gì có viêm nội tâm mạc mới hay không mới xảy ra. Có nhiều khi những cái hơi sùi mà nó còn nhỏ đó, có khi mình không phát hiện được. Quá nhỏ thì chúng ta không thấy được đâu, phải làm siêu âm thực quản thì chúng ta mới thấy được. Thì đây là một số biến chứng, và chúng ta nhớ rằng trong cái hở hai lá thì bắt đầu có là từ suy tim trái rồi, nhưng mà riêng đối với hẹp hai lá thì từ suy tim phải nha, không có suy tim trái. Sang thương bắt đầu từ nhĩ trái trở lên, còn từ nhĩ trái trở lên thì những rối loạn và trên siêu âm chúng ta làm tương tự như hẹp hai lá. Để chẩn đoán một cái hở hai lá trên lâm sàng thì dĩ nhiên là chúng ta phải nghe tim để chúng ta đánh giá xác định cái bệnh lý hở hai lá, đồng thời xem xét thêm những cái biến chứng của hở hai lá. Khi chúng ta nghe chúng ta đánh giá được cái gì thì chúng ta nghe được chủ yếu là phải có âm thổi tâm thu tại mõm. Còn cái chuyện nghe được nhiều nghe được ít là nó phụ thuộc vào yếu tố của bệnh nhân nữa, chứ không phải là do người khám. Nhiều khi bệnh nhân thành ngực nó mập quá, gầy quá đi, mình nghe không rõ, mình nghe nhỏ nhưng mà thật sự siêu âm là thấy hở nhiều. Còn nhiều khi mình thấy hở vừa phải cũng khá lớn hơn người kia, nhưng cái mức độ tổn thương trên siêu âm mình lại thấy ít hơn. Thành ra cái cường độ nó còn phụ thuộc vào cái thành ngực của bệnh nhân. Nhưng mà nghe được âm thổi tâm thu nó gợi ý cho mình có thể có te cách đôi, và nếu có thêm ảnh hưởng thất trái chúng ta có thể nghe được te ba mõm. Thì khi đã chẩn đoán trên lâm sàng nó có hở hai lá thì lâm sàng chúng ta sẽ nghi ngờ nguyên nhân là cái tìm nguyên nhân là gì, thì cái nguyên nhân này sẽ là bác sĩ siêu âm sẽ trả lời. Người lâm sàng có thể phân tích dựa vào tuổi bệnh nhân, dựa vào cái thời điểm phát hiện bệnh, một số những cái yếu tố đi kèm để có thể gợi ý tới nguyên nhân này hoặc nguyên nhân khác. Thí dụ bệnh nhân này đau ngực quá, vậy coi chừng có liên quan tới bệnh mạch vành hay không,
Người già quá có thoái hóa không? Trẻ có tiền căn đau khớp vậy có thể là thấp không? Hay là cái này nó tuổi nó còn nhỏ quá, mới khoảng 9-10 tuổi thôi, coi chừng này có bẩm sinh không, vân vân. Đó là người lâm sàng, họ sẽ ghi cái nguyên nhân. Vậy trả lời kết quả này là ai? Bác sĩ, thường là bác sĩ siêu âm. Tại vì siêu âm tim sẽ giúp chúng ta thấy được giải phẫu, cấu trúc của van hai lá cũng như một số biến chứng để giúp xác định được nguyên nhân. À, còn lâm sàng thì cái âm thổi tâm thu ở mõm đó thì sẽ giúp chúng ta cần phân biệt. Ở đây tôi chỉ nói trên cái phương diện lâm sàng thôi. Âm thổi tâm thu ở mõm thì nghe được, có nhiều khi không phải là tại mõm mà làm thổi của hẹp chủ lan xuống thì người ta cũng sẽ chú ý phân biệt thêm. Coi đây có phải âm thổi của hẹp chủ lan xuống không? Âm thổi tâm thu của hở ba lá mà nó ra lan rộng. Nên chúng ta biết rằng cái van không phải là một cái ổ một chỗ đâu, mà nó là một cái vùng, tức là nó có một cái bán kính giống như ngay cái biển mõm tim là của hở hai lá. Âm thổi tâm thu ở vùng đó nghe được cái mõm là chúng ta nghe hai lá, nhưng mà chúng ta dịch ra hai bên cạnh của mõm một chút xíu, ngay đúng cái vị trí của mõm tim nảy đập mạnh lên mình sao được á, đã có nghe chỗ đó, nhưng mà chúng ta dịch ra 1-2 cm chúng ta vẫn nghe được âm thổi của hai lá, thì nó là một cái vùng van hai lá, vùng van ba lá. Như vậy sẽ có những cái giao thoa giữa vùng van, thành ra nhiều khi nghe tới hở hai mõm tim có khi nó là của ba lá lớn quá. Nhưng mà chúng ta áp dụng những cái kỹ thuật nghe lâm sàng về âm thổi để chúng ta đánh giá cái này hở hai lá hay là ba lá lan ra, thì chúng ta nhớ là thở ra rõ hai lá, hít vô rõ ba lá. Cho ta nghiêng trái nghe rõ hơn, còn nghiêng trái thì ba lá nó đâu có lan ra được mà nghe, vân vân. Rồi hoặc là âm thổi tâm thu của thâm biên tấc thì chúng ta biết rằng âm thổi lan ngang qua rồi, thì cái này là để ôn lại một chút khi mà lâm sàng chúng ta khám cái âm thổi. À, như vậy chúng ta đã nhắc qua một ít về cái định nghĩa nguyên nhân hở hai lá, sinh lý bệnh, khám lâm sàng một số những cái biến chứng hở hai lá. Và giờ chúng ta bắt đầu vào cái phần mục tiêu chính của chúng ta hôm nay là chúng ta siêu âm tim. Chúng ta đã học cái bài hẹp hai lá rồi, siêu âm tim hẹp hai lá rồi, sẽ rất sẽ đơn giản hơn và nó nhẹ nhàng hơn cho mình. Tôi có gửi cái bài rồi thì không biết là các bạn đã có tải về đấy ra xem chưa. Ngày hôm qua là cô Trang có nhắc thì tôi đã gửi cho cô Trang cái bài rồi đó, thành ra các bạn có thể là xem lại những cái một số những cái đặc điểm cần phải làm trong siêu âm tim hẹp hai lá, thì chúng ta sẽ áp dụng qua hở hai lá. Như vậy nó sẽ gọn ngắn hơn trong cái phần hở hai lá hôm nay. Chúng ta cũng nhắc lại một ít là cận lâm sàng siêu âm tim nó là một cái phương pháp, một cái xét nghiệm cần thiết đơn giản vì có thể giúp xác định chẩn đoán bệnh lý hở van, lượng giá độ nặng, đánh giá biến chứng, giúp xác định nguyên nhân, có thể giúp hướng dẫn cho bác sĩ lâm sàng điều trị nội hay là ngoại khoa, cũng như là chỉ định phẫu thuật, phương pháp phẫu thuật và theo dõi cái kết quả sửa van. Thì như vậy chúng ta thấy là nó có tới 6 mục tiêu, 6 cái ích lợi. Cái này cũng không có gì quá khó hả. Chúng ta ngồi nhắm mắt lại chúng ta cứ nghĩ nè. Khi chúng ta cầm cái đầu dò chúng ta đặt lên ngực bệnh nhân để chúng ta làm siêu âm. Và cái chẩn đoán lâm sàng bác sĩ gửi là theo dõi hở hai lá. Vậy tự nhiên mình nghĩ rằng mình cần làm cái gì? Dĩ nhiên mình phải trả lời có hay không. Tức là chúng ta xác định cái chẩn đoán hở hai lá. Khi xác định chẩn đoán hở hai lá rồi, chúng ta phải làm gì? Chúng ta nghĩ tiếp đi. Nặng hay nhẹ vậy? Lượng giá độ nặng. Lượng giá xong rồi hỏi có cái biến chứng gì chưa? Vậy chúng ta hiểu biến chứng gì rồi? Nhĩ trái có lớn, thất trái có lớn không? Cái phân suất đóng máu thất trái như thế nào? Có suy tim trái chưa? Áp lực phổi có tăng chưa? Thất phải có bị giãn lớn chưa? Có ảnh hưởng vô một cái suy toàn bộ chưa? Có biến chứng gì trong cái nhĩ trái lớn? Có huyết khối gì hay không ở nhĩ trái? Vân vân. Tức là tự nhiên mình lướt qua cái là mình biết mình cần phải làm những cái trả lời những cái kết quả như thế nào. Khi đánh giá biến chứng nguyên nhân gây ra hở hai lá này là cái gì vậy, thì khi xác định nguyên nhân rồi có thể trả lời về cho lâm sàng với những kết quả siêu âm của mình, thì có thể người lâm sàng sẽ có thể áp dụng cái kết quả của mình để có thể ích lợi trong cái lâm sàng. Đây là hai cái mục tiêu của nhà lâm sàng. Như vậy về siêu âm tim thì cũng vậy, những các phương pháp giống như chúng ta làm bên cái siêu âm tim hẹp hai lá, chúng ta cũng áp dụng siêu âm tim với hai chiều mốt 2D. Chúng ta có thể phối hợp TM hoặc là chúng ta dùng Doppler màu, Doppler liên tục, Doppler xung. Đây là chúng ta làm những cái siêu âm tim trên thành ngực
Khi nào chúng ta học qua những cái bài xương tim thực quản thì sẽ có những cái mặt cắt riêng để chúng ta ứng dụng trong cái xương thực quản. Ở đây chúng ta chỉ nói xương tim thành ngực thôi, vì cái đầu dò của chúng ta thông thường đây là xương thành ngực. Như vậy khi biết cái ích lợi của siêu âm rồi, vậy chúng ta biết mục tiêu siêu âm là chúng ta xác định hở van, lượng giá độ nặng, đánh giá biến chứng như đã nói, xác định cái nguyên nhân, đánh giá thêm cơ chế hở van là cái gì và có cái bệnh phối hợp hay không. Thì dù cho người lâm sàng có ghi nhận hay là không ghi nhận đi nữa, thì khi chúng ta làm siêu âm tự nhiên chúng ta bắt buộc chúng ta phải làm. Và đây là 6 cái mục tiêu chính của mình. Cái slide trước là chúng ta nói về những cái ích lợi của các phương pháp làm siêu âm tim cho một cái hở van, nó có ích lợi như thế nào, ích lợi cho cái nhà lâm sàng để giúp công việc lâm sàng để đánh giá và điều trị cho bệnh nhân. Còn đây là mục tiêu siêu âm mà chúng ta cần phải thực hiện: xác định có hở van, lượng giá độ nặng, nguyên nhân là gì, cơ chế hở van, biến chứng có hay không và có bệnh phối hợp gì hay không. Bệnh phối hợp đây là chúng ta hiểu rằng bệnh phối hợp của van, ví dụ bệnh nhân này hở có hẹp hai lá đi kèm hay không, hay là bệnh nhân có thêm bệnh lý của van chủ, hẹp hở động mạch chủ, hở ba lá, bệnh bẩm sinh. Ví dụ bệnh nhân này hở hai lá hậu thắt hai lá hậu thắt, biết đâu có thể trên một cái cơ địa bệnh nhân có thông liên nhĩ, thông liên thất. Bệnh nhân này có thêm, nếu là lớn tuổi rồi vậy có thêm tăng huyết áp đi kèm không, có những sang thương của tim mà là do tăng huyết áp gây ra, hoặc là bệnh nhân này có bệnh tim thiếu máu cục bộ hay không, hoặc là có một cái nhồi máu cơ tim cũ hay không, vân vân. Đó là cái chúng ta đi tìm những cái bệnh phối hợp. Giờ cái mục tiêu thứ nhất chúng ta làm xác định chẩn đoán. Thì để xác định chẩn đoán thì người ta nói rằng hở hai lá là có một cái dòng phục màu ngược dòng từ thất trái lên nhĩ trái. Vậy nhiều khi nếu mà nhỏ quá, nhiều khi mình thấy cái lỗ hở nó không có lớn, tại vì 2D siêu âm hai chiều hoặc là TM, mốt TM tức là time motion, chuyển động ở tim theo cái thời gian, tâm thu tâm trương. Thì như vậy thì chúng ta thấy rằng cái cấu trúc của tim khi đóng khi mở, lúc mà 2D hai chiều thì chúng ta thấy tim nó co bóp, và chúng ta thấy van đóng van mở. Vậy thì khi nào van nó đóng hở thì chúng ta thấy, còn nếu mà nó đóng hở ít quá mắt mình không thấy được. Trên TM cũng vậy, TM khi nào nó hở thì khi nó cắt ở trong thị tâm thu á, chúng ta mới thấy hai cái đường đi ngang qua cái van, còn nếu không thì hai cái đường van lá trước lá sau nó áp sát vào với nhau, do đó thị tâm thu của TM chúng ta thấy một đường. Do đó mà nếu nói TM với 2D mà mình nói không có hở, chưa chắc gì không hở, bởi vì nó nhỏ quá thì nó đâu có thay đổi gì trong cái lúc nó đóng van. Do đó người ta nói rằng một mình 2D và TM không thể chẩn đoán xác định là có hoặc không có hở hai lá, đặc biệt nếu nó nhỏ quá. Như vậy bắt buộc phải có Doppler màu. Doppler màu sẽ thấy được một cái dòng phục máu từ thất trái lên nhĩ trái, aliasing, dòng xoáy. Thì cái dòng phục này người ta sẽ khảo sát đây là lệch tâm hay là trung tâm. Dòng phục trung tâm tức là dòng phục đi ngang qua van hai lá và thẳng lên trên nhĩ trái ở ngang giữa. Còn nếu nó lệch qua hai bên về cái vách liên nhĩ hoặc là về cái thành sau của nhĩ thì cái này là lệch tâm rồi. Như vậy cái để có thể bắt được cái phổ, tại vì chúng ta thấy được dòng màu là chúng ta nhìn bằng mắt của mình. Vậy bây giờ phải ra cái phổ rõ ràng để người ta có thể đánh giá mức độ nặng nhẹ của nó dựa vào cái vận tốc, tại vì muốn đo vận tốc thì phải có phổ. Vậy chúng ta có Doppler xung hoặc Doppler liên tục để chúng ta đo phổ. Vậy thì Doppler xung chúng ta biết đặt cửa sổ ngay phía trên có lỗ van hai lá về phía cái nhĩ trái đó. Có người người ta đặt ngay đúng ngay cái chỗ lỗ, còn có người ta hơi dịch lên trên chút xíu để bắt được trọn vẹn cái dòng máu phục về ngay chỗ đó. Còn Doppler liên tục thì chúng ta biết rồi, nó cắt trên một cái dòng, một cái đường dài. Thì như vậy ghi nhận dòng máu hở hai lá đây là gì? Phổ âm. Vận tốc này là cao bởi vì cái khuynh độ áp lực của nhĩ và thất trong thời kỳ tâm thu nó chênh lệch nhiều, do đó cái vận tốc máu phục về nó sẽ lớn hơn. Và phổ này phổ âm tại vì chúng ta biết rằng chúng ta đang đặt đầu dò ở thường chúng ta cắt để cắt cái van hai lá rõ được, và cái dòng máu phục về nó phải song song với cái đường cắt của mình, thì cái hình ảnh bốn buồng từ mõm hay là bốn buồng từ đỉnh là cái mặt cắt tốt nhất để cắt được cái phổ hở hai lá. Thì khi chúng ta đặt đầu dò mõm thì bệnh nhân hở hai lá thì dòng máu phục từ thất trái lên nhĩ trái, vậy thì nó đi xa đầu dò, đi xa đầu dò thì chúng ta có phổ âm. Thì dòng máu phục hướng về cái chúng ta đang đặt về
vị trí âm ẩm nha. Thì như vậy cái màn hình của chúng ta thì cái đầu dò ở phía trên cùng của cái màn hình. Vì vậy chúng ta thấy rằng cái đầu dò ở phía trên mõm tim, thật sự ngực bệnh nhân thì mõm này nằm dưới nè, nhưng mà trên màn hình thì mõm nằm trên. Dòng máu phục về nhĩ trái thì phải xa cái mõm rồi, xa đầu dò thì chúng ta có cái phổ âm mà nó là thường màu chúng ta thấy màu xanh. Rồi, và cắt bốn buồng ở mõm là tốt nhất. Cái phổ này là phổ tâm thu, chúng ta sử dụng Doppler liên tục để chúng ta lấy được cái vận tốc cao nhất. Doppler xung là chúng ta áp dụng trong trường hợp nào? Cái phổ nó nhỏ quá, nhẹ quá, chúng ta không thấy rõ được cái dòng màu nhiều nữa. Mà cắt một cái đường liên tục như vậy, nhiều khi cái phổ nó mờ mờ. Và cái hình ảnh mờ mờ của phổ cũng là một cái thông số gợi ý cho người biết là mức độ hở này nhiều hay là hở ít, hở nặng, hở nhẹ nữa. Thành ra trong trường hợp mà muốn bắt cho nó rõ thì lúc đó người ta dùng Doppler xung. Người ta để ngay đúng ngay chỗ gần cái lỗ của cái mổ van hai lá để người ta bắt được cái dòng máu phục. Thành ra trong trường hợp đó thì dùng Doppler xung để xác định có hở hay không. Còn nếu trong trường hợp mà hở rõ ràng rồi, vận tốc cao rồi thì Doppler xung sẽ không giúp cho chúng ta được cái vấn đề đánh giá được cái vận tốc tối đa của nó. Thì chúng ta biết rằng cái vận tốc lớn thì chúng ta phải dùng Doppler liên tục chúng ta mới thấy được. Thì mô tả cái phổ tâm thu với Doppler liên tục này, hình ảnh của nó là bắt đầu ngay khi van hai lá đóng và thường kéo dài hết kỳ tâm thu. Và cái độ chênh áp giữa thất trái và nhĩ trái, tức là chúng ta có bốn vây bình phương, tức là độ chênh áp giữa nhĩ trái và thất trái. Một số người bình thường đôi lúc khám lâm sàng nghe không có âm thổi gì hết, bệnh nhân cũng chỉ đi khám sức khỏe định kỳ thôi, không có triệu chứng. Đôi lúc chúng ta thấy một cái dòng phục màu rất là nhỏ ở van hai lá và chúng ta khảo sát van không có dày, tại vì thường thường trên người này là người trẻ nè. Còn nếu người già thì thường thường phải đi tìm nguyên nhân coi nó có cái gì ở van hay không. Nhiều khi cái này trẻ, mà trẻ thì người ta sợ coi chừng hậu thấp mà, thành ra người ta cũng khảo sát kỹ cái lá van. Nhưng mà nhiều khi là van nó không có gì lạ bình thường, nhưng mà lại thấy có một dòng phục rất là nhẹ, không có một cái rối loạn gì hết, thất trái nhĩ trái hoàn toàn bình thường, hở nhẹ và phổ nó còn mờ mờ không có rõ ràng. Thành ra người ta nói rằng có thể gặp trên người bình thường gọi là hở van hai lá sinh lý thôi. Như vậy chúng ta nhớ trong cái hai pha lá chúng ta cũng có đôi lúc chúng ta cũng gặp phổ hở động mạch phổi. Hở động mạch phổi cũng có thể gặp trên những người bình thường, thì bây giờ ở đây rồi hở ba lá cũng có thể gặp trên cái người người bình thường, mà ba lá nó còn nhiều hơn hai lá nữa. Thì đôi lúc một số trường hợp mà hở hai lá cũng có thể có sinh lý người bình thường. Tuy nhiên vấn đề của hở ba lá mà sinh lý người bình thường chúng ta gặp nhiều đó. Còn cái nếu mà chúng ta có thấy hở hai lá thì trước khi kết luận sinh lý không có gì lạ, dù cho bệnh nhân chưa có triệu chứng nha, mình cũng khảo sát kỹ lá van đã, trước khi mình nói à cái này chắc là sinh lý hở nhẹ quá không đáng kể, không có thay đổi gì. Còn nếu nó ba lá mà sinh lý thì người ta dễ chấp nhận lắm. Còn hở hai lá thì chúng ta người ta chú ý một chút, nghe kỹ lại chút xíu coi có bệnh gì hay không, khám kỹ lại để trước khi chúng ta kết luận là sinh lý. Đây là một hình ảnh, đây chúng ta nhìn thấy đây là một cái mặt cắt dọc cạnh ức nha. Hình này chụp trên hình thực tế của bệnh nhân hơi mờ chút xíu thì chúng ta biết đây là động mạch chủ, đây là lá van động mạch chủ, đây là buồng thất trái, đây là dòng máu phục ngược. Thời kỳ này là thời kỳ tâm thu, tại máu đang đi ngang qua van động mạch chủ và chúng ta có một cái dòng máu phục ngược dòng về màu xanh. Trên cắt phổ thì chúng ta sẽ ra là phổ âm. Đây một cái mặt cắt khác, thì cái này chúng ta biết mặt cắt này là mặt cắt gì ha. Bốn Ta nhớ không, anh em nào trả lời đi. và cắt bốn buồng từng một. Đây là mặt cắt bốn buồng từng mõm. Thì chúng ta nhớ là mặt cắt bốn buồng từ mõm mà hình chuẩn đẹp để cho chúng ta khảo sát những cái sang thương cũng như là chúng ta khảo sát với mốt Doppler cho nó chính xác, có thể thu nhận cái thông số cho nó khách quan và đúng nhất á. Thì chúng ta để nhớ rằng cái mõm tim nó phải nằm ngay cái đỉnh của màn hình, ngay cái đỉnh của cái hình ảnh rẽ quạt đó, thì cái mõm tim nó phải nằm đỉnh như thế này và tim nó phải thẳng đứng như thế này. Vách liên nhĩ liên tắc thường nó thẳng hàng, chúng ta thấy van hai lá ba lá nó song song với nhau ngang như thế này, thì như vậy đó là hình chuẩn để chúng ta có thể cắt. Thì chúng ta thấy đây là một cái hở hai lá nặng đó, chúng ta thấy hình ảnh aliasing mà cái dòng phục này nó gần luôn tới cái đỉnh của cái nhĩ luôn.
Đây là một cái hình ảnh hở hai lá, thì đây là dòng phục lệch tâm, nó ảnh hưởng vô cái thành sao của nhị trái, cũng là hở hai lá này cũng nặng này. Này là khoảng 3/4 rồi, nó vượt quá cái phần nửa của nhị trái rồi. À, đây là ba cái hình ảnh để cho chúng ta thấy cái mức độ hở nhẹ, hở nặng, rồi hở trung tâm, hở lệch tâm. Thì ở đây chúng ta thấy hình ảnh bốn buồng từ đỉnh, đây đúng một cái dòng máu nhỏ nhỏ, cái này chắc khoảng chừng 1.5/4, tức là nó vượt qua, vừa vượt qua hơi rõ hơn chút xíu, nhưng mà nó chưa tới phần nửa, thì cái này khoảng 1, 1.5/4, hở nhẹ thôi. Dòng phục này trung tâm, đây chúng ta thấy nó nằm ngay giữa. Bệnh nhân này hở nặng nguyên một cái dòng phục màu, chúng ta thấy nó lan toàn bộ gần như hết cái nhĩ trái và nó đụng gần tới cái nóc của nhĩ trái luôn. Này là hở hai lá 4/4 luôn, là độ nặng rồi. Như vậy nhưng mà nó nằm ngay giữa, vậy là dòng hở hai lá nặng nhưng mà dòng phục trung tâm. Một cái hình thứ ba để chúng ta thấy rằng cái dòng aliasin này nó xéo ngược lệch luôn hẳn về cái vách linh nhĩ, và chúng ta rõ ràng chúng ta đây là một cái dòng phục lệch tâm. Thì khi nó dòng phục lệch tâm thì chúng ta biết chắc chắn rằng đây là một cái hở hai lá nguyên phát, tức là hở hai lá thực thể. À, chúng ta có thể thấy nghe một cái từ, thí dụ chúng ta thường lâm sàng chúng ta dùng là hở hai lá cơ năng, hở hai lá thực thể. Thực thể là có sang thương, một trong những thành phần của hệ thống van hai lá. Còn ở cơ năng là chúng ta biết rằng do giãn vòng van thôi. Van hai lá bình thường chỉ là do cái thất trái giãn lớn và vòng van rộng thôi. Một cái từ khác người ta có thể sử dụng là hở hai lá nguyên phát, hở hai lá thứ phát. Hở hai lá nguyên phát tức là sang thương ở van hai lá, tức là chúng ta có hở hai lá thực thể là nguyên phát. Còn nếu nó hở hai lá mà thứ phát thì đó thì chính hở hai lá cơ năng. Vậy thì ở đây là khi thấy mà dòng phục lệch tâm thì thường là chính đa số chính là gì? Là do cái hở hai lá thực thể đó, nó có sang thương ở trên cái lá van hay là một cái ảnh hưởng gì dây chằng đó mới làm cho cái dòng phục nó xéo. Còn cái nếu mà trung tâm như vậy thì chúng ta sẽ khảo sát coi như đây là có thể là một cái hở hai lá thứ phát không? Cũng có thể là nguyên phát nhưng mà có khả năng có thể là thứ phát. Còn nó đã lệch tâm rồi thì phải nghĩ tới cái này là thực thể, tức là hở hai lá nguyên phát. Đây là hình ảnh Doppler. Doppler này là Doppler xung hay Doppler liên tục ha? Mấy em nhìn, mấy em thấy cái này là Doppler xung hay Doppler liên tục đây? Chúng ta nhìn một cái phổ mà chúng ta có thể dự đoán được. Thứ nhất, nếu mà khi mà mình cắt Doppler, nếu ai đã có làm siêu âm rồi, mình thích nhìn cái Doppler liên tục hơn là Doppler xung. Tại Doppler liên tục cái phổ nó đều, nó đầy, nó giống như chúng ta tưởng tượng như là một cái đám mạnh, như một cái đám mây hay là mưa mà mưa thiệt lớn, nó phủ đều hết cái phổ, là cái hình giống như parabol gì đó. Nhất là phổ hở hai lá nha, còn hở hẹp, phổ hẹp thì nó lại khác. Hở hẹp thì nó giống như hình, giống như kiểu hình thang vậy, nó hơi có cái khớp, có đồi núi vậy đó. Còn hở hai lá thì nó là hình tròn tròn, cái kiểu như parabol vậy đó. Thì chúng ta thấy rằng nếu phổ liên tục á thì chúng ta biết dĩ nhiên cái vận tốc nó lớn, mà nó những cái phản âm á, nó đều, nó đầy tràn luôn trong cái hình phổ đó. Còn nếu mà phổ xung á, đất lên xung á, thì chúng ta cũng thấy có phổ, cũng phổ âm, nhưng mà chúng ta thấy giống như mưa rơi, nó chấm 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 vậy đó, nhìn không đẹp, không thích. Ở đây chúng ta nhìn này là chúng ta biết này là đất lên liên tục, vì nó đây là phổ đều. Bệnh nhân này là vừa hẹp vừa hở hai lá nè, thì chúng ta thấy trong thời kỳ tâm trương, cái phổ của hai lá trong thời kỳ tâm trương đây. Và đây chúng ta đo cái pHT đây. Chúng ta từ cái điểm đầu ở đây, chúng ta để cái đỉnh của đầu của tâm trương đây, chúng ta kéo xuống độ dốc OF này, thì này chúng ta đo pHT. Thì cái này máy đã cho chúng ta thấy rồi, thường là cái này người ta đo cái VTI nè, nó sẽ ra được vận tốc đỉnh nè, vận tốc trung bình. Vận tốc đỉnh này là 250 cm/giây. Vận tốc trung bình, vận tốc đỉnh thì cho ra chúng ta là khuynh độ đỉnh. Khuynh độ đỉnh ha. Rồi, khuynh độ trung bình hay là độ chênh áp trung bình. Ở đây độ chênh áp trung bình là 8 mm thủy ngân. Thì ở đây hẹp hai lá trung bình. Chúng ta nhớ hẹp hai lá nặng thường cái độ chênh áp trung bình này nó trên 10 mm thủy ngân. pHT ở đây bao nhiêu? pHT này là 165 m/giây. Như vậy thì diện tích van hai lá chúng ta là hẹp hai lá trung bình 1.33 cm², hẹp hai lá mức độ trung bình. Bệnh nhân này có thêm một cái phổ hở hai lá vào trong thời kỳ tâm thu. Nếu không có hở thì cái thì tâm thu này chúng ta là không có gì hết, nó sẽ đen giống như vậy thôi, như bên này nè, chúng ta thấy giống như tâm trương chỗ này. Thì nếu hở không có thì chỗ này sẽ không có phổ,
mà chúng ta sinh lý bình thường khi chúng ta cắt hai lá thì chúng ta chỉ thấy trong thời kỳ tâm trương máu chảy qua, còn cái chuyện mà có hẹp hay không thì nó sẽ làm thay đổi cái hình ảnh, cái phổ của cái thị tâm trương thôi. Còn cái tâm thu của van hai lá chúng ta không có gì hết, khi nào có hở thì tâm thu chúng ta sẽ thấy. Thì đây là hình ảnh của hẹp hở hai lá. Thì thường thường khi chúng ta cắt phổ á, để cho tránh sai lầm, thường chúng ta nên có hai cái mốt song song với nhau. Ở đây người ta làm cho một cái ở trên, tức là người ta cắt 2D với đốt lơ màu, rồi ở dưới này là người ta cắt phổ. Có thói quen khác, bác sĩ khác làm, tùy thôi, thuận tiện người ta, người nào làm cách nào thì làm ở đó. Tôi làm thường thì tôi để song song, một bên là 2D với đốt lơ màu, một bên là đốt lơ phổ, đốt lơ xung hoặc đốt lơ liên tục để mình so sánh. Tại sao chúng ta không có cắt rời ra khi chúng ta thấy muốn cắt được cái phổ Doppler xung, Doppler liên tục? Dĩ nhiên chúng ta phải cắt Doppler màu ra đã. Xong đó rồi chúng ta mới đưa đường cắt của mình đi đúng ngay cái dòng màu để chúng ta cắt ra phổ. Có nhiều trường hợp là để cho hình nó lớn, nó rõ đẹp hơn đó, thì người ta để nguyên cái màn hình toàn là Doppler, là cái phổ không. Ví dụ như là phổ Doppler xung hay Doppler liên tục gì đó. Nhưng mà cái để cái màn hình mà toàn bộ phổ không á, có đôi lúc chúng ta sai, chúng ta không hay. Tại vì nhiều khi á, chúng ta đang để đầu dò đúng vị trí đó rồi, chúng ta thấy cái dòng phục đẹp rồi, chúng ta cắt đúng ngay dòng phục. Chỉ cần bệnh nhân ho một cái, hay là bệnh nhân trở mình nhẹ một chút xíu, tại nằm lâu người ta mỏi, người ta nhúc nhích một chút, hay là cái tay mình cũng mỏi quá, một hồi mình nhúc nhích nhích cái tay mình tí xíu là mình đã lệch qua khỏi cái lỗ van rồi, thì lúc đó cái phổ của mình đã lệch qua rồi. Mà khi lệch vậy nó có thể làm thay đổi rồi, số liệu có thể thay đổi đó. Thành ra lúc nào mình cũng để song song hai cái màn hình, hoặc là song song trái phải, hoặc là chúng ta để trên dưới cũng được. Rồi chúng ta để khi chúng ta cắt ra cái phổ mà để chúng ta chuẩn bị, chúng ta đo vận tốc á, hay là chúng ta vẽ vòng để chúng ta đo cái UV, VN, VTI của nó, thì chúng ta nhìn lại trên cái 2D cái phổ của mình đang đốt lơ màu thì vẫn thấy cái đường cắt vẫn còn đúng ngay cái lỗ. Thì như vậy nó hạn chế được cái sai sót khi chúng ta làm cái xong số, đo những cái tâm số. Rồi ở đây chúng ta thấy rằng cái hở hai lá đây, thì cái phổ này nó có thể bị thay đổi do cái đường cắt của mình. Thí dụ như bây giờ không phải căn thổi tâm thu á, không phải lúc nào cũng là toàn tâm thu nha. Như vậy nó còn phụ thuộc vào cái thời gian của cái hở hai lá. Thí dụ có thể nó là toàn tâm thu, cũng có thể là cuối tâm thu. Thành ra người ta nói là mình khi làm xong cũng chú ý tới cái thời gian của cái dòng hở này, có thể nó suốt tâm thu hay không. Thì đây là hình ảnh để cho chúng ta thấy về cái thời gian đây. Bệnh nhân này ở cái phổ họ đây, cái dòng mà chúng ta thấy trọn vẹn đây là holosystolic, hở hai lá toàn tâm thu. Ở đây là cuối tâm thu, tại vì chúng ta thấy có một phần thôi, còn cái phần đầu này mình không có. Mà trong khi đây là cái tâm thu đây, nếu so với cái hình thứ nhất thì chúng ta thấy đây nó có nguyên cả cái thời gian toàn bộ thì có phổ hở, ở đây chỉ có nửa cuối thôi. Thì đây là hở hai lá trễ rồi, ở dòng cuối tâm thu. Còn cái này là hở hai lá phần đầu tâm thu, phía sau này không có. Như vậy thì trong những trường hợp mà cái hở hai lá mà nó không có toàn tâm thu, có một số nguyên nhân, ví dụ chúng ta có cái sa van, sa van hai lá gây hở van, chúng ta có thể có hở hai lá giữa và cuối tâm thu đó, thì chúng ta cắt ra cho di chuyển theo thời gian để chúng ta thấy được cái phổ tâm thu của hở hai lá, để thấy rằng nó trọn vẹn thì tâm thu, hay là nó chỉ phần đầu hay là cái phần cuối của tâm thu thôi. Như vậy chúng ta xác định có hở hai lá rồi. Bây giờ cái mục tiêu thứ hai là chúng ta lượng giá cái độ nặng. Vậy chúng ta đã nhớ rằng chúng ta xác định hở hai lá thì cái 2D, cái TM là khi nào nó hở lớn, chúng ta thấy đóng mà nó đóng không kín thì chúng ta mới xác định. Còn cái cuối cùng lúc nào để chẩn đoán hở lá phải có Doppler và Doppler màu, Doppler phổ, Doppler xung hay liên tục, để giúp chúng ta đánh giá thêm cái vận tốc. Bây giờ cái mục tiêu thứ hai chúng ta làm là lượng giá độ nặng. Như vậy lượng giá độ nặng thì chúng ta cần có nhiều thông số. Thứ nhất là chúng ta nhìn cái giải phẫu của van hai lá. Giải phẫu van hai lá để chúng ta lượng giá cái độ nặng như thế nào. Tức là chúng ta phải coi cái bệnh lý của van của mình, tức là van có dày, có đóng vôi nhiều quá hay không. Chúng ta xem thêm cái hậu quả biến chứng của cái hở hai lá. Chúng ta coi kích thước nhĩ trái thất trái. Dĩ nhiên một cái kết luận hở hai lá mà nhĩ trái thất trái hoàn toàn bình thường, dĩ nhiên nó phải nhẹ hơn là một cái người mà nhĩ trái thất trái lớn rồi. Đó là chúng ta dựa vào giải phẫu để chúng ta đánh giá lượng giá độ nặng. Những yếu tố chỉ điểm cho độ nặng đó là giải phẫu.
Thứ hai là chúng ta dựa vào cái dòng màu. Dựa vào dòng màu tức là dùng cái Doppler màu. Vậy thì những cái thông số để chúng ta đánh giá là vena contracta, cái dòng diện tích của dòng phục hoặc là cái dòng hội tụ. Đây là chúng ta lướt qua những cái thông số thôi. Những slide kế chúng ta sẽ bắt đầu đi vào từng cái thông số. Sau khi chúng ta nhìn cái Doppler màu rồi, chúng ta có thể dùng Doppler xung. Doppler xung chúng ta có thể đo cái vận tốc của đỉnh hơn của hai lá. Chúng ta có thể nhìn lại cái ở tĩnh mạch phổi, vì nếu hở hai lá nhiều quá nó có một cái dòng phục ngược dòng, nó sẽ vào tĩnh mạch phổi luôn, tức là nó đã vọt từ thất trái lên nhĩ trái và nó ngược dòng lên tới đỉnh của nhĩ trái, và quá nặng thì nó có thể cho một hình ảnh thay đổi trên cái khi chúng ta đặt cái đầu dò Doppler xung ngay cái chỗ tĩnh mạch phổi đó, chúng ta có thể phát hiện sự thay đổi do cái dòng máu phục ngược về, nó ảnh hưởng lên cái tĩnh mạch phổi. Và cuối cùng là cái Doppler liên tục để chúng thấy được cái dòng máu hở, đo phân xuất phục, chúng ta có thể đo vận tốc của cái đỉnh của cái dòng hở đó, chúng ta xem cái đậm độ, bởi chúng ta biết rằng đậm độ càng nhiều chừng nào chứng tỏ lượng máu về nhiều chừng ấy, nghĩa là hở càng nặng. Chúng ta có thể đo cái nhìn cái đường cong của cái, nếu mà đường cong càng nét càng rõ càng tròn nhiều chừng nào vậy chứng tỏ là thấy rõ quá, vậy chứng tỏ hở nặng hơn. Còn nếu mà hở nhẹ thì chúng ta thấy không rõ được cái giới hạn của cái phổ hở hai lá luôn. Đó là những cái thông số chúng ta cần phải làm để lượng giá độ nặng, giải phẫu, Doppler màu, Doppler xung, Doppler liên tục. Vậy bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào cái giải phẫu của cái tim để chúng ta đánh giá lượng giá độ nặng. Những cái thay đổi trên cái buồng tim tức là chứng tỏ do cái tăng tải khối lượng của buồng tim trái rồi, nó sẽ gợi ý cho mình là cái độ nặng của hở van há ở mức độ nào. Chúng ta nhìn lại cái khối lượng buồng tim trái bị cái tăng tải hay không, nghĩa là hậu quả là gì, có giãn thất trái. Chúng ta nhìn thấy vách thất trái, vách liên thất tăng động thì điều đó chứng tỏ rằng lúc đó là gì, do cái phân suất tống máu nó tăng lên, tức là trong giai đoạn đầu cái lưu lượng máu từ thất trái, một cái lưu lượng bất thường từ thất trái ngược dòng lên nhĩ trái đi qua cái lỗ van, thì vào thời kỳ tâm trương kế tiếp một cái lượng máu từ nhĩ trái đổ xuống thất trái sẽ nhiều hơn bình thường. Nếu chưa có suy tim thất trái, cơ tim thất trái vẫn còn tốt bình thường thì nó sẽ tăng cái lực bóp mạnh để nó tống máu hết ra ngoài. Như vậy chúng ta sẽ có tăng động vách thất trái, vách liên thất, và trong giai đoạn đó có thể phân suất tống máu EF sẽ tăng lớn hơn cái bình thường. Đó là khi chưa suy tim. Rồi chúng ta có thể gặp cái nhĩ trái nó giãn ra vì nó ứ động máu lâu dài. Tới giai đoạn sau thì khi mà nó buồng thất trái đã giãn lâu dài rồi, giãn giãn nhiều thì bắt đầu chức năng co bóp sẽ cần dài yếu dần đi, thì chúng ta phát hiện rằng cái chuyển động sẽ bắt đầu kém dần, chúng ta có phân suất tăng máu giảm, thì chúng ta sẽ có biểu hiện của suy tim trái rõ trên lâm sàng. Thành ra chúng ta khảo sát cái buồng tim trái để gợi ý cái độ nặng bằng cái giãn thất trái, giãn nhĩ trái, phân suất tống máu EF. Rồi bây giờ chúng ta dùng cái Doppler màu để chúng ta xác định đánh giá cái có xuất hiện cái dòng màu phục ngược hay không. Thì khi có cái dòng màu phục ngược là để xác định đúng là chắc chắn có hở rồi. Còn hở này độ nhẹ, độ nặng, sinh lý, bệnh lý là chúng ta đánh giá sao? Vậy trên cái dòng màu đó người ta có thể đánh giá độ nặng bằng cách nhìn cái độ dài của dòng hở, giống như hồi nãy tôi nói. Một cái hình ảnh hở hai lá minh họa trong mấy slide trước có một cái là nó dòng màu phục gần đụng luôn tới cái nắp của nhĩ trái luôn, chắc chắn đó là hở nặng rồi. Vậy người ta nhìn trên cái dòng màu đó của Doppler màu, người ta cái độ dài dòng hở để người ta đánh giá độ nặng. Người ta có thể đánh giá bằng cái tỷ lệ độ rộng dòng hở trên bề mặt nhĩ trái. Có thể đo cái độ nặng bằng cái lượng máu phục ngược, phải tính cái lượng máu phục ngược về qua cái lỗ hở là bao nhiêu để đánh giá nặng nhẹ. Người ta có thể tính lượng máu theo diện tích bề mặt đồng vận tốc cùng gần, tức là PISA, proximal iso velocity surface area, diện tích bề mặt ở cái vùng gần mà nó đồng vận tốc, tức là khi dòng máu đổ về gần tới cái lỗ van hai lá để ngược lên nhĩ trái đó, thì cái vùng đó thì những cái điểm ở trong một cái vùng gần sát cái lỗ hai lá đó thì vận tốc nó có thể giống nhau, nó giống như là một cái hình vỏ sò, hình nửa bán cầu, nửa hình bán cầu, nửa vòng tròn vậy. Thì đây là cái bốn cái thông số có thể đánh giá bằng cái Doppler màu. Nhưng mà khi chúng ta làm siêu âm chúng ta có làm tất cả hay không, thì thường thường thuận tiện chúng ta hay làm một số những thông số. Cái độ dài dòng hở là cái đơn giản nhất, chúng ta hay tính và chúng ta hay nói 1 trên 4, 2 trên 4, 3 trên 4, 4 trên 4 là nó dễ mà nó làm nhanh nữa, ai cũng làm. Tỷ lệ độ rộng dòng hở tức là cái diện tích của dòng hở trên cái bề mặt nhĩ trái, cái này chúng ta ít sử dụng.
tại vì chúng ta phải đo đạc rồi chúng ta phải tính toán, do đó nó có thể là hơi chủ quan của người làm một chút. Chúng ta có thể đo lượng máu phục ngược, có những cái thông số chúng ta cần phải thu nhận để chúng ta đo lượng máu phục ngược. Tính PISA thì hai cái thông số phía sau này thì sẽ hơi phức tạp, nhưng mà nó có thể chính xác cho chúng ta. Càng nhiều thông số để đánh giá độ nặng sẽ càng ngày chính xác. Đây, đây là cái dấu hiệu để đánh giá bằng cái độ dài của dòng hở, thì người ta chia làm 4 độ, độ 1, độ 2, độ 3, độ 4. Thì chúng ta biết cái độ 1 trên 4 tức là dòng hở nó phục về nhỏ lắm, nó vừa qua cái lỗ van hai lá thôi. Độ 2 là nó tới ngang cái nửa cái từ cái độ 1 cho tới nửa cái chiều dài của từ lỗ van hai lá cho tới cái nóc của nhĩ trái. Độ 3 là vượt quá cái phân nửa rồi. Độ 4 là đụng lên cái nóc nhĩ trái luôn. Thì thường chúng ta hay nói 1 trên 4, 2 trên 4, 3 trên 4, 4 trên 4. Rồi. Dạ cô, để em hỏi ý kiến em cho ạ. Rồi. Bây giờ cái độ rộng dòng hở tính cái trị số tuyệt đối bằng cm vuông á, thì như tôi nói nó phức tạp quá, người ta ít sử dụng lắm. Người ta có thể tính tỷ lệ độ rộng dòng hở trên diện tích nhĩ trái thì có đưa ra một số thông số. Nhưng cái này thực tế mình thấy rằng trên siêu âm, kết quả siêu âm bác sĩ người ta cũng không có ứng dụng nhiều. Tại cái này nó còn phụ thuộc vô cái người làm, cái chủ quan của người làm. Nhìn cái độ rộng dòng hở để đánh giá nó là hở nhẹ độ 1 hay là hở nặng độ 4. Thì người ta cái tài liệu này của trong cái tài liệu của Feigenbaum, quyển siêu âm tim của tác giả Feigenbaum 205, cái tác giả này là chuẩn siêu âm, là coi như là khi ai học siêu âm đầu tiên á, người ta cũng xem cái quyển này là cái quyển gối đầu giường để mà học. Thì cái thông số này nếu mà dưới 15% của cái diện tích của nhĩ trái á, thì hở độ 1, từ 15 tới 30 độ 2, 35 tới 50 là độ 3, trên 50 là 5, độ 4. Như vậy thật sự nếu mà có thể gần đúng á, thì chúng ta thấy từ 50 trở lên dễ ha. Còn cái khoảng mà từ 30 cho tới 35 chỗ này dễ sai. Dưới 15 có thể được, tức là những cái gì mà nó bằng cái nhìn, thì cái gì nhẹ nhất thì có thể gần đúng, nặng nhất thì sẽ dễ đúng hơn. Còn cái mức mà nó ở trung trung á, nó xem để chúng ta nhìn này 30 không, hay là 35, hay là 30 hay 40. Tại vì nếu theo cái thông số mà tài liệu khuyến cáo người ta ghi, từ 15 đến 30 là độ 2, từ 35 cho tới 50. Vậy thì giữa mình nói cái này 30 hay 40 nó còn phụ thuộc cái chủ quan người làm lắm. Thành ra cái này tham khảo để chúng ta hiểu rằng có một cái thông số để người ta tính cái độ nặng bằng cách tỷ lệ độ rộng dòng hở với diện tích nhĩ trái. Nếu nó rõ ràng và nó gần đúng được, chúng ta nhìn chúng ta đánh giá được, chúng ta cứ sử dụng, chúng ta phối hợp nhiều thông số nha. Nó có nhiều cái thông số để đánh giá từ độ 1 tới độ 4. Thì đây cũng là một cái thông số để chúng ta đánh giá. Tôi thấy rằng dễ nhất là độ 1 và độ 4 là chúng ta đánh giá chính xác. Trên 50% là biết rồi. Nhìn cái dòng mà nó loan về cái tỷ lệ độ rộng trên cái diện tích nhĩ trái là chúng ta đánh giá được. Dưới 15% chúng ta đánh giá được. Thành ra cái thông số này có làm được thì làm, nếu không được thì không không có quan trọng lắm. Bây giờ chúng ta đánh giá bằng cái lượng máu phục ngược. Lượng máu phục ngược thì dựa trên cái nguyên lý là gì? Cái lượng máu qua van hai lá thì tâm trương thì nó sẽ bằng với lượng máu qua van động mạch chủ thì tâm thu. Như vậy lượng máu phục ngược là gì? Sẽ là hiệu số lượng máu qua van hai lá và lượng máu qua van động mạch chủ. Vậy thì cái phân xuất phục sẽ là tính cái lượng máu qua van hai lá trừ cho lượng máu phần qua van chủ chia lại cho cái lượng máu qua van hai lá. Như vậy chúng ta sẽ đo, muốn đánh giá cái Q tức là lượng máu hai lá hay là Q lượng máu qua chủ, thì chúng ta phải đo đường kính ngang van hai lá, đường kính van chủ. Nếu mà các bạn nhớ là chúng ta đã đo tính toán cái lỗ hẹp của van hai lá đó, tính diện tích van hai lá bằng cái tính cái lượng máu này trong cái bài trước chúng ta nói đó, thì cái phân xuất phục, cái lưu lượng máu đi ngang hai lá và lưu lượng máu qua chủ là chúng ta đã học trong cái bài trước rồi. Này chúng ta chỉ nhắc sơ lại thôi. Thì muốn tính cái lưu lượng máu qua hai lá chủ, dĩ nhiên chúng ta phải đo đường kính ngang van hai lá, đường kính ngang van hai chủ, rồi chúng ta đo cái phổ VT, chúng ta cắt phổ Doppler đi ngang hai lá và van động mạch chủ. Rồi chúng ta sẽ đo, thì chúng ta sẽ tính toán được cái QM, QA, rồi chúng ta trừ ra, rồi chúng ta chia lại cho QM, chúng ta sẽ ra phân xuất phục. Thì khi chúng ta trừ ra cái hiệu số này, chúng ta sẽ có được cái lượng máu phục ngược về là bao nhiêu. Còn nếu chúng ta muốn tính phân xuất phục thì chúng ta chia cái tỷ lệ của cái lưu lượng máu của van hai lá, chúng ta sẽ ra được cái phân xuất phục máu. Thì đó là phân xuất tính độ nặng dựa trên lượng máu phục ngược. Thì đây là cái hình ảnh để chúng ta thấy rằng ở đây là cái cắt mặt cách này là mặt cắt dọc cạnh nước hả? Đây là
mặt cắt bốn buồng từ đỉnh. Tại khi chúng ta đo vòng quanh hai lá thì chúng ta phải đo bốn buồng từ đỉnh, đo cái đường kính của cái chỗ buồng thoát của thất trái, thì phải đo mặt cắt dọc cạnh nứt. Thì đây chúng ta đo đường kính của vòng quanh, thường đo này là cuối tâm thu nè, còn vòng quanh hai lá chúng ta đo giữa tâm trương, là chúng ta sẽ ra được D đó. Thì stroke volume, tức là chúng ta tính quy đó, stroke volume của NVOT sẽ bằng diện tích cắt ngang, diện tích cắt ngang của NVOT nhân cho VTI của NVOT. Vậy thì chúng ta để cái phổ vô, phổ ngay chỗ cái lỗ đường thoát của thất trái cho NVOT chỗ này. Ở đây người ta tính số liệu 0,785 là tại vì họ tính D bình phương nhé. Còn nếu cái bài trước thì mình tính là bán kính bình phương nhân cho pi, tức là chúng ta có để cái đường kính rồi chúng ta chia 2 rồi chúng ta mới ra được cái bình phương luôn. Đó, thành ra là pi là 3,1416. Còn bây giờ người ta bỏ bớt cái bán kính đi, không có tính, ta tính luôn cái đường kính bình phương, thì cái số tính ra ta sẽ là 0,785. Hai cái số đó không có gì khác nha. Nếu so lại cái bài của mình hẹp hai lá thì nó giống vậy thôi. Chúng ta áp dụng cái nào cũng được. Nếu chúng ta đưa cái số D, cái đo đường kính này vô, chỉ là bình phương chỗ này luôn thôi, khỏi chia gì hết, để thành bán kính vậy, thì chúng ta nhân 0,785. Stroke volume tức là Q của MV đó, thì chúng ta cũng tính cái diện tích cắt ngang qua vành hai lá, thì chúng ta đo đường kính vành hai lá. Cái này đo vào giữa thâm trương là cái lớn nhất của nó, thì chúng ta đo với cái VTI của cái phổ qua vành hai lá chúng ta cắt, thì chúng ta sẽ ra được cái stroke volume, tức là Q của NVT của MV. Vậy nếu chúng ta trừ hai cái số liệu này thì chúng ta sẽ cho ra được cái lượng máu phục ngược. Chúng ta chia lại cho cái QM, tức là stroke volume M đó, thì chúng ta sẽ ra được cái phân xuất phục. Rồi, bây giờ đây cũng là một cái minh họa, người ta đo luôn cho mình. Đây là hình nãy, cái hình này là đây là chỉ là cho cái vị trí để chúng ta đo. Chúng ta sẽ làm bây giờ đây con số thực tế bệnh nhân này. Ở đây là đo ngay cái LVOT, có thể đo ngay sát cái này, có thể đo lệch ra khoảng 0,5 tới 1 cm cũng được, đường kính của LVOT. Thì đây tính thể tích nhắc bóp, stroke volume LVOT. Đây là đường kính này bình phương nhân 0,785 nhân TVI của NVOT. Rồi thể tích nhắc bóp buồng nhận hai lá thì chúng ta đo cái đường kính ngang. Rồi lấy S của V, stroke volume của em, trừ đi stroke volume LVOT sẽ ra được cái thể tích hở, thể tích phục ngược. Rồi đo TV hở hai lá bằng Doppler liên tục. Đây. Thì khi đó chúng ta muốn tính cái diện tích lỗ hở có hiệu quả đó, thì chúng ta thấy cái dung tích phục ngược, cái thể tích phục ngược MV chia lại cho cái TVI là chúng ta sẽ đo ngược lại. Tức là ở đây chúng ta đo cái lượng máu phục ngược trước, rồi từ đó chúng ta quy trở lại cái diện tích lỗ hở là bao nhiêu. Rồi chúng ta tính thêm cái phân suất phục ngược, là lấy cái dung tích hở đó chia cho cái stroke volume là chúng ta ra phân suất hở. Giống như bên này hồi nãy chúng ta nói là tính phân suất phục ngược, tức là phân suất hở đó. Để đây. Còn từ cái stroke volume, cái lưu lượng máu, cái lưu lượng máu phục ngược về, thì chúng ta chia cho cái TVI, tức là TVI của MR của hở hai lá. Mà cái TVI này là chúng ta phải dùng Doppler liên tục chúng ta mới đo, thì chúng ta sẽ ra được cái diện tích lỗ hở. Rồi. Vậy thì khi chúng ta tính cái độ nặng bằng cái dung tích phục ngược dạng phân suất phục ngược, hay là cái lưu lượng hở hoặc là cái phân suất hở đó có lợi là gì? Là có thể định lượng được cái mức độ nặng nhẹ bằng cái lưu lượng máu đổ ngược trở về. Có giá trị khi mà nó có nhiều dòng, tức là hở nhưng mà nó có nhiều dòng phục về, hay là cái dòng phục lệch tâm. Còn nếu như chúng ta biết rằng, nếu chúng ta dùng cái độ dài dòng hở thì thường cái đó sẽ có tốt, đúng, chính xác nhiều hơn nếu đó là dòng phục trung tâm. Còn nếu mà chúng ta nhìn tính cái độ dài dòng hở 1/4, 2/4, 3/4 mà nó là dòng phục lệch tâm á, thì chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta phải hiểu rằng ở cái mức tương đối một chút, và thường thường là nhiều khi người ta tăng lên một độ để người ta đánh giá nếu đó là dòng phục lệch tâm quá. Thì với cái phương pháp mà tính độ nặng bằng cái dung tích phục ngược và phân suất phục ngược đó, thì nó cung cấp được cái hai cái sang thương về cái độ nặng cũng như là cái dung tích, cái quá tải về dung tích là bao nhiêu. Cái hạn chế của cái chuyện mà chúng ta đo bằng độ nặng bằng cái tính được cái dung tích lưu lượng máu hở, tức là phục ngược về, hoặc phân xuất hở đó, nó bị hạn chế vì phải cần huấn luyện. Tại chúng ta thấy đo nhiều quá, đo đường kính ngang của buồng tống thất trái, đường kính ngang ở hai lá, rồi cắt cái phổ đi qua lên VOT phổ hai lá, rồi đo VTI vân vân, nhiều quá. Và như vậy phải, nhất là cái đường kính, nếu mà chúng ta cắt lệch một cái là coi như số mình sai một chút rồi, thành ra phải cắt cho đúng, lấy cái chỗ cái đường kính lớn nhất của nó. Như vậy cần phải huấn luyện, cái người đó phải làm thành thục mới dễ được. Thấy phức tạp quá, nhiều số liệu quá,
Như vậy cái hạn chế và cái độ tin cậy của nó là cái giới hạn nó rộng lắm, tới 20%, ảnh hưởng có thể khoảng 20%. Cái số liệu đo dòng máu mà tại cái vòng van hai lá thì kém tin cậy nếu mà bệnh nhân đó có bị vôi ở cái lá van hoặc vòng van, thì khi chúng ta đo cái đường kính ngang đó, cái số nó có thể không chính xác khi nó bị vôi quá nhiều quá, chúng ta sẽ không đánh giá được đúng cái mức cái vòng của nó. Thì đó là những cái mức lợi và đặc điểm lợi cũng như là cái mức hạn chế. Bây giờ một cái thông số nữa để chúng ta đánh giá độ nặng là lượng máu thử PISA. Cái này thì nó có nhiều cái giá trị để người ta làm, và không chỉ áp dụng trong hở hai lá mà trong hở chủ người ta vẫn làm được, và trong cái hẹp chủ người ta cũng có. Bây giờ tính lượng máu hở chủ, hở hai lá người ta làm. Thì bây giờ tính lượng máu theo PISA thì tính theo cái diện tích bề mặt vùng gần mà đồng vận tốc. Thì cái nguyên lý người ta làm là gì? Người ta đo vận tốc máu ở điểm hội tụ gần với lỗ van. Ở cái điểm hội tụ gần với lỗ van thì nguyên lý người ta về cái dòng máu đổ về phục ngược trước khi phục ngược vào nhĩ trái, thì thấy rằng những cái điểm chỗ đó vận tốc nó bằng nhau. Như vậy người ta đo cái khoảng cách R từ cái lỗ van cho tới cái điểm mà nó tụ hội về, để nó tạo nên một cái hình vỏ sò, cái bán cầu. Rồi từ đó người ta tính cái dòng phục ngược qua lỗ van. Thì ở đây nó sẽ dựa trên công thức Q là bằng 2 pi R bình phương. Trong cái slide trước chúng ta tính cái dòng phục ngược qua lỗ van thì bằng cái lưu lượng máu hai lá trừ lưu lượng máu qua van chủ. Còn ở đây chúng ta tính dòng phục ngược qua lỗ van bằng cái bán kính của cái chỗ cái lỗ lỗ hội tụ gần cái điểm hội tụ gần lỗ van, tức là cái vùng gần đồng vận tốc. Thì đây là 2 pi R bình phương B. Thì đây người ta nói rằng về cái các thành phần của cái dòng máu phục về từ thấp trái lên nhĩ trái qua lỗ hai lá hở đó, thì nó có những cái bốn cái thành phần này đối với cái dòng máu phục. Thứ nhất là nó có một cái dòng mà dòng hội tụ, tức là cái dòng phục mà đầu tiên trước khi nó đổ qua lỗ van hai lá, thì cái phần này gọi là cái dòng mà cái vùng hội tụ. Cái vùng này là vùng tăng tốc, cái vùng này là cái vùng xoáy, và cuối cùng là cái ở cái hạ lưu, tức là nó ngược dòng lên trên cái tĩnh mạch phổi. Thì đó là bốn cái thành phần trong cái dòng máu phục về của hở hai lá. Như vậy thì bốn cái đặc điểm này người ta gọi gì? Với cái vùng hội tụ đó thì người ta gọi là cái diện tích bề mặt mà ở vùng gần, ở đó đồng vận tốc, là chúng ta sẽ tính toán cái dung tích phục ngược bằng cái chỗ cái được vùng hội tụ đó. Chúng ta có thể đo cái chỗ mà cái vùng tăng tốc, cái vùng eo nhất của cái dòng hở đó, tức là người ta đo gọi là cái venơ contracta, người ta cái đường kính của venơ contracta, cái vùng co thắt nhiều nhất, cái rối loạn dòng chảy ở ngay cái vùng trong cái vùng nhĩ, tức là tính cái kích thước của cái dòng máu đó. Nhưng mà cái số liệu này thì thường nó không có khách quan nhiều lắm, thành ra mình không có sử dụng nhiều cái thông số này. Và cái dòng ngược về tĩnh mạch phổi thì thường thường để cho thuận tiện làm và nó dễ làm mà nó không có mất thời gian nhiều, người ta không có làm hai cái thông số này, ít làm. Người ta làm cái venơ contracta và thêm nữa thì người ta làm thêm cái PISA thôi. Còn hai cái thông số này để đánh giá độ nặng thì thường trên cái lâm sàng hay là trên cái phòng siêu âm thì mình thấy ít khi bác sĩ làm. Còn nếu đầy đủ thì chúng ta sẽ làm. Tất cả những cái rối loạn đều có thể có hết. Như vậy thì có bốn cách dựa trên bốn thành phần của dòng máu phục ngược về để tính hở hai lá. Chúng ta tính theo PISA, chúng ta tính kích thước của venơ contracta, chúng ta có thể kích thước của dòng máu khi nó bị dòng chảy rối loạn ở trong thân nhĩ trái, và cái dòng phục ngược đổ về tĩnh mạch phổi. Thì ở đây chúng ta chỉ bàn trên hai cái thông số này bởi vì nó thuận lợi, còn cái những này nó hơi phức tạp chút xíu. Rồi, như đây cũng là một cái hình vẽ lại để cho chúng ta nhìn lại lần nữa. Đây là cái vùng hội tụ đây. Nó giống như là đồng vận tốc. Tất cả những cái điểm mà ở trên cái dòng chảy mà ở gần sát cái lỗ hai lá này thì vận tốc nó bằng nhau. Vậy nên contacta là cái vùng nhỏ này. Vậy thì trên siêu âm chúng ta sẽ thấy một cái vùng màu nó xoáy, nó hơi đổi màu hẳn so với lại cái dòng cái mình màu còn lại ở trong cái vùng thất trái. Thì chỗ này PISA chúng ta đo cái đường kính cái dòng màu chỗ này, tức là chúng ta đo R đây. Đây là dòng phục ngược. Vậy nên contacta là cái chỗ hẹp nhất ngay cái lỗ van hai lá. Thì chúng ta có những mặt cắt để chúng ta có thể tính PISA.
Ở đây là chúng ta biết rằng đây là mặt cắt dọc cạnh nứt rồi. Người này là có một cái nhĩ trái giãn to rồi. Theo cái thông số cái hình ảnh này chưa đo mà nó biết là giãn lớn nhĩ trái rồi. Ở đây là thất trái. Vậy khi đây là trên 21 2D chúng ta chỉ thấy thôi. Chúng ta không có thấy rõ cái lỗ hở nhiều, thành ra 2D mà đã thấy được nó đóng hở rồi đó. Như vậy chắc là nó hở từ trung bình trở lên rồi, không có thể nào nhẹ được. 2D đã thấy được thì chắc chắn là đã có hở, không có thể nhẹ. Còn 2D này đóng lại không có thấy hở nhiều, nhưng mà khi để cái dòng màu vô thì chúng ta thấy cái dòng màu phục xoáy aliasing rõ quá. Vậy thì dòng máu phục ngược về đây, thì ở đây chúng ta cái dòng hội tụ là ở đây phần đầu cái chút xíu chỗ này, vena còn recta là chỗ này chúng ta đo, và đây là cái dòng máu xoáy về ở trong nhĩ trái. Thật sự để có thể đánh giá cái vena, cái dùng hội tụ để chúng ta đo bi sa thì thường rõ để chúng ta làm là bốn buồng từ mỏm, nó thuận lợi hơn, dễ thấy hơn. Còn trên cái mặt cắt này đôi lúc cái hình nó không được rõ nét, cái dòng hội tụ về nó lộ ra cho chúng ta thấy, để chúng ta làm tính cái bi sa đó nó sẽ không dễ. Tuy nhiên nếu mà dòng phục lớn quá đó, hở hai lá nặng, thì cái bi sa trên cái mặt cắt dọc cạnh nứt này có thể thấy được, thì chúng ta vẫn có thể áp dụng cả hai phương pháp để chúng ta tính ở hai mặt cắt, là chúng ta có thể tính bi sa trên cái mặt cắt dọc cạnh nứt này, sau đó chúng ta tính bi sa trên mặt cắt bốn buồng từ đỉnh, và chúng ta có thể so sánh là mặt cắt nào mà chúng ta thấy cái nét rõ của cái R bán kính đó, thì chúng ta sẽ sử dụng. Này, những bước để thực hiện bi sa là gì? Nói vậy chứ không dễ để chúng ta bắt được cái hình ảnh, cái hình bán cầu, tức là cái vỏ sò đó, hình vỏ sò ở cái vùng hội tụ. Thì đây là cái bước để người ta hướng dẫn cho mình làm. Đầu tiên mình phải zoom cái van hai lá lên, phóng đại cái hình ảnh van hai lá lên. Sau đó chúng ta giảm scale để xác định cái bề mặt của cái vỏ sò hình bán cầu, để thấy rõ được cái hình màu xoáy ở cái hình vỏ sò, tức là cái vùng hội tụ trước khi nó dòng máu đổ về qua cái van hai lá, để chúng ta chủ yếu chúng ta muốn đánh giá cái R cho rõ, giảm scale. Rồi xong đó chúng ta chú ý cái vận tốc của cái chỗ aliasing nó xoáy màu, để chúng ta thấy đo R đây. Vậy thì chúng ta đo R là bán kính từ cái lỗ cho tới cái điểm mà cái dòng màu nó thay đổi ở ngay cái vùng giữa của thất trái cho tới gần cái vùng xoáy aliasing chỗ cái vùng hội tụ đó, thì ngay cái điểm mà cái dòng màu nó đổi màu, chúng ta lấy cái đỉnh đó cho tới đo tới khoảng cách cho tới lỗ van hai lá, chúng ta lấy R. Khi chúng ta di chuyển cái vận tốc thang màu ở bên cái góc của cái màn hình siêu âm, chúng ta có cái thang màu, khi chúng ta di chuyển cái thang vận tốc ở bên cái góc này để chúng ta thấy được cái bán kính R rõ cho cái vùng hội tụ đó, thì trên cái màn cái cột mà di chuyển vận tốc này sẽ hiện lên cái vận tốc của cái vùng đó, cái vùng aliasing của chỗ cái vùng hội tụ là chúng ta có V. Này chúng ta không có đo mà tự nhiên cái khi chúng ta di chuyển cái thang màu để chúng ta thấy được cái R, thì cái số liệu nó sẽ chỉ ra là lúc đó vận tốc của cái R đó ở cái vùng đó là bao nhiêu, thì chúng ta sẽ lấy số liệu. Chúng ta sẽ tính ra được cái lượng máu, tốc độ có cái lượng máu của cái dòng hở về, là chúng ta lấy 2 pi R bình phương nhân cho cái vận tốc V aliasing này. Thì đây là cái bước chúng ta làm đây. Chúng ta di chuyển cái thang màu tới đây thì chúng ta thấy được cái vùng hội tụ này rõ nhất, thì chúng ta đo cái bán kính R chỗ này, thì lúc đó cái trên cái vận tốc đo trên cái thang màu này nó sẽ cho chúng ta vận tốc, chúng ta tìm được cái vận tốc của cái vỏ sò này, cái hình bán cầu. Bây giờ chúng ta đã có vận tốc rồi, vậy thì chúng ta đo cái bán kính R, thì cái diện tích bề mặt đồng vận tốc vùng gần sẽ là 2 pi R bình phương. Thì với cái thông số R nó cho chúng ta một cái mức tương đối trước là nhẹ nặng đã. Như vậy nếu mà cái R dưới 0,4 cm, tức là 4 mm thôi, dưới thì chúng ta hở nhẹ, còn nếu nó trên 1 cm thì đó là hở nặng, khoảng giữa là hở trung bình. Như vậy với cái bán kính R cho mình một cái khái niệm trước nhẹ hay nặng, 0,4 hay là 1, hoặc là ở khoảng giữa là trung bình. Vậy tính cái lưu lượng máu phục là 2 pi R bình phương, là tức là chúng ta tính ra cái diện tích bề mặt đó, giống như chúng ta tính này là diện tích bề mặt của vòng tròn đó. Tại đây giống như là tưởng tượng đây là cái bản hình cầu là phân nửa thôi nha, thì chúng ta đo nguyên cái diện tích cái vùng gần, chúng ta nhân với cái vận tốc cái VA, thì chúng ta sẽ ra được cái lưu lượng đó, lưu lượng phục ngược đây, flow. Thì chúng ta sẽ có cái vận tốc của cái vỏ sò này, chúng ta nhân với cái bi sa là 2 pi R bình phương. Thì đây là toàn bộ cái bước chúng ta đã làm, thì người ta minh họa cho mình đây là một cái hình siêu âm.
có một cái dòng máu phục ngược, người ta thấy cái vùng hội tụ là đây. À, từ cái dòng máu ở cái dòng phục đổ về đây thì cái chỗ mà nó đổi màu đó thì chúng ta lấy cái đỉnh đây. Như vậy thì cái diện tích bề mặt đồng bằng cấp vùng gần là chỗ này, thì chúng ta đo cái vùng đổi màu đó, đây là R. Thì chúng ta tính diện tích của bisa bán cầu này là 2πr bình phương. Chúng ta nhân cho vận tốc V của aliasing chỗ này, tức là cái thang màu đó chỉ cho chúng ta cái VA, chúng ta nhân ra là chúng ta sẽ ra được cái lưu lượng máu đây. Thì để tính lại cái lưu lượng máu phục ngược về đây, thì để tính cái diện tích lỗ hở có hiệu quả, thì người ta thấy rằng cái lưu lượng máu phục ngược qua cái vùng hội tụ vùng gần này bao nhiêu, thì chính là cái lưu lượng nó sẽ ra, nó đi ngang qua cái lỗ hai lá hở là bấy nhiêu. Tức nói khác đi là người ta tính được cái lưu lượng hở phục về. Vậy thì từ cái lưu lượng hở phục về đó thì nó sẽ bằng, vậy thì người ta cái lưu lượng hở cũng là bằng diện tích của cái lỗ vành hai lá hở nhân cho về mắt của cái dòng phục hở hai lá. Vì trên cái Doppler người ta không thể đo trực tiếp được cái lỗ hở hai lá là bao nhiêu, thì người ta phải tính theo cái phương trình, tính cái quy tắc tần suất, tính cái lưu lượng của cái vùng hội tụ chỗ cái bisa trước. Rồi từ cái lưu lượng này thì lưu lượng ở vùng hội tụ bao nhiêu thì cũng chính là cái lưu lượng máu phục ngược về như trái bao nhiêu. Thì có cái lưu lượng máu phục ngược về, mình tính cái diện tích lỗ hở này thì tôi sẽ chia cho cái V mắt của cái hở hai lá. Hở hai lá lúc này tôi sẽ dùng cái Doppler liên tục để chúng ta tính cái đỉnh vận tốc đỉnh. Thì đây là dùng cái nguyên lý của phương trình liên tục đó. Cái diện tích của vùng số 1, tức là cái vùng hội tụ này, nhân cho vận tốc V1, tức là vận tốc của cái vùng bisa này, nó sẽ bằng với cái diện tích ở cái lỗ hở là V diện tích 2 A2 nhân cho vận tốc của cái phổ hở. Vận tốc phổ hở là vận tốc đỉnh đây, chúng ta tính đây đó. Thành ra là dựa trên cái nguyên lý phương trình liên tục này mà mình có thể tính ra được cái diện tích lỗ hở là bao nhiêu, từ đó người ta tính ra cái lưu lượng máu và cái phân suất phục luôn. Rồi thì đây cái dòng máu phục ngược là 2πr bình phương nhân cho vận tốc VA, vận tốc của cái dòng hội tụ. Vậy diện tích lỗ hở có hiệu quả sẽ bằng cái số liệu của dòng máu qua vùng hội tụ này chia cho vận tốc đỉnh của hai lá. Thì đây là cái vận tốc đỉnh hai lá. Chúng ta thấy được từ cái diện tích lỗ hở có hiệu quả này mà sẽ tính ra được dung tích phục ngược của hở này là bao nhiêu. Là người ta tính cái diện tích vừa xong này, người ta nhân cho, bây giờ nhân cho hở hai lá, cái phổ hở hai lá là gì? Bây giờ nhân cho VTI. Còn tính cái diện tích lỗ hở hồi nãy là người ta sử dụng cái vận tốc đỉnh. Thành ra phải dùng vận tốc, dùng cái phổ liên tục để tính được cái vận tốc đỉnh cao nhất của nó, và người ta có thể đo được cái VTI để người ta tính được cái dung tích cái phục ngược là bao nhiêu. Cái này là tính cái dung tích hở. Rồi, thì đây là cái bệnh nhân được làm trên cái thực tế đây để tính cái diện tích lỗ hở. Người ta có cái R đây. Rồi có cái vận tốc V aliasing, vận tốc ở đây. Thì người ta tính ra cái flow của cái vùng hội tụ là 294 ml trên giây. Cái vận tốc đỉnh của cái hở hai lá này người ta đo ra được 557 cm trên giây. Thì tức là 5 m trên giây đó. Vậy thì cái diện tích lỗ hở là bằng cái flow này chia cho cái vận tốc này. Vậy mình nói là diện tích lỗ hở này là 0,53 cm² hay là 53 mm². Ở đây cũng là một cái hình ảnh để tính toán thôi. Đây là chúng ta đo thêm cái VTI để chúng ta tính ra cái dung tích stroke volume mà do cái nó bị phục ngược, thì lấy diện tích lỗ hở này nhân cho cái VTI. Thì nãy giờ chúng ta cũng mất mấy slide để chúng ta thấy rằng để tính ra được bisa thì nó phức tạp. Thành ra thực tế mà chúng ta thấy trên lâm sàng bác sĩ siêu âm làm trong phòng siêu âm thì không biết có bao nhiêu bác sĩ mà tính cái hở hai lá bằng bisa, bởi vì nó phức tạp, thấy nó nhiều thông số quá, rồi phải tính toán cộng trừ nhân chia vân vân. Thành ra mình thấy nhiều khi ít khi người ta làm bisa. Do đó nếu mà muốn làm một cái hoàn chỉnh, một cái bản siêu âm mà đầy đủ á, của hai hai lá thì ít nhất là nửa tiếng, ít nhất là nửa tiếng để làm cho một cái bệnh nhân này, chưa nói là còn khảo sát biến chứng còn bệnh kết hợp nữa. Thành ra chúng ta thấy thường người ta tính cái độ nặng dựa vào cái kích thước buồng nhĩ, tức là dấu gián tiếp kích thước buồng nhĩ trái thất trái, người ta tính trên cái tỷ lệ độ dài 1, 2, 3, 4 đó. Còn cái tính venous contracta, tại vì đó là những thông số nhanh. Còn để tính bisa chúng ta thấy nãy giờ là nói giải thích diễn giải ra chúng ta đã mới thấy mất hết hơn 10 phút rồi đó. Thành ra nó phức tạp quá, rồi do cái áp lực mà bệnh nhân đông đó. Thành nên thì mình thấy nhiều khi cái bản kết quả về tác giả siêu âm, bác sĩ siêu âm,
ít khi người ta làm cái visa, tại vì nhiều cái thông số kia có thể hỗ trợ để giúp chẩn đoán lâm sàng được rồi, nên người ta thông qua bớt cái visa. Tại làm visa mình thấy nãy giờ tính toán phức tạp quá, đâu có làm đâu có nhanh được, không thể nào 5-10 phút mà có thể làm xong cái visa được. Rồi như vậy dù cho làm phức tạp nhiều thông số thì đúng ra là nhiều thông số để tính toán, thì nó càng ngày nó phải càng đúng hơn, gần đúng hơn để tính ra được cái dung tích phục ngược rồi phân xuất phục. Nhưng mà cái visa cũng có cái hạn chế của nó. Nếu cái dòng màu mà phục ngay cái chỗ mà hội tụ đó, cái hình nó không đẹp, nó mờ mờ không rõ ràng, thì lúc đó chúng ta tính cái R sẽ sai. Cái hình đó không có lý tưởng lắm để chúng ta tính R. Mình ước lượng chừng thôi, thì như vậy cái số liệu mình có tính ước quá cái thực tế, như vậy nó sẽ sai số, không có khách quan. Đây là cái dòng phục mà nó không có đẹp, không có tối ưu để mình mong muốn. Hồi nãy chúng ta nói cái hình chúng ta bắt cái chỗ vùng hội tụ nó không rõ nét. Cái thứ hai nữa là nó không có đối xứng nữa, nó hơi xéo. Còn nếu mà rõ nhất là chúng ta nó ngay trung tâm, ngay giữa để chúng ta đo cái khoảng cách R từ cái lỗ hai lá cho tới cái đỉnh R là nó rõ. Còn nếu mà cái dòng phục nó không có đối xứng, nó hơi xéo xéo này, thành ra mình đo R nó dễ sai. Thì nên chúng ta cũng phải đánh giá một cách tương đối. Nếu chúng ta đo visa mà khi nó bị những cái mặt hạn chế như thế này, chúng ta cũng phải đánh giá. Rồi nếu cái lavan nó bị thủng, thì cái thủng này là trên hình ảnh siêu âm này là người ta làm cái siêu âm qua thực quản đó, thì người ta thấy rằng do cái thủng này, như vậy cái dòng mà cái vùng mà hội tụ thì nó cũng không có đối xứng. Không đối xứng thì cái R nó cũng sai. Rồi cái visa nó thay đổi theo thời gian nữa. Nếu chúng ta free ở cái phần đầu đây, thì cái R chúng ta đo 0.83 cm nếu phần đầu. Nếu mà chúng ta cắt free ngay chỗ cái đỉnh, ngay giữa của tâm thu, thì là 1.05. Nếu hơi lệch qua tí xíu, gần ngay đỉnh chút, thì chúng ta được 1.28. Và nếu mà cuối tâm thu thì 1.37. Như vậy chúng ta thấy rõ sự thay đổi của bán kính R khi chúng ta free cái một cái điểm nào đó trong thời kỳ tâm thu, nó đã lệch rồi. Thành ra chúng ta sẽ chú ý khi mà chúng ta cắt ảnh hưởng, phải không? Ngay cái chỗ nào rõ nhất, đứng lớn nhất, thì chúng ta chọn cái visa cho nó lớn nhất, chính xác. Thành ra chúng ta biết rằng cái kích thước của cái bán kính R, cái vùng hội tụ có thể thay đổi theo thời gian trong cái chu kỳ tâm thu đó, để chúng ta chú ý. Như vậy tóm lại những cái hạn chế khi chúng ta làm visa, thứ nhất là cái vùng hội tụ, cái hình ảnh nó không có tối ưu. Chúng ta biết rằng cái đo cái visa với bán kính R nó sẽ thay đổi theo cái pha cái trong cái thời kỳ tâm thu, hay là cái dòng phục của chúng ta không có trung tâm mà nó lệch tâm. Rồi nó có thể thay đổi giữa những cái người quan sát cái hình ảnh đó. Giữa người này với người khác, có người đo R hơi lệch chút xíu, hơi lên chút, có người đo hơi thấp chút xíu. Thành ra nó đã có một cái sự khác nhau giữa những cái người làm rồi. Rồi mặt khác là nhiều khi có những cái dòng hở hai lá mà cái diện tích, cái bề mặt đồng vận tốc đó không phải lúc nào nó cũng là một cái bán cầu để chúng ta tính theo cái diện tích theo cái hình cầu để chúng ta tính toán. Thành ra có những cái hạn chế này để người ta tính ra visa. Cái thông số thứ hai trong cái dòng phục đó là Venus Contacta. Cái dòng này là cái dòng này dễ khách quan để chúng ta đánh giá. Thành ra thường mình bây giờ mình hãy tính Venus Contacta, nó vừa nhanh, nó vừa đỡ mất thời gian, mà tương đối nó lại khách quan và nó chính xác hơn. Tại vì chúng ta lấy được cái eo rõ nhất, cái nhỏ nhất ngay cái dòng phục. Đây, thì cái thông số visa người ta đưa ra, nếu mà qua visa đo được thì chúng ta đo cái diện tích lỗ hở có hiệu quả và tính luôn được cái dung tích phục ngược ml thì nhẹ, là chúng ta nhớ là 0.2 tới 0.4 đi ha. Chúng ta nhớ hai cái đầu của cái diện tích là 0.2, 0.4. Dưới 0.2 là hở nhẹ, 0.4 trở lên là hở nặng. Vậy trong khoảng từ 0.2 tới 0.39 là hở trung bình. Vậy thì bây giờ tương ứng với cái diện tích hở nhẹ thì cái dung tích phục ngược của nó là dưới 30 và trên hoặc bằng 60. Chúng ta nhớ cái con số này, chúng ta thấy nó hơi giống giống với Venus Contacta. Venus Contacta cũng là khoảng số 3, số 6 đó. Thành ra chúng ta nhớ cái dung tích phục ngược, mà nếu nó nhẹ, hở nhẹ thì dưới 30 ml, nặng tức là trên hoặc bằng 60 ml, khoảng giữa từ 3 tới 59 tức là hở trung bình. Đó là hai cái thông số để chúng ta đánh giá cái mức độ nặng nhẹ vừa. Rồi, thì đây là tổng quát lại về lượng giá độ nặng chia độ 1, 2, 3, 4. Cái thống kê này tính ra là trong cái tài liệu trong quyển Fagenbaum của 2005 nha.
tôi trình bày tất cả những cái guideline khuyến cáo trong textbook cũng như là trong những cái tài liệu về siêu âm. Trong những năm trước cho tới gần đây tôi đều thì thật sự nó cũng không có khác nhiều lắm, nhưng để mình thấy rằng những cái tài liệu khuyến cáo để giúp cho cái người bác sĩ siêu âm có thể giúp lượng giá đầu nặng thì qua nhiều thời gian từ cái quá khứ lâu năm rồi cho tới gần đây, thì chúng ta nhìn lại chúng ta thấy những cái thông số này chính là những thông số chúng ta đã thông qua. Dấu gián tiếp gợi ý độ nặng đây thì chúng ta đưa ra cái kích thước thân trái, kích thước nhĩ trái. Chúng ta tính cái diện tích dòng phục, cái này dựa trên cái tỷ lệ của diện tích của cái nhĩ trái. Chúng ta tính cái động độ của cái dòng Doppler. Như hồi nãy tôi nói hả, hở nặng thì cái động độ nó đậm lắm, nhìn đẹp lắm. Còn hở nhẹ thì nó mờ mờ, thậm chí cái giới hạn nó cũng không rõ. Là những cái thông số mà qua cái dòng phục. Chúng ta có vena contracta là cái eo của cái cổ nhỏ nhất. Chúng ta tính dòng máu phục ngược về qua cái tĩnh mạch phổi. Chúng ta tính ra được cái dung tích phục ngược về, cái thể tích máu phục ngược về ml. Chúng ta tính cái diện tích lỗ hở hai lá bằng cách qua cái PISA. Hay là cái dung tích phục ngược bằng phương pháp PISA hồi nãy chúng ta nói. Rồi chúng ta nhìn lại cái hình ảnh của PISA, tức là cái vùng hội tụ đó. Nó rõ quá để chúng ta thấy cái xoáy, cái màu nó đổi màu. Một cái vùng bán cầu hình đẹp rõ quá. Và cái R nó cũng rõ để chúng ta đo hay là như thế nào. Thì đây là 1, 2, 3, 4. Nếu mà độ 1 tức là kích thước thân trái bình thường, độ 2 cũng bình thường, bắt đầu từ độ hở từ bắt đầu nặng và rất nặng thì nó là trung bình nặng, rất nặng thì nó là diện tích kích thước của thân trái lớn. Tương tự nhĩ trái cũng vậy. Độ 1, 2 nó là nhẹ trung bình thì nó là ở cái mức bình thường kích thước của nhĩ chưa lớn. Cái tỷ lệ dòng phục hở hai lá so với diện tích nhĩ trái như hồi nãy mình đã nói dưới 15 trên 50. Đậm độ của cái phổ Doppler chúng ta thấy nếu mà đậm độ nhiều quá thì chúng ta nó hở nặng, còn đậm độ nó mờ mờ không thấy rõ, thậm chí chúng ta dùng Doppler liên tục chúng ta cắt không ra phổ thì lúc đó chúng ta phải dùng Doppler sum để chúng ta đón ngay cái lỗ hai lá, thì có một ít máu vừa lọt qua cái lỗ hai lá thì Doppler sum cái cửa sổ chúng ta thu rồi, do đó chúng ta sẽ thấy phớt phớt cái có một cái phổ Doppler sum. Với cái đậm độ này thì độ 2, độ 3 cái trung bình này người ta không có đánh giá được, cái chấm chấm nghĩa là không đánh giá được rõ ràng. Vena contracta nếu mà nhẹ là dưới 3 mm và nặng là trên 6 mm. Thì tôi nói là nhiều khi cái thông số nhiều quá chúng ta phải có cái mẹo để chúng ta nhớ. Thì chúng ta để ý cái vena contracta và cái dung tích phục ngược nó hơi giống giống. Cái này dưới 3 thì cái này là dưới 30. Cái này trên 6, cái này là 60 trở lên. Thành ra mình nhớ vậy để cho nó đỡ mệt cái óc khi mình học, tại vì nhiều số liệu quá. Cái vena contracta thì dễ nhớ, bắt buộc chúng ta ráng thuộc một cái thông số đi. Là dưới 3 mm, trên 6 mm, giữa nhẹ và nặng. Và cái khoảng giữa này thì giữa 2, 3 không đánh giá được. Như vậy khoảng giữa từ 3 tới 6, tức là nó ở cái mức trung bình, thì có thể 2 hay 3, thì lúc đó mình không có đánh giá được. Đối với lại tỷ lệ diện tích của dòng phục trên cái diện tích nhĩ trái thì người ta chia rõ 2 hay 3. Nhưng mà cái này nó cũng còn do con mắt của người nhìn nữa, thành ra nó cũng không khách quan lắm. Bây giờ với cái thể tích phục về là bao nhiêu và diện tích lỗ hở thì sao cho chúng ta chính xác được mức độ nhẹ vừa nặng. Nhưng vừa thì nó có thể là nhẹ đến vừa đến nặng, tức là độ 2, độ 3. Vậy thì dung tích phục nhẹ tương ứng với lại vena contracta dưới 3 thì cái này là dưới 30. Nặng trên 6 thì cái này là trên hoặc bằng 60 ml. Và nếu diện tích lỗ hở thì sao? Hồi nãy tôi nói rồi, chúng ta nhớ này, phải nhớ con số này thôi, 0,2 cm², 0,4 cm² thì chúng ta nhớ lệch chút xíu đi ha. 3 thì giờ chúng ta nhớ sụt xuống 2 nhưng mà nó là 1/10 hơn, tức là diện tích. Dĩ nhiên thì cái diện tích lỗ hở không có lớn quá để nó ra được cho tới là cái không có nhiều quá thì nó là dưới 0,2 cm², tức là rồi 20 mm² đó. Còn nặng đó là trên 0,4 cm². Vậy khoảng giữa của nó độ 2, độ 3, tức là từ 0,2 tới 0,29, tức là từ nhẹ tới trung bình, hoặc là từ trung bình tới nặng, từ 0,3 0,39. Rồi cái diện tích của cái vùng hội tụ PISA mà chúng ta thấy được, nếu cái vùng diện tích vùng gần đó mà chúng ta thấy nó nhỏ quá, dĩ nhiên là cái độ 1, tức là cái kích thước R nó chúng ta đo được nó phải là dưới 0,4 cm, tức là 4 mm thôi. Còn nếu mà cái diện tích vùng gần, cái vùng xoáy mà cái màu nó đổi màu lớn, một cái bán cầu, một cái hình bán cầu giống như cái vỏ sò mà nó lớn rõ quá một cái vùng thì chúng ta nói nó là nặng rồi, độ 4. Thì từ cái R chúng ta nói là nó trên 1 đó, 1 cm. Còn cái hình, nhìn cái hình chỗ cái PISA thì cái độ 2, độ 3 chúng ta không đánh giá được. Như vậy trên cái siêu âm mình có thể làm được để mình đánh giá rõ độ 2, độ 3 với con số cụ thể trực tiếp là dung tích phục bao nhiêu,
Diện tích lỗ hở bao nhiêu là chúng ta phải tính qua cái chỗ dung tích phục và diện tích lỗ hở. Thì phần lớn chúng ta làm PISA để chúng ta ra dấu kích thước thất trái nhĩ trái chỉ là một cái dấu gián tiếp để chúng ta gợi ý thôi. Rồi, đó là tài liệu 205. Cái tài liệu này là như của 207, của khuyến cáo quay xe đa của 207, thì nó cũng là những cái hở, đây là cho hở nhẹ, hở trung bình, hở nặng. Thì đây là người ta cũng tính toán với lại cái dòng phục nhỏ dưới 4 cm², tức là tính toán trên cái tỷ lệ diện tích của dòng hở trên cái diện tích của cái nhĩ trái. Nhẹ là ở đây họ tính là dưới 20%. Ở đây venous contracta nhẹ cũng là dưới 0,3 cm nha. Nặng là ở đây họ cho tính là đúng là 0,7 trở lên, thì nãy mình nói là trên 0,6, là trên 6 mm á, trên 0,6. Rồi, ở đây là cái dòng hội tụ này nhỏ quá hoặc là không thấy thì coi như là nhẹ. Tức là không thấy được cái dòng hội tụ và để tính R thì mình biết là hở hai lá nhẹ rồi. Còn nếu tính được, thấy được dòng hội tụ lớn thì nó nặng. Rồi cái mức độ của cái dòng phục nó phục ngược về mà nó ảnh hưởng, thấy cái dòng chảy nó chảy luôn lên trên cái tĩnh mạch phổi luôn. Nó ngược dòng lên trên cái tĩnh mạch phổi mình thấy được luôn thì chắc chắn nó là hở nặng rồi. Vân vân, đây là những cái thông số mà để người ta tính giá độ nhẹ, độ vừa, độ nặng. Đó là những cái định tính. Bây giờ tới cái định lượng đây, thì người ta cũng dựa trên cái dung tích phục ngược, cái phân suất phục và cái diện tích lỗ hở, thì cũng giống như cái tài liệu 205, thì người ta cũng tính cái diện tích lỗ hở nhẹ tức là dưới 0,2 cm², nặng là từ 0,4 cm² trở lên. Đây nó cũng giống như đây. Ở đây là cho trên 0,4 thì nó chỉ chênh lệch tí xíu giữa, có người thì tài liệu thì lấy từ 0,4 ha. Ở đây là tính từ ở đây là trên hoặc bằng 0,4 mới đúng nè. Thì ở đây cũng đúng là từ 0,4 trở lên cm vuông. Khoảng giữa tức là nhẹ tới trung bình tới nặng. Dung tích lỗ hở là dưới 30 ml trên hoặc bằng 60. Đây là hai cái khoảng giữa. Phân suất phục dưới 30%. Chúng ta cứ tính từ 50% trở lên là nặng, dưới 30% tức là nhẹ, khoảng giữa là trung bình. Cái này tài liệu của 207. Rồi. Bây giờ giống như trong hẹp hai lá tôi có đề cập tới ACCHA 2014, họ có chia ra cái giai đoạn của van là ABCD. Chúng ta cũng có trong hẹp hai lá, họ cũng chia ra giai đoạn ABCD. Thì trong hở hai lá người ta cũng chia ra ABCD. Chúng ta nhớ một cách đơn giản nhất như thế này. AB là chưa có triệu chứng gì hết nha. AB là chưa có triệu chứng mà cũng không có, đối với A thì không có cái thay đổi huyết động gì nặng, tức là A là chỉ có những cái thay đổi mà trên cái hình ảnh chúng ta thấy được, còn triệu chứng không có, những cái hậu quả huyết động rối loạn cũng chưa. Nhưng mà trên cái siêu âm có thể giúp cho đánh giá, bởi vì ở đây giai đoạn này là nguy cơ hở hai lá, thì cái tên của cái giai đoạn nó giống nhau. Trong hẹp hai lá giai đoạn A chúng ta cũng là nguy cơ hẹp hai lá, thì bây giờ giai đoạn của hở hai lá giai đoạn A cũng là nguy cơ hở hai lá, thì chúng ta thấy được trên cái hình ảnh giải phẫu của van hai lá trên siêu âm. Ví dụ chúng ta có thể thấy bất thường nó xa van hay là dày cái van, cái hạn chế khi mà nó đóng mở van. Bây giờ những cái thay đổi huyết động thì giai đoạn mà nguy cơ hở hai lá đó, thì chúng ta thấy cái dòng phục có hai lá có khi không thấy rõ, hay là cái dòng phục nó nhỏ quá ở trung tâm và diện tích của này ở đây nó nói là dưới 20% diện tích của dòng phục so với lại cái nhĩ trái. Cái venous contracta này nhỏ, ở đây thông số này cũng thống nhất hả, dưới 0,3 cm², tức là 3 mm. Cứ nhớ hai cái đầu 3 với 6 nha. Dưới 3 mm tức là nhẹ, còn trên 6 là nó nặng. Huyết động ở đây không có thay đổi, triệu chứng hoàn toàn không có. Bắt đầu cái giai đoạn B tức là hở hai lá tiến triển, thì những cái thay đổi trên cái giải phẫu của hai lá thì nó rõ hơn và bắt đầu chúng ta có mức độ nhiều hơn. Thì đây là một số thông số để đánh giá về những cái huyết động van. Vậy thì trong cái giai đoạn B của ACCHA mà nó chia ra, họ chia ra về cái giai đoạn B của hai lá tiến triển đó là dựa trên một số những cái thông số về siêu âm để đánh giá được bệnh nhân là giai đoạn B và phân biệt với giai đoạn C, giai đoạn D. Tức là chúng ta có cái diện tích của cái dòng phục hở trung tâm từ 20 tới 40% diện tích của nhĩ trái. Venous contracta ở đây nó là dưới 0,7, nghĩa là nó không phải ở cái mức nặng. Còn ở trên này thì có thể là mức nhẹ. Vậy thì ở giai đoạn B tức là ở cái mức là gì? Nó trung bình từ cái mức nhẹ cho tới nặng, tức là từ 0,3 cho tới dưới 0,7. Dung tích phục ngược về thì nó phải dưới 60 ml rồi. Phân suất hở phải dưới 50%.
diện tích lỗ hở là dưới 0,4. Vậy thì ở giai đoạn B này chúng ta thấy nó nằm ở cái mức khoảng trung bình đó, trên những cái thông số mà trong những cái khuyến cáo người ta đưa ra trong textbook trước để cho chúng ta thấy những cái thông số để đánh giá khi người ta đánh giá độ nặng, thì đây là cái mức trung bình. Và nếu mà cái độ ngược dòng mà khi chúng ta chụp mà thấy dòng máu nó phục ngược về đó, chụp angio đó, thì chúng ta thấy nó ở độ 1, độ 2. Bắt đầu giai đoạn B là có thay đổi về cái kích thước, cái buồng tim nhĩ trái có lớn nhẹ, nhưng mà giai đoạn này thì thất trái chưa, áp lực động mạch phổi còn bình thường, bệnh nhân cũng chưa có triệu chứng. Thì tương tự qua tới giai đoạn C thì chúng ta cũng thấy rằng giai đoạn C nó mức độ nặng hơn, nhưng mà bệnh nhân cũng chưa có triệu chứng, nghĩa là ABC chưa có triệu chứng, nhưng mà cái diễn tiến nặng dần thì nó sẽ từ cái ABC. A là chưa có thay đổi huyết động gì hết, những cái rối loạn chỉ thấy được trên cái giải phẫu của cái van, chúng ta thấy được trên cái cận lâm sàng siêu âm, chúng ta thấy một số những cái thay đổi nhẹ. Qua tới giai đoạn B tiến triển thì cái sự thay đổi nhiều hơn trên cái siêu âm về hình ảnh giải phẫu, về cái huyết động và cái thay đổi về kích thước buồng tim thì bắt đầu có, nhưng mà mức độ nhẹ thôi, triệu chứng cũng chưa. Giai đoạn C cũng chưa có triệu chứng, nhưng những cái thay đổi về giải phẫu, về huyết động bất thường trên cái buồng tim là bắt đầu nặng hơn rồi. Thành ra ở giai đoạn C đã gọi là giai đoạn hở hai lá nặng mà cũng chưa có triệu chứng. Thì những cái thông số vừa ở trên chúng ta đề cập thì bây giờ ở mức nặng hơn. Thí dụ như chúng ta nói venous contracture giai đoạn này nó phải là giai đoạn nặng, tức là trên 0,6, từ 0,7 cm trở lên. Dung tích phục ngược này là ở giai đoạn nặng rồi. Làm những cái tài liệu trước người ta đã đưa những thông số là phải trên hoặc bằng 60 ml, phân suất phục ngược là nó phải trên hoặc bằng 50% trở lên, diện tích lỗ hở nặng rồi, trên hoặc bằng 0,4 cm², vân vân, và mức độ hở cái dòng vùng ngược về phải là độ 3, độ 4, vân vân. Đó là cái C. Giai đoạn D tức là giai đoạn nặng tương tự như C, nhưng mà qua giai đoạn D là có triệu chứng rồi, cái mức độ kích thước nó có thể, buồng tim nó có thể lớn hơn nhiều. Thì đó là trên cái khuyến cáo giai đoạn của Văn Tim 2014 về định nghĩa về những phân chia giai đoạn hở hai lá. Thì tác giả những cái khuyến cáo trong cái những cái ban đánh giá về cái hở hai lá giai đoạn ABCD, người ta sử dụng trên những cái thông số siêu âm để chúng ta phân chia. Qua tới cái những cái khuyến cáo của trong cái hội chẩn đoán hình ảnh của hội siêu âm tim của châu Âu năm 2016, thì người ta cũng đưa trở lại những cái thông số này, thì thật sự cũng không có khác nhiều, nhưng mà mình cũng xem lại để thấy rằng năm 2016 hội siêu âm tim của châu Âu họ cũng đưa ra những cái thông số để đánh giá về cái hội chẩn đoán hình ảnh tim mạch. Họ đưa ra về cái thông số siêu âm để đánh giá mức độ hở hai lá nhẹ, trung bình, nặng. Thì trước nhất là cũng đánh giá về cái cấu trúc van, hình thái van, thì cái này dựa trên 2D. 3D có thể giúp bổ sung những cái thông số, nhưng mà mình không có 3D. Thì ở đây chúng ta nhìn cái hình ảnh hai lá 2D. Thí dụ chúng ta thấy cái van nó dày đóng vôi, chúng ta mô tả. Chúng ta thấy cái van nó bị xa van, hay chúng ta thấy nó võng, chúng ta thấy nó thủng van, có cái lỗ hở, vân vân. Chúng ta thấy cái van đóng không kín, vân vân. Tất cả những cái hình thái bất thường mà chúng ta mô tả được trên 2D. Thì nếu nó nhẹ thì van có thể còn bình thường, chưa thấy thay đổi nhiều. Chỉ Doppler chúng ta mới thấy dòng máu phục ngược thôi, còn trên mắt thường mình nhìn 2D mình chưa thấy lạ, hay là nó có bất thường mà nhẹ thôi. Còn cái nặng thí dụ thấy rõ rệt bệnh lý, thí dụ chúng ta nói nó đứt cơ nhú rồi, trôi van, tức là cái đầu của cái sa đó nó lật ngược lên trên về nhĩ trái luôn, còn nó võng mà cái đầu van nó vẫn còn hướng về trên cách trái, thì về cái mẫu của cái van hai lá thì chúng ta nói nó sa thôi. Còn nếu cái đầu của cái lá van nó bật ngược về nhĩ trái luôn thì cái đó chúng ta nói là trôi, tức là flay của van đó. Chúng ta nhìn hình ảnh của cái dòng chảy màu của cái phục ngược để chúng ta đánh giá nhỏ thôi hay là lớn, trung gian. Tức là chúng ta có thể đánh giá dựa bằng cái số liệu 1 trên 4 tới 4 trên 4. Hoặc là chúng ta nhìn cái đậm độ, như chúng nói là đậm độ nhạt quá, nhìn cái dòng phục không có nhiều. Cắt cái phổ continue liên tục lên thì thấy cái dòng nó mờ mờ, phổ nó không có đậm. Hoặc là cái hình parabol nó chưa có rõ ràng. Đó thì nó đánh giá mức độ nặng nhẹ vừa. Cái vùng hội tụ visa có hay không, hoặc là nhỏ quá, hoặc là lớn hay là trung gian. Rồi những cái thông số định lượng, tức là chúng ta tính dòng màu 3 mm là lên 7. Rồi dòng chảy về tĩnh mạch phổi nha. Đây là tính toán về cái dòng chảy tĩnh mạch phổi, thì nó ưu thế tâm thu hay là có đảo ngược thì tâm thu, hoặc là tâm thu giảm, thì khi chúng ta học về những cái bài tới đó
có khảo sát về dòng chảy tĩnh mạch phổi thì chúng ta sẽ xem xét kỹ lại về cái dòng chảy này. Đây là một cái thông số có thể giúp định lượng về cái mức độ nhẹ vừa nặng. Nhưng thật sự cái này nó chỉ là bán định lượng thôi, cũng không phải là cái định lượng chính xác, mà nó hơi nhiều thông số phức tạp quá, thành ra mình biết qua thôi. Chứ thật sự khi chúng ta làm siêu âm hỏi lá thì chúng ta không cần thiết làm thêm cái này. Chúng ta làm những cái số liệu vừa đã kể trên cộng với một số những cái số liệu khác ở dưới là có thể giúp chúng ta đánh giá được rồi. Dòng chảy qua van hai lá cũng là bán định lượng. Nếu là hở nhẹ thì sóng A sẽ ưu thế, còn nếu mà nặng thì sóng ơ sẽ ưu thế, còn ở khoảng giữa thì nó là mức độ trung bình. Có thể đo cái TVI của van hai lá trên cái TVI của van động mạch chủ. Nếu dưới 1 tức là nhẹ, còn nếu như mà nó lớn hơn hoặc bằng 1,4 thì cái này là nặng. Đây là thêm một cái thông số mà chúng ta phải tính vẽ cái phổ của TVI hai lá và động mạch chủ. Bây giờ cái thông số định lượng đây, và thường những cái thông số này sẽ giúp đánh giá cái mức độ nhẹ, trung bình, nặng một cách chính xác nhiều hơn. Diện tích lỗ hở, thì chúng ta nói nhẹ thì chúng ta nói hở bao nhiêu cm vuông vậy, hay là mm vuông, còn phục ngược bao nhiêu ml máu phục ngược, phân suất hở là bao nhiêu, thì đó chính là thông số định lượng. Ở đây chắc họ đánh nhầm nha, 20 mm vuông tức là 0,2 cm vuông. Ở đây chúng ta nghĩ là dưới 0,2 cm vuông trên hoặc bằng 0,4. Dung tích thở là dưới 30 trên hoặc bằng 60. Phân suất hở là, ở đây cũng tính là phần trăm, dưới 30 trên 50. Rồi chúng ta đánh giá thêm kích thước nhịp trái, thấp trái và áp lực động mạch phổi. Dĩ nhiên nếu không có những cái bệnh phối hợp thì cái kích thước nhĩ trái, thất trái và áp lực động mạch phổi tâm thu thay đổi, nó lớn, buồng tim có nó tăng cái áp lực động mạch phổi, dĩ nhiên nó phải hở hai lá nặng nó mới có. Còn nếu như nó có những cái bệnh kết hợp đi kèm thì cái kích thước nhĩ trái, thất trái và áp lực động mạch phổi tâm thu không thể nào khẳng định được cái đó là mức độ nhẹ, trung bình, nặng, thì chúng ta lưu ý. Thì đó là cái tài liệu của trong cái hội siêu âm về chẩn đoán hình ảnh của cái châu Âu ha, trong cái quyển siêu âm handbook của 2016. Đây là cái sơ đồ tóm tắt lại có những trường hợp mà chúng ta có nhiều thông số quá, vậy chúng ta nói là những cái thông số mà để đánh giá độ nặng, độ nhẹ, độ vừa thì người ta cho ra một cái bản tóm tắt. Cái này không cần thuộc, cái này chúng ta coi qua để chúng ta biết có những cái trường hợp nó xác định rõ ràng nặng, nhẹ, vừa. Với nhiều thông số như vậy thì để chắc chắn là nhẹ, chắc chắn là nặng thì có cái khuyến cáo ở đây người ta tính. Đây là cái guideline của AECC năm 2017 ha, để đánh giá về bệnh lý van. Nó nói rằng nếu mà ở hai lá này mạng qua siêu âm thì nó nói rằng có thỏa được cái tiêu chuẩn đặc biệt để đánh giá nhẹ và là nặng hay không. Thì nếu nhẹ có, chúng ta coi những cái tiêu chuẩn này, tức là chúng ta coi cái diện tích dòng phục ngược về, nó trung tâm, nó nhỏ, cái dòng nhỏ hẹp thôi. Vena contracta kích thước này nó nhỏ hoặc bằng 0,3 cm thôi. Lisa cái bán cầu này mình không thấy rõ được, hoặc là cái bán kính AR này nó dưới, ở đây nó dưới hoặc bằng 0,3 cm, tức là trong cái bài tài liệu trước nó là 0,4 đó. Rồi cái dòng của hở hai lá thì sóng A này ưu thế nè. Rồi cái chúng ta có cái dòng phục hở bằng continue, Doppler continue, Doppler liên tục, dòng phục nó mờ mờ, nó không có đầy đủ, kích thước nhĩ trái thất trái bình thường. Tức là chúng ta dùng nhiều cái thông số này, chúng ta không có đo hết tất cả những thông số. Những cái slide trước là chúng ta nói tất cả những thông số chúng ta có thể làm để định lượng, để đánh giá về được mức độ hở nhẹ vừa nặng. Thì trong khuyến cáo 27 người ta nói chỉ cần làm một số này để giúp cho chúng ta đánh giá cũng được. Thì nếu có đủ từ 4 tiêu chuẩn này, trong 6 cái tiêu chuẩn này, nếu có 4 trở lên thì chúng ta xác định chắc chắn nó là nhẹ, hở nhẹ. Bây giờ một cái thái cực thứ hai tức là nặng, thì cũng có một số những cái thông tin ở đây để chúng ta về chúng ta sẽ xem xét lại ha. Để chúng ta có cái bài học chúng ta ngồi coi, cũng là những cái thông số này mức độ nặng hơn, ví dụ vena contracta này nó từ 0,7 cm trở lên, Lisa này cái bán kính này nó là từ 1 cm trở lên, rồi cái dòng diện tích của cái dòng phục trung tâm này nó lớn so với diện tích của cái nhĩ trái trên 50%, có cái dòng phục lên trên cái tĩnh mạch phổi, ngược dòng lên trên tĩnh mạch phổi, thất trái lớn, vân vân. Thì nếu mà từ 4 tiêu chuẩn này nó thỏa được trở lên thì chúng ta xác định hở hai lá nặng. Còn nếu chỉ có 2 hoặc 3 tiêu chuẩn thì chúng ta phải làm thêm những cái phương pháp định lượng nữa để chúng ta tính toán. Nếu mà ở bên cái mức độ của nặng mà chúng ta chỉ có 2, 3 tiêu chuẩn giống cái nặng này thì chúng ta cũng phải qua cái giai đoạn này là giai đoạn trung gian đó. Chúng ta làm thêm, chúng ta phải tính toán đi xa
để tính ra diện tích lỗ hở có hiệu quả năng là bao nhiêu, dung tích phục là bao nhiêu, phân suất phục là bao nhiêu, để chúng ta tuy có 2-3 tiêu chuẩn thôi nhưng mà không có đủ 4 tiêu chuẩn, nhưng mà chúng ta có thể xếp nó là nhẹ. Hoặc là đối với lại nặng ở bên này, lúc ban đầu chúng ta tính chỉ có 2-3 tiêu chuẩn thôi, không đủ 4. Nhưng mà khi chúng ta làm thêm một số thông số này thì nó đạt được cái mức độ để chúng ta đánh giá hở nặng. Còn nó ở cái mức này, đây thì cái này là từ vừa tới nặng, hoặc là từ vừa tới nhẹ tới vừa, vân vân. Tức là tất cả cái này không có thỏa. Hai cái này sau khi chúng ta làm thêm cái diện tích lỗ hở, phân tích phục ngược, thì chúng ta kết luận nó là trung gian. Thì với những cái thông số đã cho đây thì người ta sẽ nói hoàn, hoặc là nó từ nhẹ tới trung bình, hoặc từ trung bình tới nặng. Thì đây là cái tổng hợp lại những cái số liệu và thực tế lâm sàng chúng ta có thể áp dụng. Chúng ta đâu có đo hết tất cả những cái, ví dụ như là như tôi nói đó, cái dòng phục ngược về tĩnh mạch phổi, thì lúc ban đầu người ta cũng nói là thật sự cũng không có cần thiết để chúng ta làm với cái thông số đó để chúng ta đánh giá hở nhẹ vừa nặng. Khi nào nó không thỏa đúng được nhẹ hoặc nặng thì chúng ta có thể đánh giá khảo sát thêm những cái đó thôi, chứ không bắt buộc chúng ta phải làm. Rồi, như vậy chúng ta đã đánh giá được cái xác định và lượng giá. Thì thật sự chúng ta sẽ thấy rằng đối với mục tiêu siêu âm, cái lượng giá độ nặng là mệt nhất. Nãy giờ chúng ta thấy rằng đã rất nhiều slide để chúng ta đánh giá độ nặng đó. Còn bắt đầu khi chúng ta đã qua được tới cái nguyên nhân thì nó đơn giản rồi. Những slide đầu chúng ta đã nói về một số nguyên nhân hở hai lá rồi. Cái này chúng ta lược sơ lại thôi. Ví dụ những nguyên nhân thông thường chúng ta hay gặp. Người trẻ chúng ta để ý hậu thấp. Mà nếu là hậu thấp thì chúng ta nhớ đa tổn thương trên một van, tức là có thể hẹp hở hai lá. Hoặc là đa van, tức là vừa thấy bệnh lý hai lá mà chúng ta thấy luôn bệnh lý động mạch chủ. Mà người trẻ quá coi chừng hậu thấp. Cái nhóm thứ hai là người già lớn tuổi coi chừng thoái hóa. Nó vôi quá lá van vòng van, mà thường nó thoái hóa nó có thể vôi quá cái vòng trước rồi nó có vôi quá lá van thêm nữa, thì cũng vậy, thoái hóa nó cũng ảnh hưởng đa tổn thương trên một van và đa van. Bệnh nhân có một cái bệnh lý viêm nội tâm mạc trên lâm sàng, coi chừng chú ý có thể sùi hay không, có thủng van hay không, hoặc là cũng là thoái hóa dạng nhầy có thể gây sa van, thì nó có thể nguyên nhân bẩm sinh hoặc có thể là do trên những người lớn tuổi thoái hóa, thì mình khảo sát coi cái lá van này nó có dày rồi nó võng không, dây chằng nó có dài quá hay không, rồi hay là buồng thắt trái giãn quá, tính chất của lá van không có bất thường gì hết và chúng ta khẳng định được là có vòng van giãn và chúng ta phải đo vòng van để đánh giá đây là hở cơ năng. Hay là chúng ta khảo sát được dây chằng, chúng ta thấy nó có một cái dây chằng nó rời ra, chúng ta nói đứt dây chằng, mà thật sự cái khảo sát đứt dây chằng khó, không đơn giản, đặc biệt là đứt cơ trụ lại càng khó nữa. Tại vì không dễ để chúng ta thấy rõ được cái cơ trụ. Nếu mà cái bệnh nhân thành ngực mỏng, chúng ta cắt ngang, chúng ta thấy được hai cái cơ trụ, rõ được chúng ta thấy nó có sang thương. Ví dụ nó không có được mật độ, không có giống nhau ở hai cơ trụ, chúng ta thấy hình ảnh cái phản âm nó nham nhở, chẳng hạn mình nghi ngờ nó có thể đứt, hoặc thấy nó có thể xùi ở chỗ đó để gợi ý nó là đứt cơ trụ. Nhưng mà thật sự không dễ. Cũng như đứt dây chằng, không phải chúng ta lúc nào cũng ta thấy dễ. Nhưng mà nếu mình có một cái nghĩ tới thì chúng ta sẽ cố gắng ở trên một số mặt cắt nào đó, chúng ta cố gắng thấy được cho gần hết được cái dây chằng để chúng ta xem có một cái sợi dây chằng nào mà nó lơ lửng có mình nó thôi, nó không có liên tục được cho tới cái thân của vành hay lá, chúng ta khảo sát. Tại vì cái này có hay gặp lắm, nhiều khi nó là một người già lớn tuổi nghe một cái âm thổi hở hai lá mà phút cao chúng ta biết là hở hai lá thực thể rồi, tự nhiên nó xuất hiện. Nếu mà may mắn mình theo dõi bệnh nhân này hoài, mình biết của tự nhiên một cái xuất hiện một cái âm thổi mà nó hơi xoáy quá, coi chừng có một cái gì mới, mà người này già lớn tuổi nhưng mà không có qua một cái cơn nào đau ngực tức ngực nặng nề để nghĩ là nhồi máu hết, thì coi chừng có một cái gì có khả năng đứt dây chằng không. Thì nhiều khi nó đứt một sợi hai sợi thôi, chứ không phải đứt quá nhiều. Đứt quá nhiều thì suy tim nặng là bệnh nhân mệt rồi, đứt vừa vừa thôi thì mệt vừa vừa, họ đến họ khám thì coi chừng nhiều khi một cái người già lớn tuổi thoái hóa có thể ảnh hưởng đến cái dây chằng và có thể đứt một cách là tự phát, hoặc cũng có thể là không biết lúc cái sang thương bẩm sinh nó có từ thời điểm nào đó, không ai biết, và nó đứt vô căn, tự nhiên nó đứt. Như vậy để khảo sát nguyên nhân thì chúng ta phải khảo sát cái tính chất van, là gồm có lá van, vòng van, chúng ta đo cái vòng van có vôi quá cái vòng hay không, chúng ta xem cái mép van có dính hay không, có dây chằng như thế nào, có đứt hay không, có bị dày cái dây chằng hay không, mà coi như cơ trụ, cái bất thường của cơ trụ, thì đó là để khảo sát về nguyên nhân. Đây là một số những cái hình ảnh đến bệnh lý đây. Chúng ta nhìn bên trái là tim bình thường, ở đây là khi đóng đây, hai lá van đóng kín lại đây. Để chúng ta thấy hai cái hệ dây chằng ở đây quá đẹp rồi.
Không phải cái siêu âm nào chúng ta cũng thấy được giống như cái giải phẫu người ta bẻ ra cho mình đâu. Ở đây thấy rõ được cái hai cái hệ dây chằng vậy, nếu nó đứt thì ở đây chúng ta thấy quá rõ hả? Cơ nhú mà nếu nó đứt mình cũng thấy được ha. Ở đây là cái khi bị sa van đây. Sa van thì cái lá van nó bỗng, có khi nó sa một lá van toàn bộ một lá van, có khi sa cả hai lá van. Có khi một lá van mà nó sa một phần của lá van hay là một thùy của lá van thôi. Đó, thành ra là chúng ta phải mô tả sa toàn bộ lá van hay sa một phần của lá van, sa lá van trước hay là sa cả lá van sau, hay là chỉ sa lá van sau, vân vân. Và khi nó sa nhiều như vậy thì chúng ta sẽ có một cái dòng phục về ngược về, chúng ta có một cái hở hai lá. Thì như vậy cái mức độ hở nhẹ hở nặng nó còn phụ thuộc vào sa nhiều sa ít. Cái này gọi là sa vì cái đầu của cái van hay lá vẫn còn hướng về cái phía thân trái, chúng ta gọi là sa. Thì đây là một cái hình vẽ để mô tả cho chúng ta thấy đây là sợi dây chằng. Này van hay lá này bình thường. Ở lá trước là cái lá mà nó liên tục với động mạch chủ nha. Ở cái thành sau của động mạch chủ. Lá sau thì nó ở cái chỗ nối của nhĩ thất trái, do đó chính vậy mà chúng ta nhớ nó là nó có liên hệ với cái cơ của nhĩ trái. Do đó nếu một cái người mà có nhĩ trái lớn thì cái mức độ hở sẽ càng ngày càng nặng hơn. Không nhất thiết là nó có sang thương gì thêm của van hay lá, lá van hay là vòng van bị đóng vôi đâu. Vì cái nhĩ trái nó giãn lớn quá nó sẽ kéo tác động lên trên cái phần đầu của cái lá van sau này, sẽ kéo cái lá van sau ra hơi xa. Vậy chúng ta sẽ có hở nặng nặng hơn. Thì ở đây có sa van mà Không sa ạ. cái này là sa toàn bộ ha. Thì cái này là nếu chúng ta nói below là võng, tức là chỉ võng nhẹ thôi, thì thường võng bao nhiêu là người ta tính vô cái mặt phẳng vòng van ở đây. Cái đường này là cái đường tưởng tượng, và khi xem gom chúng ta phải chú ý tới cái đường này là đo ngang qua cái đầu của cái hai lá van trước và sau. Thì tưởng tượng đây là cái đường đi ngang qua đầu của hai lá van gắn vô cái thành sau động mạch chủ và cái giao tiếp của nhĩ thất trái, gọi là đường này gọi là mặt phẳng vòng van. Vậy thì gọi xa bao nhiêu chúng ta đo cái khoảng này, thì nếu nó là below là võng nhẹ thôi, nó xa tức là xa rõ nha. Thì khi nó xa nhiều quá thì nó sẽ có cái hở đây, không có áp sát được thì chúng ta có hở van đây. Bệnh nhân này là bệnh nhân thấy có đóng vôi chỗ cái vòng van hay lá, đây có cái điểm vôi chỗ này. Ở đây là mặt cắt dọc cạnh nước đây, hình hơi mờ một chút nhưng tôi có thấy cái bách liên thất thất trái đây, nhĩ trái ở đây, cái điểm nhĩ trái ở đây. Ở đây là động mạch chủ và chúng ta thấy có đốm vôi. Đốm vôi này là nhìn đây thì chúng ta thấy giống như là ở lá van sau nó vôi, nhưng mà chúng ta thấy ở cái vùng này nó cũng có một cái đậm độ này, thì tức là nó có canxi hóa thêm cái vòng nữa, chứ không phải là ở đây là cái canxi hóa đốm vôi ở cái lá van sau, ở đây có thêm cái vòng van. Đây, ở đây là mặt cắt bốn buồng từ đỉnh, chúng ta có thể thấy được cái hình ảnh sùi của van hai lá. Sùi mở của van hai lá hở là chúng ta biết rằng cái sang thương nằm ở cái mặt nhĩ nha. Chúng ta biết cái sinh lý bệnh về cái rối loạn huyết động của cái trong cái viêm nội tâm mạc rồi, thì một cái đốm sùi nhiều khi nó lầm lẫn với đó có thể là một cái đốm vôi. Vôi mà nó không có nặng quá, nó không có, nếu mà vôi mà nó là một cái đốm sáng đậm quá thì mình dễ nghĩ tới vôi. Hãn hữu lắm thì đó là một cái sùi cũ nó đóng vôi thì thôi, cái đó là quá hiếm rồi. Bây giờ chúng ta gặp một cái đốm mà nó vôi đậm quá thì chúng ta hay nghĩ cái này là đốm vôi. Một cái van nó dày do thoái hóa tuổi già nó có thể đóng vôi. Tuy nhiên nhiều khi nó không có bị vôi nhiều quá, nó hơi mờ mờ chút xíu chỗ vôi đậm, chỗ vôi hơi mờ mờ, thì nhiều khi nó hình ảnh coi chừng nó cũng có thể đó là một cái sùi nó bắt đầu nó cũ rồi. Thành ra nhiều khi cũng phải dựa vào những cái yếu tố, cái đặc điểm của cái sùi, cái đó nó có di động hay không, nó có đóng vào mặt nhĩ hay không. Chứ một cái hình ảnh giống sùi mà nó đóng vào mặt thất của vợ hở van hai lá thì cái đó không có gợi ý cái đó là sùi đâu hả. Để chúng ta đây là một cái, này là một cái sùi của van hai lá. Thì chúng ta học về cái bài viêm nội tâm mạc chúng ta thấy những cái đặc điểm siêu âm để đánh giá đó là sùi van, thì chúng ta sẽ xem xét lại thêm một lần nữa để đánh giá khi thấy có một cái hình ảnh mà nó giống tương tự như sùi thì chúng ta có nghĩ tới đó là sùi hay không để chúng ta đánh giá. Đây chúng ta có nói rằng sa van là cái van nó võng, thì ở đây chúng ta cũng có cái lá van sao nó không có cùng nằm trên cái mặt phẳng vòng van, nhưng ở đây chúng ta thấy cái đầu van nó bật ngược lật ngược về nhĩ trái, thì cái này người ta gọi là flay của lá van sao, là cái này cái nặng nhất đó, hay còn gọi là người ta dịch, người ta có một số tài liệu người ta dịch là trôi van, cái van nó bị trôi bị lật về nhĩ trái, hay gọi là nó trôi van như thế này, thì cái này là cái nặng nhất. Thường cái này coi chừng nó là do cái đứt dây chằng hay là đứt cơ nhú, và nó không có còn cái giữ liên tục của cái van vô trong cái chỗ cái cơ nhú nữa. Tại vì cái van khi đóng lại nó vẫn còn ở ngay mặt phẳng vòng van là nhờ cái dây chằng nó giữ chặt cái lá van không có bật lên trên nhĩ trái.
Nếu dây cần yếu hay là bị đứt một phần dây cần thì nó sẽ bị bỏng, tại vì cái phần lá van đó không còn được giữ ngay mặt phẳng phòng van. Vậy nếu khi nào nó đứt nhiều quá, nó đứt nhất là ở ngay cái đầu van, thì cái lá van, cái đầu của cái mép van, cái lá van sau này nó không còn giữ ngay mặt phẳng phòng van, nó sẽ lật hẳn lên về trái, thì chúng ta gọi là trôi van. Thì cái này là nặng nhất. Thì khi thấy trôi này thì đang nghỉ liền, không còn một cái sự liên tục gì với cơ nhú hết. Như vậy một là đứt cái van ngay cái phần này nha. Còn nếu nó còn bám được một phần mà nó yếu hay là đứt một số sợi nhỏ thì ít ra nó vẫn còn giữ được cái đầu van, nó chỉ xa thôi. Ở đây là có khả năng là gì, đứt dây chằng hoặc là đứt cơ nhú luôn, là nó làm bật luôn cái lá van và không còn giữ được cái đầu của cái lá van sau này vô ngay cái mặt phẳng phòng van. Thì ở đây chúng ta tưởng tượng như chúng ta nhìn lại cái đường này coi, chính là cái mặt phẳng phòng van. Lá van trước vẫn còn là không có bỏng ha, chúng ta có một cái ít vôi ở cái lá van trước. Thì người này chúng ta nói có dày, có đống vôi nhẹ ở cái lá van trước. Cái nhĩ trái này nhìn thấy nó muốn gần bằng cái nhĩ thất trái ở đây rồi, thì chúng ta nói ca này có nhĩ trái lớn rồi đó. Tuy là chưa đo cái kích thước nha, nhưng mà chúng ta biết cái này nhìn đại thể là chúng ta biết nó lớn nhĩ trái rồi. Rồi. Khi đánh giá về cái nguyên nhân rồi, chúng ta xem lại cái cơ chế để hở van như thế nào. Cái cơ chế này, khi chúng ta phân loại cái cơ chế hở van hai lá thì có thể giúp để giải quyết cái giải đánh giá được cái giải quyết được cái hở van hai lá này, để chúng ta có thể là can thiệp như thế nào, hoặc là chúng ta sửa van hay là phải thay luôn cái van. Thì tác giả Cạc Băng Chê có chia cái hở van hai lá ra làm ba loại, tức là người ta chia gọi là, mình sau này mình có cái khuyến cáo về phân loại hở lá theo phân loại của Cạc Băng Chê. Đây là một bác sĩ giải phẫu từ Pháp. Thì ông chia cái mức độ của hở hai lá dựa trên sự vận động của lá van. Như vậy thì để có thể giúp xác định được cơ chế hở van, nhìn cái vận động và động và bình thường hay là vận động quá mức hay là nó bị hạn chế, để nói về cái cơ chế là như thế nào. Với cái cơ chế hở van đó, phân loại Cạc Băng Chê loại đó, đó thì người ta sẽ có thể phẫu thuật sửa van hay thay van. Như vậy chia làm ba loại, là loại 1, loại 2, loại 3. Đây thì đây là phân loại chức năng hở hai lá mà theo Cạc Băng Chê. Tiếp một thì chúng ta nhớ là đây là đường, nó là cái dạng mà giống giống như là hở hai lá cơ năng đó. Thì chuyển động van hai lá bình thường thì thường gặp trong mấy cái giãn thất trái, giãn vòng van ở hai lá. Tiếp một. Tiếp hai tức là vận động quá mức của lá van, tại vì nó là phân loại Cạc Băng Chê dựa trên sự vận động mà. Vận động lá van bình thường không có gì hết. Hở là do gì, thường có thể là do giãn cái thất trái làm giãn vòng van, chứ vận động lá van bình thường không thay đổi. Cái độ 2, cái loại 2 là chúng ta nhớ rằng vận động quá mức, thì nó là xa nó mới quá mức, thậm chí là nó trôi luôn, nó flay luôn, tức là chuyển động quá mức thì chúng ta gặp trong mấy cái bệnh lý xa. Đã thấy xa thì chúng ta nói hở hai lá này là tiếp 2. Tiếp 3 là bắt đầu có hạn chế vận động. Thì tiếp 3 người ta chia ra 3A, 3B, thì nó là mở hạn chế hoặc là đóng hạn chế. Tiếp A, tiếp B, mở hạn chế hoặc là đóng hạn chế. Thì tâm thu hay tâm trương, thì đây là một cái chúng ta nhắc lại thôi, mô tả những cái nguyên nhân đầy đủ hơn. Loại một vận động lá van bình thường, nghĩa là sao, khi đóng lại cái bờ tự do của lá van còn nằm ở phía trước mặt phẳng vòng van, van vẫn mở bình thường, tức là chúng ta nhìn trên cái mặt cắt bốn buồng từ đỉnh, khi chúng ta đóng lại thì chúng ta thấy rằng cái điểm đóng nó còn nằm ở phía trên của cái van hai lá, tức là phía trước của mặt phẳng vòng van trong thì tâm thu. Còn tâm trương chúng ta thấy vẫn mở rộng bình thường, tâm thu đóng lại thì cái điểm đóng nó vẫn còn nằm ở phía trước của mặt phẳng vòng van, tức là nhìn bốn buồng từ đỉnh chúng ta còn thấy nó nằm ở phía trên, tức là bình thường. Vậy thì cái bệnh lý hay gặp chúng ta coi chừng hở cơ năng thời giãn vòng van. Thỉnh thoảng nó có thể có một cái bất thường là gì, nó bị thủng van hay là bị rách cái van, thủng van thì chỉ có một cái dòng phục đi qua cái lỗ thủng đó thôi, còn ngoài ra cái chuyển động vẫn bình thường, thì cái đó nó có thể gây ra loại một. Loại hai tức là chúng ta thấy xa van thì chúng ta loại hai, thì thường cái loại hai xa tức là gì, bờ tự do lá van nó vượt quá mặt phẳng vòng van, khi đóng lại thì nó có thể là nằm ở phía dưới, tức là vòng vô cái nhĩ trái rồi đó. Thì thường cái nguyên nhân này là nếu sai chúng ta cứ nhớ đứt dây chằng, đứt cục cơ, hay là dây chằng dài quá bị giãn dây chằng, hay là giãn cục cơ. Loại 3 là bắt đầu nó hạn chế cái vận động lá van, thì tâm loại có thể là cái loại đó, loại 3 nói chung tức là một hay là hai lá van bị ảnh hưởng, có thể bị tâm trương, thời tâm trương nó mở không trọn vẹn, hoặc là thì tâm thu nó đóng không khít. Thì cái này là cái gì mà chúng ta mô tả, chúng ta nói dày lá van, dày dây chằng, vôi quá lá van, vôi quá dây chằng, dính mép van, rối loạn vận động vách tâm thất hay là cột cơ bị co rút, bị đứt cột cơ vân vân.
tất cả những cái sang thương trên cái lá ban mà chúng ta thấy được, thông thường mà chúng ta nó mô tả gì đóng vôi thì thường nó rơi vô cái loại ba hết, tức là ảnh hưởng vận động lá ban hạn chế. Thì đây là tiếp một, đây tiếp một, đây là chỉ do hoặc là có thể thủng lá ban ở một điểm nào đó, một cái lỗ nào đó, hoặc là giãn vòng van. Tiếp hai, cái này là chúng ta thấy là flay luôn rồi chứ không phải là xa không ha. Tiếp hai, tiếp ba, tiếp ba a thì đây nó là tiếp 3A, tức là mở hạn chế. Tiếp 3B tức là đóng hạn chế. Thì đây, tiếp 3A mở hạn chế. Cái này khi đóng nó cũng không đóng kín được, cái này vòng van nó bị rộng ra nhiều. Tiếp 3B. Rồi, bây giờ khi nói về biến chứng thì chúng ta sẽ khảo sát về những cái hậu quả trên buồng tim, rồi ngạn nhĩ trái thất trái và ngược dòng qua bên tim phải có thể giãn to luôn. Đánh giá chức năng tâm thu thất trái khi mà nó có giãn thất trái, nó suy thất trái, hoặc thậm chí khi bệnh nhân đã suy toàn bộ rồi nó có thể ảnh hưởng bên thất phải luôn. Chúng ta cũng đánh giá chức năng tâm thu thất phải. Nhĩ trái giãn to vậy thì cái hậu quả trên cái nhĩ trái trên siêu âm chúng ta phải khảo sát xem cái máu nó có xoáy nhiều trong lòng nhĩ trái không, và có huyết khối nhĩ trái hay không. Và khi nhĩ trái lớn lâu ngày mãn tính thì nó tăng áp lực ngược dòng lên mao mạch phổi và tăng áp động mạch phổi vân vân, và ngược dòng ở phía thượng lưu về phía bên tim phải. Thì tất cả những cái rối loạn đó nó tương tự như trong cái hẹp hai lá chúng ta đã học. Dĩ nhiên cái áp lực động mạch phổi là chúng ta phải đánh giá rồi, bắt buộc nó là cũng là một cái thông số để giúp cho chúng ta đoán định được cái mức độ nặng. Rồi như vậy chúng ta đã hiểu qua được về cái mục tiêu của số âm và tất cả những cái bước chúng ta đã hiểu chúng ta cần phải làm cái gì. Như vậy bắt đầu chúng ta thực hiện siêu âm thì khởi đầu chúng ta vẫn là mặt cắt cạnh đứt trục dọc. Khởi đầu tiên chúng ta làm thì tương tự như trong hẹp hai lá, chúng ta đã cắt cái mặt cắt cạnh đứt trục dọc. Hẹp hai lá là chúng ta khảo sát quanh hai lá để cái sang thương nó là mở không lớn là có bị hẹp, và đo diện tích lỗ mở nó bị nhỏ lại. Vậy thì trong cái hở hai lá về khảo sát cấu trúc bất thường của lá van thì cũng tương tự như trong cái hẹp hai lá, chúng ta khảo sát bất thường của lá van, vòng van, dây chằng, trụ cơ gì đó. Nhưng mà riêng bên cái hở hai lá chúng ta sẽ đánh giá bên hở. Và đối với hở thì người ta nói rằng những cái đứt dây chằng, đứt cơ nhú thì nó ảnh hưởng trên cái hở chứ nó không ảnh hưởng gì nặng nề trên cái hẹp hết. Thành ra chúng ta thấy khảo sát về cái thay đổi về giải phẫu trên cái van hai lá trong cái bài hở hai lá đó, siêu âm chúng ta sẽ làm nhiều hơn, bởi vì nó có nhiều cái nguyên nhân ảnh hưởng trên cái hở. Vậy thì trong cái mặt cắt cạnh đứt trục dọc chúng ta khảo sát tính chất hai lá, chúng ta xem cái vòng van có đóng vôi hay không, và chúng ta đo cái kích thước vòng van để xem có giãn hay không. Và chúng ta cũng đánh giá cái lá van trước, bởi vì nó có một cái tỷ lệ đánh giá giữa lá van trước và vòng van. Chúng ta xem vận động lá van nó có bị ảnh hưởng vậy hay không. Cơ chế hở van là gì? Phân loại theo cặp phân chia. Chúng ta xem những cái biến chứng có thể ảnh hưởng qua cái hậu quả hở hai lá kéo dài, kích thước buồng tim, đánh giá phân suất bóng máu của thất trái. Chúng ta xem có huyết khối hay không. À, rồi về cái dòng hở đó, chúng ta trên cái mặt cắt cạnh đứt trục dọc để Doppler màu vô, chúng ta có thể khảo sát tương đối được cái độ nặng. Để đánh giá cái độ nặng về cái dòng hở nặng nhẹ thì thật sự bốn buồng từ đỉnh cho chúng ta trung thực hơn. Để cái dòng nó thẳng xuống để đo theo cái độ dài của cái nhĩ trái. Còn ở đây là tương đối, chúng ta nhìn coi nó có lấn hết toàn bộ cái diện tích của nhĩ trái không? Nó ngược dòng, nó lan tỏa toàn bộ, cái kéo dài luôn cho tới gần hết cái phần nhĩ trái mà chúng ta thấy được. Rồi chúng ta nhìn coi nó có trung tâm hay là nó lệch. Mặt khác chúng ta nhìn thêm trên cái màng tim và có một cái sang thương đi kèm ở đây, tức là tràn dịch màng tim. Bây giờ cái van bị hở sang thương bệnh lý này có thể khảo sát tiếp tục qua cái mặt cắt cạnh đứt trục ngang để chúng ta xem thêm cái cơ chế hở van. Ví dụ trên mặt cắt này cạnh đứt trục ngang là chúng ta có thể thấy được là cái van hai lá trên cái mặt cắt cạnh đứt trục ngang thì chúng ta biết rằng thấy được lá van trước, lá van sau, chúng ta thấy mép trước bên, mép sau giữa. Thì chúng ta có thể thấy được là van có bị sa không, có bị thủng van không, mép có bị dày dính không, có đóng vôi không, và chúng ta thấy có bị dây chằng có dày ở cái phần đầu hay không, vân vân. Tức là góp phần thêm để đánh giá lại cái cơ chế hở van bằng cái chúng ta khảo sát cái tính chất lá van, cái nếp van, coi lại lần nữa cái huyết khối của nhĩ trái và tiểu nhĩ trái, vị trí cột cơ có bình thường hay không, và cái số cột cơ thì chúng ta cắt xuống qua tới cái buồng thất để chúng ta khảo sát. Thì cái này là trong cái mặt cắt cạnh đứt trục ngang của hẹp hai lá thì chúng ta đã khảo sát trên cái bệnh lý những đặc điểm của bên hẹp hai lá. Thì qua trên cái phần hở lá chúng ta cũng áp dụng trở lại. À, trên mặt cắt cạnh đứt trục ngang này chúng ta chú ý cái vấn đề đường kính ngang của động mạch phổi, hở van hai lá, hở van động mạch phổi cơ năng
Khi có tăng áp phổi ha, chúng ta đo phổ động mạch phổi, chúng ta có thể tính cái áp lực của động mạch phổi được. Áp lực động mạch phổi dựa trên cái phổ hở động mạch phổi trên mặt cắt này. Chúng ta có thể tính được cái, thấy được cái phổ hở ba lá, và chúng ta vẫn có thể đánh giá được áp lực động mạch phổi qua cái phổ hở ba lá trên mặt cắt cạnh đứt trục ngang này. À, tuy nhiên người ta vẫn nói rằng bốn buồng từ đỉnh thì thường là cái dòng chảy song song, do đó người ta sẽ đánh giá rõ bằng bốn buồng từ đỉnh áp lực động mạch phổi với dòng phổ hở ba lá. Tuy nhiên một số trường hợp do cái tim nó bị biến dạng, nó bị lệch rồi, thành ra cái bốn buồng từ mõm thì nó lại không song song dòng chảy, mà lúc đó chúng ta cắt ngược trở lại ngang cạnh đứt thì chúng ta lại cắt được phổ hở ba lá, và khi chúng ta cắt phổ thì nó lại song song hơn. Như vậy tùy chúng ta chọn lựa cái phổ nào, trên cái mặt cắt nào mà chúng ta thấy được rõ cái vận tốc đỉnh ba lá rõ nhất, để chúng ta tính được áp lực tâm thu động mạch phổi lớn hơn thì chúng ta cứ chọn, chứ không nhất thiết là bắt buộc phải luôn luôn là bốn buồng từ đỉnh hay là mặt cắt cạnh đứt trục ngang. À, đây là một cái ảnh để chúng ta thấy đối chiếu giữa cái siêu âm thành ngực và cái giải phẫu khi mà bệnh nhân phẫu trục tim người ta trên cái hình ảnh giải phẫu trực tiếp ạ. Thì chúng ta làm siêu âm tim thì chúng ta chú ý cái này thôi. Ở đây là hình ảnh cắt ngang của cái hai lá này, thì chúng ta nhớ rằng chúng ta phải định vị cái vị trí của cái van, mép van, để chúng ta mô tả bệnh lý. Thí dụ chúng ta nói khi làm siêu âm thành ngực thì cái cắt ngang van hai lá, thì cái đây là lá trước nè, ở đây là lá sau, thì cái mép bên này chính là mép trước bên và mép bên này là mép sau giữa. Thì trong cái mình siêu âm hệ ba lá chúng ta có đề cập rồi ha, thì tưởng tượng người ta tạm thời chia làm ba đoạn nhé. À, lá sau thì cũng như là số 1 ở đây, phần đầu đây, số giữa là đây, số 3 là thứ ba, thì lá trước cũng vậy. À, chủ quan người ta nhìn, người ta chia ước lượng đây là ba phần, số 1, số 2, số 3. Thí dụ người ta nói là A1 thì tôi hiểu là cái phần phía bên này, B1 là tôi hiểu phần đây. Còn nếu mà trên giải phẫu thực tế tim của bệnh nhân thì cái mép trước bên nằm bên này. Thành ra này là để chúng ta thấy hai cái đối chiếu, hai cái phương pháp để chúng ta nhìn cái tim nó hơi khác thôi. Thì chúng ta chú ý siêu âm là chúng ta chú ý cái này thôi. Rồi, bây giờ hai cái phương pháp siêu âm, một cái thành ngực với một cái thực quản nha. Thì đây, đây là siêu âm thành ngực. Bây giờ là bên trái của mình là siêu âm thành ngực để chúng ta chú ý. Nhưng mà thực quản thì khi chúng ta cắt hai lá thì nó hơi ngược ha. Nếu mà làm xong thực quản bởi một cái mặt cắt thì chúng ta thấy cái này lá sau nó nằm trên, lá trước nằm dưới động mạch chủ thì nó lại ngược, còn trong khi ngực của mình thì động mạch chủ nằm bên này. Thì cái phần 1 này đây, B3 đây nha. Rồi, nhưng mà lá sau trước. Rồi, bây giờ với mặt cắt bốn buồng từ mõm thì chúng ta khảo sát bốn buồng tim, nhĩ trái, thất trái, nhĩ phải, thất phải. Chúng ta nhìn lại tính chất quanh hai lá, chúng ta khảo sát dây chằng thì ở trên mặt cắt bốn buồng từ mõm này chúng ta khảo sát dây chằng sẽ rõ nè, có cái bệnh viện nó rộng để chúng ta thánh giá được một thấy được một cái thất trái nó đầy đủ hơn. Còn mặt cắt bốn buồng từ mặt cắt dọc cạnh nứt chúng ta không thấy được hết tới cái mõm thất trái. Bốn buồng dưới sườn thì nó hơi bị ép cho nó chúng ta không thấy rõ, do đó mặt cắt bốn buồng từ mõm là chúng ta có thể thấy được gần trọn vẹn, cố gắng cắt được để thấy được cái dây chằng, có thể phần nào rõ được thì chúng ta hình ảnh nó dễ nhìn, thì chúng ta thấy được một phần cơ nhú nếu được, còn nếu không thì chúng ta không thấy được cơ nhú ở đây. Chúng ta phải nhìn bằng cách là mặt cắt ngang cạnh nứt để chúng ta thấy cơ nhú. Nhìn lại cái nhĩ trái lần nữa, trong đó những cái bệnh lý của nhĩ trái, thí dụ chúng ta thấy huyết khối nhĩ trái. Chúng ta nhớ rằng một cái sang thương nào đó trên siêu âm mà chúng ta kết luận bệnh lý thì nó nên có đầy đủ và nó đều thấy trên nhiều mặt cắt thì cái giá trị của nó sẽ cao hơn. Còn nếu mà sang thương chỉ thấy trên một mặt cắt thôi, một mặt cắt khác cũng nhìn lại cái vùng đó mà chúng ta không thấy, coi chừng nó bị artifact, dễ thấy lắm. Thành ra phải kết luận một cái bệnh lý gì đó là chúng ta khảo sát trên nhiều mặt cắt. Càng nhiều mặt cắt mà nó vẫn cố định cái hình ảnh bệnh lý đó thì cái kết quả mình chẩn đoán bệnh lý nó sẽ cần gần chính xác hơn. Cũng qua mặt cắt bốn buồng từ mõm, chúng ta nhìn cái dòng hở, chúng ta đánh giá được cái hướng phục của nó, trung tâm hay là lệch tâm, độ nặng dựa trên cái chiều dài của dòng hở, dựa trên cái nếu được khách quan chính xác được thì diện tích dòng hở so với diện tích nhĩ trái. Rồi chúng ta tính được vận tốc của dòng hấp phục ngược, cái vận tốc đỉnh của bên ba lá đó, của hai lá đó. Dĩ nhiên vận tốc đỉnh càng lớn, ví dụ như 5 m/s thì đương nhiên nó phải lớn hơn là cái vận tốc đỉnh nó chỉ có 2 m, 2 m/s thôi. Rồi hở van ba lá trong cái bốn buồng từ đỉnh chúng ta khảo sát thêm, nếu đã ảnh hưởng cái tim phải rồi chúng ta có hở ba lá đi kèm thì cái độ nặng hở ba lá bao nhiêu,
cơ chế hở của ba lá như thế nào. Tại vì hở ba lá đồ nặng tương tự như đánh giá của hở hai lá. Về cơ chế hở ba lá tương tự, một số nguyên nhân hở ba lá giống như là nguyên nhân hở hai lá, và nguyên nhân của hở hai lá gây ra hở hai lá do nguyên nhân đó thì có khi nó cũng gây ra ba lá. Thí dụ chúng ta nó thấp tim, chúng ta nó thoái hóa van, nó vẫn có thể gây ra hai lá và ba lá luôn. Rồi cũng trên mặt các bốn buồng từ mõm này, chúng ta có thể đo được áp lực động mạch phổi tâm thu. Năm buồng từ mõm thì chúng ta khảo sát van động mạch chủ để tìm thêm cái bệnh lý phối hợp của van chủ, có hẹp hở van động mạch chủ đi kèm hay không. Chúng ta đo thêm cái vận tốc của dòng máu phổ của động mạch chủ, tức là vận tốc dòng máu từ thất trái động mạch chủ. Chúng ta xem cái chân áp của động mạch chủ thất trái có bình thường hay không, có bệnh lý hở hẹp chủ đi kèm hay không, phối hợp bệnh lý phối hợp. Bốn buồng dưới sườn thì chúng ta cũng cắt lại van hai lá, nhưng mà ở mặt cắt dưới sườn thì chúng ta cũng có thể thấy được tính chất van hai lá, nhưng ở mặt cắt này thì chúng ta thấy cái buồng bốn buồng tim nó nằm hơi chết. Thì thường thường chúng ta khảo sát van hai lá cái này là để hỗ trợ thêm những cái chẩn đoán về tính chất van hai lá trên những cái mặt cắt vừa rồi chúng ta đã làm, hoặc là chúng ta lấy cái tính chất ở mặt cắt này khi nào mà cắt bốn buồng nhìn không thấy rõ gì hết mà hai lá ở bốn buồng dưới sườn rõ thì chúng ta khảo sát tính chất này. Cũng qua cái mặt cắt bốn buồng dưới sườn này, chúng ta có thể đánh giá thêm cái tĩnh mạch chủ dưới, tĩnh mạch trên gan, đo đường kính tĩnh mạch chủ dưới, mục đích là để chúng ta có thể tính được áp lực nhĩ phải, chúng ta đo được áp lực động mạch phổi tâm thu. Chúng ta mô tả tĩnh mạch trên gan có giãn hay không để chúng ta có một cái thông số bổ sung, coi như bệnh nhân này có suy tim phải rồi, hoặc là chúng ta đánh giá lại cái trạng dịch mạch tim. Mặt cắt trên hõm ức là chúng ta đánh giá trên bệnh lý của quai động mạch chủ, hoặc là bệnh lý liên quan tới vấn đề của bẩm sinh của cổ động mạch hay là hẹp eo động mạch chủ. Rồi chúng ta khảo sát ở đây. Rồi, đây là hình ảnh siêu âm để chúng ta đánh giá những phần của van hai lá. Tại vì chúng ta biết lá, nói hai lá tổn thương, chúng ta nói lá trước hay lá sau và phần nào. Thì đây là một cái hình vẽ để cho chúng thấy khi đây là chúng ta mặt cắt ngang cạnh đứt, mà mặt cắt ngang qua van hai lá, thì đây là cái bên góc bên phải mình, tức là động mạch chủ cắt ngang. Thì chúng ta biết rằng cái lá vành phải đây, lá vành trái, lá không vành. Khi chúng ta chết cái đầu dò đi xuống chút xíu, thì đây là ở trên, phía trên, thì hình ảnh thì người ta chụp luôn cho mình thấy. Ở trên phía trên thì chúng ta thấy hình ảnh cắt ngang động mạch chủ, thì ba lá van, hình chữ Y, tâm thu, tâm trương. Bây giờ chết cái đầu dò xuống mỏm một chút, thì đi qua van hai lá, thì chúng ta sẽ thấy cái này là liên quan tới lá trước, cái này lá sau. Mép trước bên, mép sau giữa đây. Thì cái phần đầu gần với cái mép trước này là phần 1, gần với mép sau là phần 3, phần giữa là số 2. Vậy thì bây giờ nói như vậy, nhưng mà chúng ta cắt mặt cắt nào để chúng ta nói nó là A1, B1 đây. Thì ở đây họ hướng dẫn cho mình. Chúng ta biết mặt cắt này là mặt cắt dọc cạnh đứt. Chúng ta nhớ cái mặt cắt này không có thấy được tới mõm nè. Chuẩn thì là vách liên thất phải thẳng hàng với thành trước của động mạch chủ. Cái này hơi không được chuẩn lắm, tại vì nó vẫn còn tạo ra cái góc. Nhưng mà chúng ta cố gắng xoay cái đầu dò làm sao để chúng ta thấy thẳng hàng là đẹp nhất, giữa cái thành trước của động mạch chủ và vách liên thất. Còn nếu không thì nó hơi cong một tí xíu, chứ đừng có gặp góc quá, thì cái số liệu đo chúng ta đo thất trái có nhiều khi nó sẽ dễ bị sai lệch nữa. Thì như vậy chúng ta mặt cắt này là mặt cắt dọc cạnh đứt. Thì chúng ta thấy thì này là thì gì? Chúng ta muốn biết thì gì, chúng ta nhìn lại coi cái van chủ như thế nào. Tại chúng ta đang khảo sát hai lá mà, có thể nó bị bệnh lý và nó nhìn nó có thể không thay đổi, không có rõ lắm. Thì tôi nhìn chủ đi, này rõ ràng là van động mạch chủ đang mở, vậy nghĩa là tâm thu. Và đúng là chúng ta đang khảo sát van hai lá hở, tức là mục đích đầu tiên chúng ta đánh giá tâm thu cái gì. Thì đúng là thì tâm thu thì van hai lá chúng ta thấy đóng lại đây. Ở đây là lá trước, đây lá sau, nhĩ trái thất trái. Vậy trong thì tâm thu cái phần lá trước mà chúng ta thấy đó là B1 và A1, tức là cái phần đầu số 1 đây, phần số 1 của hai lá van trước và sau. Chúng ta thấy được trên mặt phẳng siêu âm là mặt cắt dọc cạnh đứt, và hình giai đoạn đó là giai đoạn tâm thu, và chúng ta thấy A1, B1. Tiếp tục, đây cũng là dọc cạnh đứt, van động mạch chủ đóng rồi, vô thời kỳ tâm trương. Chúng ta thấy nó mở cái van hai lá ra, lá trước, lá sau. Thì cái phần lá trước sang thương này, người ta gợi ý cho mình đây chính là phần A2, B2. Vậy B3, A3 chỗ nào? Thì chúng ta nhìn cái này, chúng ta thấy cái này giống cái gì? Lúc đầu nó giống như là mặt cắt dọc cạnh nứt nè. Chúng ta cũng thấy phát sinh thất nằm ở hướng này, thất phải cũng đây, thất trái cũng đây, nhĩ trái cũng còn thấy đây.
Nhưng mà cái động mạch chủ bây giờ lại không thấy nhiều nữa, không thấy rõ nữa, mà bây giờ lại bắt đầu thấy ra nhện phải. Như vậy cái đầu giòn như thế nào mà thấy được cái hình này? Đầu tiên chúng ta cứ để ở bốn buồng cạnh nước, bốn buồng dọc cạnh nước trước. Chúng ta thấy hình chuẩn đây rồi, động mạch chủ nhĩ trái rong xong rồi. Chúng ta kéo đầu giò hướng về mõm. Khi chúng ta kéo đầu giò hướng về mõm là chúng ta đang muốn về cái bốn buồng từ mõm rồi. Chúng ta đang khảo sát, muốn khảo sát mặt cắt ở mõm là bốn buồng từ mõm. Nhưng cái tư thế đầu giò siêu âm mình đang đưa cái tia siêu âm quét qua tim ở đang trong còn cái thế dọc cạnh nứt. Và khi chúng ta kéo về từ mõm là chúng ta muốn xuất hiện bốn buồng. Nhưng mà bốn buồng này thành ra nó mất cái động mạch chủ chúng không thấy, mà bắt đầu nó lộ cái nhĩ phải ra. Thành ra chúng ta nói đây là bốn buồng cạnh nứt. Nếu chúng ta xoay cái đầu giò một chút xíu ở ngay cái mõm thì lúc đó chúng ta thẳng hàng cái đỉnh mõm này nè, cái đỉnh tim này, cái mõm này nè, thì bây giờ nó sẽ chuyển lên trên này. Như vậy lúc đó chúng ta mới có bốn buồng từ mõm chuẩn ở cái vị trí đó. Còn cái chúng ta đang đưa cái đầu giò hướng về mõm để ra được bốn buồng, nhưng mà cái chiều của cái thắt cái mõm nó vẫn còn làm chết xéo như thế này, thì chúng ta nói cái này là bốn buồng từ mõm. Thành ra ở cái vị trí này cái hai lá mà thấy được thì người ta nói là đã chuyển qua cái phần A3B3. Thì cái này chúng ta phải nhớ thôi, chứ thật sự nếu mà không thì chúng ta nhìn cái cắt qua hai lá thì chỉ có mặt cắt ngang cạnh nứt thì chúng ta ứng chừng cái dùng chút xíu chỗ này là một, cái này là hai, cái này là ba, nhưng mà nó chỉ có một mặt cắt thôi, nó cũng sẽ không có trung thực khách quan cho mình để mình đánh giá. Thì đây trên những mặt cắt này là hỗ trợ thêm cho mình cái đánh giá được cái những cái vùng của cái lá trước lá sau. Rồi đây là hình ảnh siêu âm tim qua thực quản. Đây người ta chỉ đối chiếu cho mình thấy đây hai cái hình trên này, tức là siêu âm tim qua thành ngực, siêu âm tim qua thực quản trên 2D. Ở đây lá trước lá sau, còn này nếu mà thực quản thì đây cái vị trí nó sẽ hơi ngược nha, thế này. Cái này cái lá trước nó nằm ở phía dưới nè, cái mép trước nó nằm phía dưới, mép sau nó nằm phía trên, nó hơi khác chút. Ở đây là hình dưới này là hình 3D, và chúng ta bỏ qua cái hình 3D. 3D so với lại cái giải phẫu khi chúng ta nhìn bằng cái phẫu thuật. Rồi bây giờ đo cái đường kính vòng van. Đường kính vòng van lớn thì nó chúng ta nói giãn vòng van. Vậy nếu mà cái giãn nhiều quá chúng ta có hở hai lá cơ năng đi kèm. Dù cho chúng ta nói có hở hai lá thực thể rồi, nhưng mà có nhiều khi thất trái giãn to thì nó có vừa thực thể vừa cơ năng. Vậy chúng ta nếu thấy thất trái giãn chúng ta phải lưu ý thêm có giãn vòng van không. Vậy chúng ta phải đo đường kính vòng van. Thì đường kính vòng van thông thường đơn giản nhất là người ta đo đường kính trục nhỏ. Thì bình thường là dưới hoặc bằng 35 mm. Thì cái đường kính đó là một thông số để đánh giá cái đường kính vòng van. Tuy nhiên cũng có một cái thông số khác là người ta đo tỷ lệ giữa cái đường kính vòng van cho tới cái chiều dài của lá trước và hai lá mà giữa tăng trưởng. Thì 1.3 là giới hạn trên của bình thường. Còn cái đường kính vòng van hai lá mà trục lớn, tức là người ta đo cái đường kính giữa hai cái mép van của vòng van, thì người ta dùng cái mặt cắt là trên cái siêu âm tim thành ngực mà để đo ngang qua hai mép van, tức là thường cái mặt cắt của bốn ở mặt cắt kính nứt, mặt cắt mõm đó, từ mõm để chúng ta đo cái trục lớn có thể thấy được. Vậy thì đây nè, bình thường đường kính vòng van trước sau bình thường này là đường kính nhỏ đó, phải nhỏ hơn hoặc bằng 35 mm, giới hạn trên của nó là 35 nhé. Còn tỷ lệ vòng van trước sau, tức là cái tỷ lệ này nè, trên cái chiều dài của lá trước van hai lá, 1,3 là giới hạn trên của bình thường. Vậy nếu nó lớn hơn 1,3 rồi, tức là cái vòng van nó lớn rồi đó, thì chúng ta nói là có hở hai lá. Và thường đo này là giữa tăng trưng, tỷ lệ đo giữa tăng trưng là hở hai lá này, hở hai lá cơ năng. Rồi thì có thể có một cái số đo của cái đường kính nhỏ của cái vòng van trước sau mà thích hợp hơn thì người ta có thể thực hiện với cái siêu âm ở từ mõm mà trục dọc từ mõm mà đo ba buồng, đo ba buồng tức là buồng tim trái và buồng động mạch chủ đó, thì đo cuối thăm thu thì có thể đo cái đường kính trục dọc ở cái mặt cắt đó ha. Còn thường mình cứ mặt cắt dọc cạnh nứt chúng ta đo cái đường kính ngang để chúng ta lấy cái đường kính nhỏ, vậy đơn giản đo được rồi. Còn muốn thêm nữa thì chúng ta đo qua cái mặt cắt dọc của từ đỉnh mà chúng ta đo ba buồng thì chúng ta đo cái đường kính ngang của nó. Còn cái trục lớn thì là đo đường kính giữa hai cái mép van, thì thường là chúng ta đo qua hai mép van, tức là phải đo ở cái mặt cắt từ mõm, mặt cắt từ mõm mà chúng ta đo qua là hai buồng, chúng ta đo mặt cắt ở hai buồng qua hai cái mép van.
Hình ảnh này là hình ảnh trên đó là chúng ta đo qua cái siêu âm qua ngực, thành ngực nha. Còn ở dưới là siêu âm qua thực quản, là chúng ta khỏi tính. Ở đây là chúng ta đo ba buồng nè. Còn ở đây là chúng ta đo hai buồng. Thì cái trục nhỏ là ở cuối tâm thu. Thì chúng ta đo đường kính trước sau trục nhỏ cuối tâm thu. Thì chúng ta đo hình ảnh từ mõm, siêu âm từ mõm, nhưng mà trục dọc và ba buồng. Còn cái trục lớn là cái chúng ta đo qua đường kính giữa hai cái mép van này. Thì chúng ta đo cái hai buồng và chúng đo qua hai mép van. Cái này là siêu âm qua thành ngực, còn đây là siêu âm thực quản chúng ta đo. Rồi. À, đây là một cái hình ảnh đó chúng ta nói là có sa van. Thì chúng ta khi chúng ta nhìn thấy cái lỗ cái van hai lá, lá trước lá sau, khi nó đóng lại chúng ta thấy nó võng về phía trái. Và chúng ta nhìn cái đường kính mặt phẳng vòng van là đây đi qua hai cái góc của cái lá van trước lá van sau, là chúng ta tưởng tượng có một đường như thế này. Thì khi đóng thì thường cái lá van nó phải nằm trên mặt phẳng vòng van chứ. Thì bây giờ nó võng ở phía dưới nhĩ trái rồi. Vào cái nhĩ trái thì chúng ta nói cái này là có sa. Và có thể người ta đo thêm cái khoảng cách từ cái đỉnh sa sâu nhất cho tới cái mặt phẳng vòng van để người ta đánh giá được cái mức độ sa. Cái này sa thật hay nó chỉ là võng thôi, một lá hay là hai lá. Cái này là toàn bộ sa cả hai lá. Còn có nhiều trường hợp là nó chỉ võng có một phần thôi. Cái này là đang thời kỳ tâm thu, để chúng ta biết rồi động mạch chủ đang mở ra này, thì chúng ta thấy nó đang đóng mà nó bị sa lại. Đây là một cái hình ảnh khác để chúng ta thấy được cái này sa, cái lá trước nặng nề hơn, võng. Cái này điểm đóng nó còn ngay cái mặt phẳng vòng van, tức là ở cái mức trung bình. Còn cái nặng nhất là gì? Cái điểm đóng nó xuống luôn tới ngay cái vị trái. Còn cái mức độ nhẹ là nó có võng nhưng mà cái điểm đóng nó còn trên, ở trong thức trái. Ở đây cái hai lên lá trước này nó bị sa nặng hơn cái lá sau, nhẹ. Rồi, ở đây nó có thêm cái hở hai lá. Khi bị sa đó thì cái này nó có thêm. Cái này sa là sa của lá trước đây. Đây là mặt cắt dọc cạnh nứt nè. Ở đây chúng ta có mặt cắt muốn buồn từ đỉnh, chúng ta thấy sa của lá trước. Lá van trước nó dày hơn cái lá van sau. Và khi chúng ta để cái phổ mở dòng màu phục ngược thì chúng ta thấy cái dòng phục ngược về nhĩ trái. Và chúng ta nhớ thường trong cái sa đó, nó gây hở thì thường là tổn thương thực thể, thì thường là dòng lệch tâm. Và cái lệch này là thường cái dòng là gì? Nó hay đối diện lại với cái sang hương. Chúng ta có cái sa của lá trước bị hở thì cái dòng phục nó xéo về ngược chiều lại với này, thì cái dòng phục này nó hướng về cái hùng ở thành sau, nó đối diện cái lá trước. Thành ra thường cái dòng phục lệch tâm ở phía sau. Đây, một cái võng mà trên cái tê em có thể thấy được. Cái này là một cái định tính. Chúng ta thấy van hai lá mở hình chữ em, hình ảnh bình thường. Lá sau mở W bình thường. Thì tâm thu nếu mà hở không có đó, thì hai lá van nó sẽ sát vào nhau và chúng ta thấy một đường. Tuy nhiên nếu mà nó hở rõ rồi đó, hai lá van đóng không kín, thì khi siêu âm cắt ngang qua chúng ta sẽ thấy có hai đường. Và chúng ta thấy đây là hai đường đây. Thì nó cho ý thấy rằng gợi ý là gì? Có võng và thì tâm thu ở cái lá trước của van hai lá. Thì cái này để muốn đánh giá xa rõ, dĩ nhiên chúng ta phải có mặt cắt bốn buồng từ đỉnh để chúng ta đánh giá rõ được cái mức độ võng của nó như thế nào. À, nó chỉ nó còn cái điểm đóng còn ngay mặt phẳng vòng van hay điểm đóng nó ở cái xuống vào nhĩ trái. Nè, ở đây là có một cái gợi ý để khi người ta nói khi thấy xa cái lá van, tức là nó lệch cái lá van á. Thì nếu mà người ta nói rằng cái khoảng cách so với mặt phẳng vòng van nó dưới 2 mm á, thì người ta chỉ nói là võng thôi chứ không có xa, chỉ võng thôi. Còn nếu xa tức là nó phải hơn 2 mm. Nếu xa mà cái độ dày của nó dưới 5 mm thì không có điển hình, không phải là cái loại kinh điển lắm. Còn nếu mà xa mà nó dày và cái độ dày của lá van nó trên 5 mm, tức là kinh điển. Thì khi này xa đã hỏi là có đối xứng không, tức là có thể xa toàn bộ đều hết không, hay là nó chỉ xa có một phần không có đối xứng, tức là một bên không phải hai bên, hay là nó chỉ có một phần chứ không phải toàn bộ của cái lá van. Và khi xa vậy người ta hỏi có flay không hay là không có flay. Dĩ nhiên nếu mà xa mà nó flay luôn cái lá van hai lá đó, thì dĩ nhiên mức độ nó nặng. Thì như vậy chúng ta đã xong về cái phần của cái siêu âm của cái hở van hai lá. Thì để tóm lại để chúng ta nhớ rằng những mặt cắt của đánh giá về cái sang thương hở hai lá, sang thương hai lá nói chung, thì chúng ta vẫn phải đi qua hết mặt cắt. Mặt cắt chủ yếu để chúng ta thấy được là mặt cắt có dọc cạnh nứt, ngang cạnh nứt và bốn buồng từ đỉnh để chúng ta đánh giá. Bốn buồng dưới sườn sẽ hỗ trợ thêm để đánh giá về tính dấp quanh hai lá. Dĩ nhiên mặt cắt
kênh hợp mức quai động mạch chủ chỉ là đánh giá thêm những sang thương kết hợp thôi, chứ không có giúp xác định cho mình cái bệnh lý hai lá gì trên quai đi, trên cái mặt cắt trên hợp mức hết. À, chúng ta dùng những mặt cắt đó để chúng ta xác định đạt được những cái mục tiêu siêu âm chúng ta cần. Hở hai lá để chúng ta xác định mục tiêu siêu âm chúng ta làm gì, nhắc lại là chúng ta xác định có hở van. Dĩ nhiên để xác định hở van bắt buộc phải có Doppler. Doppler màu cộng thêm với lại Doppler sổ có phổ hoặc là Doppler liên tục để lấy được cái phổ cao nhất của cái đỉnh hở hai lá. Trong trường hợp hở hai lá nhẹ quá, Doppler liên tục không thấy được cái phổ hở rõ, chúng ta áp dụng Doppler xung để chúng ta ghi nhận có dòng máu phục ngực về. Bởi vì có máu phục ngực về là có phổ. Phổ nhiều, phổ lớn rõ hoặc là phổ mờ mờ là tùy cái mức độ lượng máu đổ ngược về. Chúng ta xác định hở hai lá. Thứ hai, chúng ta phải bắt buộc phải lượng giá độ nặng. Lượng giá độ nặng rất là nhiều thông số để đánh giá. Từ cái thông số gián tiếp dựa trên cái biến chứng của nó, tức là kích thước cái buồng thất trái, nhĩ trái, áp lực động mạch phổi, phân suất tống máu của thất trái, cho đến những cái thông số về bán định lượng. Ví dụ chúng ta đo cái Venner contractor, rồi chúng ta nhìn cái động độ của cái phổ Doppler, chúng ta tính cái tỷ lệ cái diện tích của cái dòng màu cho tới diện tích nhĩ trái, chúng ta tính độ dài cái dòng hở, vân vân, cho tới những cái thông số định lượng để đánh giá mức độ của cái hở hai lá, là chúng ta tính toán là cái lượng máu phục về là bao nhiêu và cái phân suất phục là bao nhiêu, cái lỗ hở là bao nhiêu, để chúng ta đánh giá nó mức độ nhẹ vừa nặng. Khi có quá nhiều thông số như vậy thì khuyến cáo của ACSA 2017 về cái guideline về ban tim thì người ta cho chúng ta một số những thông số có thể thực hiện khi chúng ta làm siêu âm. Khẳng định có thể là mức độ nhẹ hoặc mức độ nặng, tức là từ 4 tiêu chuẩn đã đưa ra trong cái bảng bên nhẹ, hoặc là 4 tiêu chuẩn trở lên trong cái nhóm mà của cái mức độ nặng. Đạt được từ 4 tiêu chuẩn trở lên thì chúng ta khẳng định liền nhẹ hoặc là nặng. Nếu không đạt, chỉ có 2 tới 3 thì chúng ta biết rằng nó có thể ở cái mức trung gian rồi. Thì chúng ta làm thêm một cái số thông số. Trong tất cả những cái thông số về thực tế lâm sàng chúng ta làm, thì cái độ dài dòng hở là cái đơn giản nhất và nhanh nhất để người ta làm. Thứ hai, chúng ta làm thêm Venner contractor. Thông số về NISA giúp cho chúng ta định lượng tốt, có thể đánh giá được diện tích lỗ hở, lưu lượng máu hở về, tức là cái dung lượng hở, phân suất phục. Nhưng mà cái cách làm trên siêu âm phức tạp, đòi hỏi cái kỹ thuật làm. Hình ảnh siêu âm phải tốt, bệnh nhân không có bị những cái cản trở về cái lồng ngực của bệnh nhân. Cái dòng màu hở đó nó phải là dòng trung tâm và đậm độ rõ. Nếu mà dòng lệch tâm, xéo hoặc là hình mờ mờ, cái phổ mà hội tụ không thấy rõ được, thì cái PISA và tính diện tích lỗ hở chúng ta sẽ sai. Trong trường hợp đó chúng ta có thể tính cách khác để chúng ta tính cái dung tích phục được, là bằng cách chúng ta tính cái lưu lượng máu qua van hai lá, lưu lượng máu qua động mạch chủ, bằng cách đo cái đường kính qua van hai lá lúc mở và đường kính LVOT lúc mở của động mạch chủ. Chúng ta trừ lại, chúng ta sẽ ra được cái dung tích của cái lỗ hở, dung tích lưu lượng máu phục về. Thì đó cũng là một cách khi chúng ta không làm được PISA mà mục đích chúng ta cũng muốn tính cái dung tích phục ngược về là bao nhiêu. Nhưng mà những cái cách làm đó chúng ta sẽ thấy nó phức tạp và nó đòi hỏi thời gian. Nó cũng sẽ chính xác nếu mà số liệu hình ảnh của chúng ta thu được đó bằng cái hình ảnh nó nét, nó rõ quá. Rồi chúng ta cũng còn nhớ rằng có một số thông số nó, nhất là bán kính R, nó cũng thay đổi theo cái thời gian của cái hở. Ví dụ toàn tâm thu, rồi chúng ta cắt ngay cái đỉnh tâm thu, hay là chúng ta cắt ngay cái, có khi chúng ta cắt ngay cái đầu tâm thu thôi, hay là chúng ta cắt cuối tâm thu, thì nó cũng ảnh hưởng vô cái thời gian, cái phổ để chúng ta tính. Thì đó là chúng ta tính về định lượng. Khi chúng ta tính định lượng độ nhẹ vừa nặng thì chúng ta phải xác định nguyên nhân nó là gì, nguyên nhân của hở van, để có thể giúp cho giải quyết cái hở này, cái can thiệp như thế nào. Chúng ta ở cái mức độ này chúng ta có thể còn điều trị nội, theo dõi không, hay là chúng ta chỉ cần điều trị nguyên nhân thôi thì chúng ta có thể giải quyết được, hoặc là chúng ta cần phải phẫu thuật để chúng ta sửa chữa cái van đó, hoặc là chúng ta thay luôn cái van, hoặc là chúng ta gắn cái vòng van mới nhân tạo vô. Đó là chúng ta từ cái kết quả siêu âm sẽ giúp cho người lâm sàng có một cái hướng giải quyết về cái van hai lá. Chúng ta qua cái kết quả siêu âm có thể là phân loại theo phân loại carbon chê, dễ nhớ lắm. Xa tức là loại 2, không có bị tổn thương van gì hết, hoặc nếu có chỉ là cái thủng một lỗ thôi,
thì nó là loại một. Còn lại tất cả những cái tổn thương lá vàng, dây chằng, thủ cơ gì đó mà có thể dày đóng vôi gì đó bất thường, đứt dây chằng, đứt một cái dày đóng vôi van làm cho hạn chế cái vận động của lá van thì chúng ta xếp loại 3. Còn nếu cái gì nó gây sa van thì chúng ta xếp loại 2. Phân loại cả phân trên. Những cái biến chứng của hai lá hở hay lá hở, tức là khi chúng ta làm siêu âm, chúng ta đo kích thước, chúng ta đánh giá lượng giá độ nặng, phần nào có thể cho nhìn hình ảnh thêm để chúng ta đánh giá có bệnh van phối hợp hở hai lá với hẹp hay không, có bệnh van động mạch chủ phối hợp hay không, có bệnh tim thiếu máu cục bộ, nhồi máu cơ tim hay không, có sang thương của tổn thương của bệnh nhân tăng huyết áp, bệnh nhân này có bệnh cơ tim hay không. Thấy hở hai lá nhưng có nhiều khi bệnh nhân vừa bị bệnh cơ tim giãn nở cộng với lại bệnh nhân bị cái hẹp hai lá hậu thấp, hay là bệnh hở hở hai lá hậu thấp, hay là hở hai lá do thoái hóa. Thì đó là những cái mục tiêu để chúng ta làm siêu âm. Thì qua hai cái bài siêu âm thì tôi nghĩ rằng chúng ta cần phải học kết hợp hai bài, tại vì nó sẽ bổ sung cho nhau. Những cái biến chứng thêm nữa của trong cái van hai lá hở về vấn đề buồng nhĩ trái thất trái ở đây thì tôi đề cập thôi, còn bắt đầu biến chứng lên tăng áp phổi, về cái giãn tim phải và tăng áp động mạch phổi thì những cái cách làm, những cái đo đạc thì chúng ta xem lại trong cái bài hở hai lá, trong cái bài hẹp hai lá. Thì hôm nay cái bài hôm nay của chúng ta là chấm dứt ở đây nhé. Các bạn có ý kiến gì trong bài hôm nay không? Cô cho em hỏi một chút xíu ạ. Cô mở lại cái slide mà có ba cái hình ảnh mà cái dòng thở mà trung tâm với lệch tâm đó cô. À, dòng thở trung tâm. Nó ở trước cái phần đánh giá mức độ nặng á. Có biết không? Dạ, thì cái đó cái hình này phải. Đúng rồi, có chứ. Ở phía trên nó còn lăn lên trên nó còn thì cái này hình như em có cái đọc tài liệu mà em bị nhầm lẫn cho anh, em hỏi lại cái chỗ này ạ. Đấy con, đúng rồi. Dạ. Thì cái đánh giá độ nặng theo cái chiều, cái độ dài á, thì là mình đánh giá theo cái hình đầu tiên con, thì là cả cái dòng màu xanh hay là chỉ cái vòng, cái dòng xoáy aliasing đó thôi. Em lấy aliasing em, cái dòng chảy aliasing nó rõ, cái này nó cái dòng chảy nó dễ phục, nó hay dễ bị cái artifact. Thành ra thật sự như đã nói với em đó, một cái hình đầu tiên nhiều khi mình nhìn chưa có rõ đâu, thành ra mình phải nhìn nhiều cái mặt cắt. Thí dụ như là ở đây em nhìn một mặt cắt này, em có thể xoay lại em đo, em làm hai buồng thôi để em nhìn lại cái cũng hai buồng, tức là em vẫn là cái hình thẳng chứ, nhưng mà em trên hai buồng để em nhìn cái dòng lại lần nữa. Thí dụ bây giờ chủ yếu là gì? Tức là mình nhìn đúng là cái phần aliasing là đúng hơn, chứ không phải mình nhìn tuốt lên cái màu phục xanh chỗ này. Chúng ta nhìn cái quan trọng cái chỗ xoáy của cái aliasing. Bây giờ nếu một mặt cắt này mình thấy nghi ngờ, có nhiều khi nó không có rõ ràng cho mình aliasing, có thể mình thấy có người thì lấy ở đây, có người hay lấy xuống chút xíu nó, tại vì tôi thấy aliasing nó mờ chỗ này chút xíu. Thành ra là em làm thêm một cái mặt cắt khác. Tức là thay vì 4 buồng từ mỏm, em làm 2 buồng để em nhìn cái dòng lần nữa. Hoặc là em nhìn qua được cái bốn buồng dưới sườn, em cũng thấy được cái dòng chảy qua cái nhĩ trái. Hay là em làm lại thêm cái mặt cắt dọc cạnh nứt để em nhìn cái phục ngược. Tuy là ở trên cái mặt cắt dọc cạnh nứt nó không thấy được cái đỉnh tối đa của cái nhĩ trái, nhưng mà có thể thấy được cái aliasing nó được lên tới gần tới đỉnh 2/3 của nhĩ trái. Rồi cái dòng chảy mà cái đỉnh lớn á, thì nó càng xa chừng nào thì đương nhiên cái hở càng nhiều. Thì em cũng nhìn coi cái độ loang của cái dòng của cái diện tích, tại vì những cái thông số nhẹ vừa nặng như hồi nãy nói, độ dài chỉ là một thông số thôi em, là một thông số. Người ta còn tính cái tỷ lệ diện tích của cái dòng màu này với cái diện tích của độ hở. Nếu cô nhìn cái diện tích của dòng màu ngay chỗ này, cái aliasing có một chút chỗ này, thì tôi nghĩ chắc là nó nhẹ. Là tại sao? Tại vì nó dưới 15% của cái diện tích của cái dòng nhĩ trái. Nha, thành ra thường nó nhìn aliasing bên này rõ ràng nó nặng, tại vì em thấy cái aliasing nó xuống tới đây nè đó, còn bên này thì cái gì nó là bị lệch tâm rồi, nó xuống tới đây. Thật sự khi lệch tâm thì nó còn nói rằng cái độ dài mình tính á, ở đây thì nặng quá rồi thì nó không còn thắc mắc gì nữa, tại vì nó cũng đã tới đỉnh rồi. Nhưng nếu nó lệch tâm mà nó ở cái lưng lửng nè, trung bình á,
thì thật sự mà nó nếu nó lệch tâm á, nó trung bình nhiều khi mình phải tính thêm một độ nữa đó. Thì trong trường hợp đó làm sao để anh đánh giá độ nặng nhẹ? Hồi nãy như đã nói rồi, em có nhiều thông số để anh đánh giá độ nặng nhẹ, mà cái độ dài dòng hở chỉ là một thông số, mà độ dài dòng hở là mắt mình nhìn Doppler mà. Như vậy nó có thể khác nhau giữa người nhìn nhé. Em có thấy có những cái kết quả người ta ghi 1 trên 4, có người ghi 1 rưỡi trên 4 không? Có người nó 2 trên 4, có người nó 2 rưỡi trên 4. Bây giờ có bệnh nhân họ nói với tôi là đưa cái kết quả, bác sĩ trả kết quả mà bệnh nhân này làm 2 lần cách đây 6 tháng hay là 3 tháng gì đó. Cái kết quả lần đầu ghi 1 rưỡi trên 4, cái lần 2 là 1 trên 4, bệnh nhân mừng quá. Bây giờ cái hở hai lá tôi giảm rồi, lúc đầu là bác sĩ ghi tôi 1 rưỡi, bây giờ tôi còn có 1 thôi. Hoặc là một cái bác sĩ khác ghi 1, nhưng mà khoảng chừng 6 tháng sau người ta làm lại siêu âm, bác sĩ sao ghi 1 trên 4, cái bệnh nhân cũng mừng quá, nói là từ 1 rưỡi xuống 1, hay là ngược lại, giờ tôi rầu quá bác sĩ ơi, tại vì lúc trước tôi có 1 trên 4, bây giờ tôi làm lại 6 tháng sau người ta ghi tôi 1 rưỡi trên 4, như vậy là bệnh tôi nặng lên rồi. Thì thật sự cái này em thấy rõ là cái vấn đề cái nhìn, cái dòng màu và cái độ dài so với độ dài của nhĩ trái, cái này là cái hơi tương đối một chút, ước lượng một chút xíu. Thành ra thật sự tôi nói giữa 1 với 1,5 không có chênh lệch nhiều lắm. Dạ đúng rồi, chỉ là đó là em hỏi cái em cũng có làm thử thì em thấy nó có cái dòng ngược, cái dòng màu xanh thôi, không thấy có cái dòng xoáy, nhưng mà khi em bỏ cái Doppler liên tục vào thì nó vẫn có cái dòng âm, có cái dòng nó vẫn có tín hiệu ngược lại rồi, thì không biết cái đó có phải là làm đúng Em hay là như nãy tôi nói rồi đó, có khi á, cái đất lên màu của em để đó, nó cái dòng phổ màu nó đi vô ngay cái chỗ cái dòng hở của em á, nó không lấy đúng được ngay cái chỗ hở, thành ra cái màu của em nó không aliasing đẹp, tại vì nó phải đúng ngay cái dòng máu xoáy nó mới đẹp em. Thành ra nhiều khi cái dòng hở của em đúng là em thấy đúng cái chỗ xanh, nó có thể là đúng với em, nhưng mà do cái màu của em để nó không đẹp, hoặc là cái siêu âm của em đó nha. Em có biết rằng nếu em làm siêu âm á, thì có nhiều khi người ta điều chỉnh cái gen á, cái gen màu đó, có nhiều khi mình thấy cái màu đẹp lắm, aliasing nó xanh lá cây rõ quá đẹp như thế này, còn có nhiều khi nó ra mờ mờ, nó nhòe nhòe, nó không có ra được cái màu như đẹp như là mình học lý thuyết. Hình này là cái hình người ta chuẩn, người ta chụp đẹp lắm mình mới thấy đẹp vậy đó. Còn có nhiều khi có không biết tùy cái đờ cái đầu cái siêu âm em, có thể do cái chỉnh cái siêu âm màu của nó, nhiều khi mình kéo tới kéo lui cái màu siêu âm hồi cái nó ra nó màu nó kỳ quá, nó mất luôn cái aliasing xanh của em, mà nó ra cái màu xanh nó thuần thuần thôi, nó không rõ. Thì cái đó là cái hạn chế khi mà nhìn cái màu đó. Thì như nãy cô nói rồi, em coi lại cái Doppler của mình, em chỉnh cái dòng màu lại đi, có nhiều khi do cái màu của em để nó không đẹp, nó không ra cái aliasing rõ. Còn nếu mình nghi ngờ nữa, em làm thêm mấy thông số khác đi, để em nếu em nói cái này là nhẹ, nếu em lấy trên này thì cái này nó phải là cái mức độ nặng rồi, nó phải ít nhất phải 3 trên 4 rồi. Còn nếu em lấy cái này thì làm sao nó là trung bình, nó còn chưa tới trung bình, cái này ở mức nhẹ thôi, mà một cái chênh lệch quá rõ từ một cái nhẹ mà em lấy một cái nặng như thế này, em phải lấy cái thông số khác để em đánh giá chứ, chứ làm sao được. Mà rõ ràng nếu đây người ta cũng đang nói đây là nhẹ nè, mà cái dòng màu xanh này nó tới đây nè, mà đây người ta đã chắc chắn, người ta đánh giá đây là bệnh nhân này nhẹ, rõ ràng em thấy kích thước thất trái không lớn, nhĩ trái không lớn, mà người ta nói nhẹ là dựa vào cái tỷ lệ dòng màu, và rõ ràng là cái aliasing là cái đúng. Em lấy cái độ cao của chỗ cái aliasing, cái xoáy màu xanh lá cây, chứ không phải lấy nguyên cái chỗ mà màu xanh đều thuần nhất tốt là như này. Nếu đang nếu mà mình lấy cái này á, chắc chắn cái này phải là 3 trên 4 rồi đó, nặng đó. rồi dạ Nha. biết rồi dạ dạ em xin lại dạ cảm ơn Rồi như vậy thì các bạn còn câu hỏi gì nữa không? Lý thuyết là một chuyện nha, nhưng mà tôi cũng nói rồi, phải thực tế thì mình mới có thể thấu đáo được. Nhưng mà trước mắt để mình có thể làm tốt hơn sau cái khóa học, phải học lý thuyết trước. Làm siêu âm không phải mình mới thấy mình lý thuyết xong mình đặt cái đầu dò tự mình làm là mình làm giỏi được, không ai giỏi được hết á. Nhưng mà cái quan trọng là cái gì? Lý thuyết mình nắm vững. Thứ hai, nhìn cho nhiều cái hình, tất cả những cái hình bệnh lý, những cái sang thương bệnh lý mình phải nhìn qua hết. Thứ ba, ngồi nhìn xem người khác làm, những bác sĩ siêu âm mà họ có kinh nghiệm họ đang làm, mình ngồi mình nhìn cái bên. Lúc bắt đầu mình làm mình hãy làm trên người bình thường trước, để mình thấy được cái van hai lá ba lá, động mạch chủ, động mạch phổi bình thường, kích thước nhĩ trái đốt trái bình thường, cái máu ở trong cái buồng nhĩ trái thất trái khi tôi để màu vô aliasing không thấy, rồi chúng ta nhìn thấy 2D tim nó đập đóng mở chủ một cách bình thường, van hai lá khi mở, lá trước mở về vách liên thất, lá sau mở về thành thất trái,
chúng ta hãy mà khảo sát van siêu âm tim bình thường trước đã, tự mình làm cái bình thường mình quen, mình nhìn hình ảnh bình thường quen, xong bắt đầu chúng ta qua bệnh lý. Thì bệnh lý đầu tiên chúng ta nhìn trong sách chúng ta học để chúng ta thấy được những cái hình ảnh đẹp, tại vì sách tức là họ làm đẹp. Trong sách dạy thì đưa hình chụp trong cái bài học lúc nào mình cũng thấy đẹp hết á, mình nhìn cho nó quen mắt đi. Như thế này là hở hai lá phổ đắp lơ màu đây nè, như thế này là hở toàn tâm thu, như thế này là hở cuối tâm thu nè. À, độ này là độ nhẹ, độ vừa, độ nặng, này là lệch tâm, này là trung tâm, đây là sa van hai lá, đây đây là phle, vân vân. Chúng ta nhìn cho hết tất cả bệnh lý rồi, song song đó chúng ta ngồi chúng ta xem cái người bác sĩ siêu âm làm. Dĩ nhiên người ta chưa cho mình làm đâu, mình nhìn. Giả sử như mình là người làm thì cái mình thấy bệnh lý, cái người bác sĩ răng người ta thấy bệnh lý, mình chẩn đoán luôn. Mình không làm nhưng mà người ta làm, mình nhìn mình thấy. Nếu mình làm mà mình chẩn đoán được trước khi người bác sĩ siêu âm kết luận, mà mình làm giống, mình kết luận giống là mình giỏi, giỏi ở cái nhìn hình rồi đó. Như vậy mình đã tiến được một bước rồi. Bây giờ cái bước cuối cùng là gì? Mình làm, chứ không phải tự nhiên ai vô là làm chẩn đoán liền đâu, làm sao được. Cái làm siêu âm nó còn phụ thuộc vào bệnh nhân nữa, không phải ai cũng dễ để cho mình thấy đâu. Cái bước cuối cùng là tự tay mình làm. Thì mình đã làm cho người bình thường rồi, thì bây giờ mình đã biết bình thường. Vậy thì khi tôi áp dụng những cái nguyên tắc là những cái mặt cắt tôi làm cho chuẩn, và tôi biết rằng khi bệnh nhân bị những cái khó khăn trong lúc làm siêu âm, vậy thì phải làm sao? Thí dụ hai lá mà nhìn khó thấy quá, mà mờ mịt quá, thử nghiêng bên trái xem có thấy được không. Có khi khi tôi nghiêng bên trái, những cái thông số khác tôi sẽ lấy không được, nhưng cái hở hai lá hay hẹp hai lá tôi đang cần nè, tôi chỉ cần cái thông số trên van hai lá đó thôi. Do đó tôi làm cái tư thế bệnh nhân như thế nào để tôi thấy được cái hình ảnh đó, để tôi thấy bệnh lý đó. Còn những thông số khác có thể tôi chấp nhận tôi không thấy ở tư thế đó, rồi tôi sẽ chỉnh bệnh nhân lại một tư thế khác để tôi thấy được những thông số khác. Còn một tư thế mà em thấy được hết bệnh lý của những cái van khác thì quá tốt. Cái đó là không cần làm nhiều cái tư thế, mà chỉ cần một tư thế mà em thấy được rồi thì tốt quá. Nhất là bốn buồng từ mõm, em có thể khảo sát hai lá ba lá luôn, rồi em làm luôn năm buồng, em thấy động mạch chủ luôn. Thì đó là những cái bước để mà mình học. Thì khi siêu âm mấy em làm quen mà làm nhiều thì lúc đó tự cái tay mình sẽ thấy rằng mình sẽ có cái tay mình nhạy. Thì như đã nói của cái bài trước cho mấy em đó, khi làm nhiều rồi mấy em sẽ thấy rằng cái vị trí đầu dò không quan trọng lắm. Tôi chỉ cần nhớ cái nguyên tắc thôi. Đầu tiên tôi đặt liên sườn 3, liên sườn 4 của dọc cạnh đứt. Ở vùng mõm là liên quan tới đánh giá về bốn buồng từ mõm. Dưới sườn tôi để 10 ức. Nhưng mà khi tôi đàm đặt cái đầu dò dọc cạnh đứt và bốn buồng từ mõm, hay là ba buồng, hai buồng từ mõm ở trên ngực đó, thì do cái tim bệnh nhân có thể thay đổi biến dạng. Thì nếu tôi đặt cái vị trí kinh điển mà được khuyến cáo thì tôi không thấy được cái hình đẹp. Mà khi làm siêu âm mình cần nhìn hình ảnh và đo đạc, là chúng ta ra cái hình chuẩn là quan trọng chứ không phải vị trí. Do đó cái đầu dò dọc cạnh nứt có khi chúng ta làm để thấy cái hình chuẩn của dọc cạnh nứt đẹp, không còn ở liên sườn 3 4 mà nó kéo xuống liên sườn 5 6 rồi. Cái mõm tim cũng vậy. Chúng ta sờ, chúng ta thường thường chúng ta có khi mình trễ, bệnh nhân đông quá mình cũng không có đặt cái ống, đặt cái tay của mình vô cái mõm để chúng ta đặt đúng cái vị trí mõm tim đặt, để chúng ta đặt cái làm cái siêu âm bốn buồng từ mõm đâu, mà chúng ta cứ để luôn cái đầu dò ngay dưới vú bên trái, giống như là mình biết vị trí đó thông thường rồi. Tức là mình nhanh quá, bệnh nhân đông quá tôi không đặt tay làm chi, thôi cả tôi cứ để ngay chỗ đó ngay mõm. Thì thường người ta làm quen người ta không có đặt, nhưng mà người ta đặt cái từ mõm, người ta nhìn cái hình chuẩn, người ta xem cái bốn buồng từ đỉnh thẳng chưa. Nếu bốn buồng từ đỉnh thẳng tốt rồi là người ta cứ đo đạc thôi, khỏi nói và khỏi cần để ý là có đó đúng ngay mõm hay không. Nhưng mà khi đặt đúng ngay cái vị trí dưới vú rồi, ngay đường trung đòn, khoảng trung đòn, mà người ta không thấy hình ảnh bốn buồng từ mõm rõ mà nó hơi xéo xéo, là lúc đó họ phải dịch cái đầu dò qua một bên. Thì để mất công khỏi có phải di chuyển mất thời gian của mình, thì tôi hay nói với em đó, trước khi đặt cái đầu dò lên ngực bệnh nhân làm siêu âm, đặt cái tay mình lên mõm để mình sờ cái mõm ở đâu nè, thì như vậy đỡ mất thời gian mình ra, mình biết rằng cái vị trí mõm tim đập ở đâu, thì khi tôi đặt bốn buồng từ mõm tôi sẽ đặt chỗ đó. Rồi có ống nghe đó để sơ qua nghe cái các vùng van của mình coi có cái âm thổi gì hay không. Lướt sơ qua mà không có âm thổi gì hết thì thôi tốt, tức là yên tâm chắc không có cái gì nặng. Nhưng mà vẫn có thể có nha, dù không nghe âm thổi vẫn có thể có hở hai lá nhẹ nha, vẫn có thể thấy ba lá nhẹ hay là một cái hở phổi nhẹ. Thì mình biết rằng có nhiều trường hợp không nghe âm thổi mà siêu âm người ta vẫn trả lời. Có thể mấy em không nghe hở chủ gì hết nha, nhưng mà trả siêu âm về người ta lại thấy có một cái ghi hở chủ nhẹ 1/4.
hay là một cái hở hai lá nhẹ vọng vọng tư, cái đó cũng có. Nhưng mà mình biết rằng nó không có lớn nhiều, vậy thì cái nghe của mình nó cũng giúp cho mình khẳng định được cái mức hở. Còn thí dụ như nếu mà tôi nghe hở lớn quá và tôi sợ tôi thấy mõm tim này lệch ra ngoài rồi, mà sao tôi cắt tôi thấy hở nhẹ nhẹ thôi à, mà trong khi bụng thất trái lớn quá, vậy thì phải coi lại, coi lại kỹ lại một chút xíu mà mình cắt có cái gì chưa chính xác không, hay là bệnh nhân này có hở hai lá nhưng mà cái thất trái lớn là do cái bệnh khác phối hợp vô chứ không phải là một mình hở hai lá. Nhiều khi cái bệnh cơ tim giãn nở thì sao, hay là bệnh nhân này có hở chủ thì sao, thành ra cái bụng thất trái giãn quá, nhĩ trái cũng giãn luôn nhưng mà hở hai lá lại không nặng đó. Thành ra cái đó là những cái mà mình nhận định để mình giúp cho cái kết quả siêu âm mình á, mình có thể mà tự tin hơn khi mình trả lời siêu âm mà mình cảm thấy rằng không có bị sót cái gì hết. Giả sử tôi làm không có thấy nhưng mà tôi đã nghe, tôi biết rồi và cái kết quả siêu âm tôi chỉ trả lời được tới mức đó thôi. Như vậy thì muốn làm thêm nữa để cho nó khớp giữa lâm sàng, tại vì lâm sàng mình khám mình cũng thấy không hợp lắm với siêu âm của mình, thì như vậy để mà có một cái phù hợp giữa lâm sàng và siêu âm kết quả của mình, thì mình nói là do lý do gì đó mà mình không thấy được cái mà mình muốn cần trên lâm sàng. Nhiều khi cái nhà lâm sàng người ta muốn cái đó đó nhưng mà làm siêu âm mình không thấy, mà mình nghe mình khám trước mình cũng thấy giống vậy đó, thì mình cũng không hài lòng với kết quả siêu âm của mình. Nhưng cái đó không phải do mình làm, do bệnh nhân, cái khách quan là do cái bệnh nhân có những cái yếu tố gì đó nó ảnh hưởng làm cho tôi không thấy được cái kết quả bệnh lý đó, mà cái định hướng siêu âm người ta đang, người siêu lâm sàng đang nghi ngờ hoặc là quá khó thấy đi, phải có siêu âm thực quản thì lúc đó tôi có một cái kết quả nhận định ở dưới, có thể yêu cầu làm siêu âm lần hai. Dù bệnh nhân khỏe rồi đừng có khó thở nữa, nằm ngửa được chứ đừng có phải mà nằm dựng đứng luôn, thở hào hển đang thở oxy, thì lúc đó mấy em có kêu bệnh nhân nín thở, bệnh nhân nín thở cũng không được. Tại nhiều khi bệnh nhân thở nhiều quá, nó nhòe hình quá, em không có đo được, em cũng không thấy Doppler rõ. Nhiều khi mình nói nín một chút xíu đi, họ làm sao mà nín nổi. Thành ra rốt cuộc kết quả mình nó sẽ tương đối. Đó, thành ra là những cái đánh giá thêm những cái đó để nó làm sao cho cái kết quả siêu âm mình á, mình trả lời mình một cách tự tin hơn. Rồi, như vậy cũng là đúng giờ rồi ha. Thôi vậy hôm nay chúng ta nghỉ ở đây nha.